Đối với cái này, kiếm thánh môn rõ ràng, bởi vì Phương Thiên xem chính là hắn tặng cho Mong Hương chân nhân, đừng nhìn là một bộ bức tranh, chỉ khi nào thôi động, lực sát thương vẫn là rất kinh người. Thăm hỏi Hương chân nhân, đã một tay bấm niệm pháp quyết, tùy theo niệm tụng chú ngữ. Nhưng thấy Phương Thiên xem huyền không, có một đạo tinh hà từ bên trong bay ra. À không đúng, đây không phải là tinh hà, mà là một tia huyết, vàng óng ánh huyết. Đây cũng là thiên thể bản nguyên huyết, bị hắn phong ở Phương Thiên xem bên trong. Triệu Bân ánh mắt rạng rỡ, bản nguyên đã ở sao động, thể phách cũng bởi đó run lên. Thật là tinh thuần khí huyết. Đại bàng xông tới, cái mũi từng đợt run run. Thần sắc kỳ quái nhất chớ quá Mong Hương đồ nhi, theo Mong Hương chân nhân lâu như vậy, cũng không biết Phương Thiên xem bên trong, còn bịt lại một tia bản nguyên huyết, nhìn như ngầm phát hiện dị tượng, nên vĩnh hằng thiên thể. Cái này, làm sao có ý tứ? Triệu Bân cười ha ha, vội vàng hoảng lấy bình ngọc, phong tồn thiên thể bản nguyên huyết. Lão đầu nhi này coi như không tệ, nên được kiếm thánh ân huệ, hơn nữa có phần giảng tín nghĩa, bằng không thì cũng sẽ không như vậy khẳng khái, đổi lại những thứ khác kẻ già đời, làm không tốt sẽ theo đầu đến đuôi giả bộ ngớ ngẩn. Nói thực ra, Mong Hương chân nhân đau lòng nhanh đâu. Làm gì có hứa hẹn trước đây, vụ này hắn phải nhận cái nào? Tạ tiền bối. Triệu công tử câu nói này, là đối với kiếm thánh nói. Nếu không phải kiếm thánh, quỷ hiểu được nơi đây có thiên thể bản nguyên huyết. Bản nguyên huyết lấy được, nhưng hàng này cũng không có phải đi ý tứ. Lòng đất, còn có độn giáp chữ thiên đâu. Nghĩ tới đây, hắn cũng cười ha hả thăm hỏi Hương chân nhân. Đạo hữu, có thể hay không mượn người bảo địa ở mấy ngày? Dễ nói dễ nói. Mong Hương chân nhân có phần nóng lòng, ai bảo người này mang theo kiếm thánh tín vật đâu. Chủ nhân đều lên tiếng, Triệu Bân từ không khách khí, độn giáp chữ thiên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đại bàng có chút lẩm bẩm, nhưng hắn là hiểu rõ này hàng, chuyện ra khác thường tất có yêu. Mong Hương lão, lăn ra đến. Đột nhiên, cửa hàng truyền đến một tiếng gào to. Mong Hương chân nhân nghe xong, ngừng lại khuôn mặt nhỏ đen kịt, tựa như biết là ai tới. Đạo hữu trước tạm ngồi. Mong Hương chân nhân cười nói, làn khói vọt không còn hình bóng. Xong, còn có một lời truyền về, đồ nhi, thật tốt chiêu đãi quý khách. Không cần hắn giao phó, Mong Hương đồ nhi cũng đã bày xuống cổ trà. Nàng tựa như không vui ngôn ngữ, bày xuống nước trà và món điểm tâm sau, liền lại trở về dưới cây vẽ tranh. Nhìn nàng vẽ người, là một cái tiên phong đạo cốt lão giả, ngoại nhân có lẽ không biết, nhưng kiếm thánh nhận ra, đó là Mong Hương chân nhân, càng xác thực nói, là trạng thái bình thường Mong Hương chân nhân. Đồ nhi họa sĩ tôn, chuyện này không kỳ quái. Nàng vẽ rất tận tâm, nhất bút nhất họa đều phác họa sinh động như thật. Vị tiên tử này, ta, đại bàng mấp máy tóc, liền muốn đụng lên đi cùng Mong Hương đồ nhi trò chuyện nhân sinh một chút, nhưng, hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị Triệu công tử lay đến một bên. Tiên tử, hỏi ngươi nghe ngóng một chuyện. Triệu Bân cười cười. Chuyện gì? Mong Hương đồ nhi nói, lại vẽ ra một bút. Ngươi có từng phái qua hóa thân, vào phàm giới tu hành? Có. Năm nào chuyện? Triệu Bân vội vàng hoảng hỏi. Ước chừng 120 năm. Mong Hương đồ nhi nhẹ môi hé mở. Đối được. Đại bàng một tiếng gào to, đã cơ bản xác định đây là phượng múa bản tôn. Triệu Bân dù chưa ngôn ngữ, nhưng thần thái đại biểu hết thảy. Hắn rời đi phàm giới đã có hơn 100 năm, tính toán phượng múa niên kỷ, đã ước chừng 120 tuổi, nhập thế thời gian là đối được. Ánh mắt hắn cũng thay đổi, nhìn xem trước mặt nữ tử này, tựa như nhìn xem năm đó phượng múa. Hóa thân là mang bản tôn một chút khí chất, đặc biệt là cặp kia đôi mắt đẹp, rất có vài phần tương tự. Phượng múa bản tôn lại lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày, người này cỡ nào kỳ quái, hơn nửa đêm không tu luyện, lại hỏi nàng nghe ngóng nàng hóa thân. Còn có người này nhìn nàng thần thái càng là kỳ quái, giống như là tại nhìn thân nhân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thúy Nhi, ngươi chính là Thúy Nhi bản tôn. Bọn ta là phàm gian đi lên, ngươi tin không? Đừng không để ý ta à, ngược lại là nói một câu a. Dưới ánh trăng Mong Hương sau lầu viện, tràn đầy đại bàng lại nhải âm thanh, xác định là phượng múa bản tôn, nghiễm nhiên không đem chính mình làm ngoại nhân. Như con khỉ, vòng quanh phượng múa bản tôn trên nhảy dưới tránh. Phượng múa bản tôn lông mi hơi nhíu, tại phân biệt lời này thật cùng giả. Thế gian đi lên, không thể a, thông thiên lộ vẫn là khép kín trạng thái. Chẳng lẽ, bọn hắn đi là hồng trần lộ,
đây chính là một đầu tử lộ. Nhìn thấy hàng này không có, là ngươi hóa thân tướng công, từng lên giường. Đại bàng còn tại phun lớn đặc biệt phun, đến nỗi trong miệng hàng này, chỉ tất nhiên là Triệu Bân, cùng Phượng Múa vẫn là rất có tướng phu thê. Đến nước này, Phượng Múa bản tôn mới hơi hơi nghiêng con mắt, nhìn chính là Triệu công tử. Triệu Bân không nói chuyện, nhưng thần thái giải thích hết thảy, này đều không uống thuốc. Phượng Múa bản tôn trầm mặc không nói, vẫn như cũ nâng bút vẽ tranh, muốn phân rõ thật giả, cũng là rất dễ dàng, đem hóa thân thu hồi bản tôn liền tốt, có phải thật vậy hay không nhận biết hai cái này siêu quần xuất chúng nhân tài. Chớ thu hồi nàng. Triệu Bân cuối cùng là mở miệng, lời nói bên trong có cầu khẩn ý vị. Như vậy, hắn ngày xưa đã từng đối với Giao Nguyệt cung chủ nói qua. Vào phàm trần tu hành. Bản tôn thoáng qua nhất niệm, chính là hóa thân có máu có thịt một đời. Ở đáy lòng hắn, tình nguyện Phượng Múa là một cái hoàn toàn người, mà không phải ai hóa thân. Hảo! Phượng Múa bản tôn một tiếng khẽ nói, tựa như biết Triệu Bân tâm cảnh. Một cái chớp mắt này, nàng bắt đầu tin tưởng đại bàng lời nói, nếu không phải nhân gian có chân tình, nếu không phải người trước mặt này, xem nàng hóa thân thành thân hữu, như thế nào lại nói ra lời nói này. Càng là như thế, nàng lại càng muốn thu hồi hóa thân xem, phàm trần đến tột cùng là như thế nào một phen kinh nghiệm. Kẹt kẹt, cửa phòng lại mở, Mong Hương chân nhân một bước đi vào. Hắn là vô cùng lo lắng, cầm Phương Thiên xem liền đi. Trước khi đi, hắn còn cố ý giao phó Đổ Nhi một câu, thật tốt chiêu đãi quý khách, vi sư ra ngoài một hai ngày. Hắn đến nhanh, đi cũng sắp. Hắn sau khi đi, Phượng Múa thu họa tác. Sư tôn có giao phó, nàng tự vận tâm tận lực. Không cần phải để ý đến chúng ta, làm việc của ngươi. Triệu Bân cười nói, lôi kéo đại bàng hướng đi phòng trọ. Hiếm thấy Mong Hương chân nhân không tại, hắn phải đi lòng đất nhìn một chút. Nói thực ra, người tại đánh chủ ý gì? Đại bàng ực một hớp rượu. Phía dưới có bảo bối. Triệu Bân ngồi xổm dưới đất, đưa lỗ tai tĩnh tâm lắng nghe. Mong Hương lão thủ lĩnh tiểu kim khố. Hỗ trợ canh gác, ta xuống nhìn một chút. Triệu Bân nói, một cái độn địa biến mất ở trong phòng. Dựa theo độn giáp chữ thiên chỉ dẫn, hắn một đường hướng xuống tiềm hành. Mây khói nhìn nhíu mày, kiếm thánh tàn hồn cũng run rẩy. Bọn hắn sớm đã cảm giác qua, lòng đất cũng không càn khôn. Bao! Rất nhanh, tiếng kim loại va chạm vang lên. Là Triệu Bân trở ngại, đụng ruông ruông vang dội. Hắn độn địa thuật không dùng được, bởi vì phía dưới thổ địa cứng rắn vô cùng. Bức ta mở! Triệu Bân xách ra Long Uyên, thật sự đặt một kiếm kia kiếm chặt. Như chuyện như thế, hắn không chỉ một lần làm qua, tựa như thế gian đế đồ đại địa linh mạch, hắn chính là một đường đào xuống đi, đường đường chính chính móc vài ngày. Tìm được không có, đại bàng truyền âm hỏi. Không có, Triệu Bân tùy ý trả lời một câu, đó là càng đào càng khởi kình, chỉ vì mỗi đi xuống dưới một bước, Long Uyên kiếm bên trên độn giáp chữ thiên, liền nở rộ một lần tia sáng, cái này liền chứng minh, hắn cách bảo bối càng ngày càng gần. Thật kỳ dị chữ cổ. Kiếm thánh một tiếng lẩm bẩm ngữ, nhìn chính là Long Uyên kiếm. Chữ cổ tự có đạo uẩn quanh quẩn, tuyệt không phải tầm thường chữ, lấy hắn tầm mắt, càng là nhìn không thấu xuất xứ. Nhìn không thấu là được rồi, liền Nguyệt Thần đều nhìn không thấu, càng không nói đến là hắn. Răng rác, bao, bịch, Triệu Bân cái này đào một cái, chính là một đêm. Lòng đất âm thanh, đều bị hắn ngăn ở lòng đất, đi đâu đều dán che lấp phù. Sáng sớm. Phượng Múa bản tôn ra khỏi cửa phòng, khoanh chân dưới cây ngồi xuống. Nàng từng không chỉ một lần trách mắt, nhìn Triệu Bân cùng đại bàng chỗ lầu các, không thấy hai người đi ra, bất giác cho là, đều tại đóng cửa tu luyện, đặc biệt là vĩnh hằng thể, được vĩnh hằng thiên thể bản nguyên huyết, hơn phân nửa tại dung hợp, hàng rời vĩnh hằng huyết thống, khó tránh khỏi thật có thể nhặt lại ngày xưa huy hoàng. Lòng đất, Triệu công tử đã ngừng, mệt đầu đầy mồ hôi. Tiên giới thổ địa là thực sự mẹ nó cứng rắn. Càng đục càng tốn sức. Nhưng, thời gian không phụ người hữu tâm. Màn đêm lại rơi nữa tạm thời, hắn cuối cùng là tìm được hắn mong muốn bảo vật. Đó là một mặt tàn phá gương đồng nhỏ, toàn thân ngăm đen, pha tạp không chịu nổi, tựa như một khối sắt vụn, khảm nạm trong lòng đất trong nham thạch, khó trách Mong Hương chân nhân không hay biết cảm giác, nó căn bản một chút khí tức đều không, hơn nữa, còn ẩn sâu trong lòng đất, nếu không phải có độn giáp cảm giác, hắn cũng khó biết càn khôn. Đi ra cho ta a. Triệu Bân nhất kiếm đập xuống đi, nắm gương đồng.
hắn là xem thường cái đồ chơi này trọng lượng, cứ thế không có lôi ra ngoài. Bất đắc dĩ, hắn đành phải thôi động tiên lực. Gương đồng bị túm ra, đích xác nặng nề như núi lớn. Chiếu thiên kính. Kiếm thánh cùng mây khó chăm miệng một lời, ngữ khí còn có chút kinh ngạc. Không tệ, bọn hắn đều nhận ra vật này, sớm đã tiêu thất nhiều năm, lại tàng trong lòng đất. Tiên vương pháp khí. Triệu Bân ngồi xổm đó, không ngừng lau mặt kính làm được bùn đất. Kính này cũng không linh, cũng không lạc ấn, nhưng vào tay nóng bỏng dị thường. Trừ này, chính là chế tạo chất liệu của nó, nên một loại hiếm hoi tiên sắt. Không được hoàn mỹ chính là, tiên sắt bị tuế nguyệt ăn mòn, tinh túy hao tổn diệt nhiều lắm. Hắn nhìn gương đồng mặt sau, khắc lấy một cái mơ hồ chữ cổ, là độn giáp chữ thiên không thể nghi ngờ, chỉ có điều, này chữ thiên bình thường không có gì lạ, liền tựa như không có phát ra ánh sáng phật vật, vô luận từ chỗ nào nhìn đều chết tịch nặng nề. Không tệ. Triệu Bân cười hắc hắc, cũng không uổng công hắn móc một ngày một đêm. Nhìn mây khói, thì ánh mắt kỳ quái, còn có tàn hồn trạng thái kiếm thánh, hơn phân nửa cũng rất phiền muộn, tiểu tử này bản sự không nhỏ a. Liền hắn đều không cảm giác được, hắn lại có phát giác, lại một tìm một cái chuẩn, chẳng lẽ, Đại La Thánh chủ có cảm giác dị bảo thiên phú, cũng hoặc tìm bảo bối bí pháp. Vô luận là cái nào, đây đều là một hồi tạo hóa. Đây chính là chiếu thiên kính, cũng không là bình thường pháp khí. Vật này, thật tốt thu, mây khói truyền một lời. Như thế nào, nó còn rất có lai lịch, Triệu Bân tò mò hỏi. Đợi đến khoảng không, vi sư dạy ngươi thôi động chi pháp. Mây khói khẽ nói nở nụ cười. Đúng vậy. Triệu Bân đem gương đồng nhét vào vĩnh hằng giới, chiếu đường cũ trở về. Đại bàng đã đợi ngủ gà ngủ gật, gặp Triệu Bân đi lên, lúc này mới ngáp một cái. Móc cái gì? Liền nó. Triệu Bân không che giấu, bày ra chiếu thiên kính. Đại bàng nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngừng lại nở rộ ánh sáng, tựa như cũng nhận ra vật này kiện nhi. Cái này, cũng có thể ăn. Triệu Bân cười nói. Không nhai nát, đại bàng cầm gương đồng, lăn qua lộn lại dò xét. Nhìn một chút, hắn còn nghĩ cho gương đồng đẩy ra, gặp mặt cái kia một nửa đi. Đáng tiếc, hắn không thể đẩy ra. Gặp mặt phân một nửa. Triệu Bân đưa tới một ngụm kim đao, bóng loáng, là một thanh hung hãn binh khí. Đại bàng cười ha ha, tiếp kim đao trả gương đồng, thanh binh khí này dùng đến tiện tay. Ban đêm, Triệu Bân ngồi xếp bằng. Hắn dẫn dắt ra thiên thể bản nguyên huyết, sáp nhập vào thể nội. Cũng như dùng đạo thể bản nguyên huyết lúc, này huyết một khi nhập thể, liền chui vào bản nguyên, bá liệt khí huyết, tùy theo bao phủ toàn thân, cho hắn bản mệnh tiên huyết, lại bịt kín một tầng sán sán vàng rực. Đại bàng là quần chúng, nhìn thổn thức chặt lưỡi. Hàng rời vĩnh hằng thể, thật muốn quật khởi a. Nhìn qua, hắn phật tay một mảnh phù chú, đều là che lấp phù, dán đầy phòng ốc. Triệu Bân toàn thân hào quang, đều bị phù chú ngăn lại, bằng không chắc chắn sẽ kinh động ngoại nhân. Lại một lần, vĩnh hằng thể dành riêng bí văn, tại Triệu Bân mi tâm khắc họa đi ra. Đáng tiếc, hắn không phải không thiếu sót vĩnh hằng thể, thậm chí dành riêng bí văn không thể nào rõ ràng. Bí văn mặc dù mơ hồ, cũng không ảnh hưởng trận này cơ duyên. Căn nguyên của hắn có chút phục cổ, vĩnh hằng huyết mạch cũng tinh túy không thiếu. Đến nỗi tu vi đi. Sợ là cường độ không đủ, không thể giết vào đệ cửu trọng. Mẹ nó. Bên ngoài, truyền đến chửi mẹ âm thanh. Là Mong Hương chân nhân trở về, hắn nên bị người đánh, đi đường khập khiếng, chiều cao vốn cũng không cao, khuôn mặt nhỏ vốn cũng không lớn, hết lần này tới lần khác trên mặt liền in một cái bản chân ấn, cũng không biết cái nào nhân tài, một cước đạp trên mặt hắn, nhìn xem tặc hài hước. Ai yêu uy? Đại bàng gặp chi, trơn tru chạy ra. Hắn như chó sủ. Đang nhìn Hương chân nhân trên thân người tới người lui. Đi đâu? Mong Hương chân nhân lông mày nhỏ trao lên, sao thế? Còn nghĩ gặm ta một ngụm. Đại bàng không ngôn ngữ, còn đặt cái kia ngửi. Thật lâu, hắn mới xoa xoa tay, một mặt cười ha hả, người có phải hay không có vảy rồng hoa? Mong Hương chân nhân nghe xong, lông mày chọn cao hơn, hàng này thực sự là chó sao? Cái này đều ngửi phải ra. Nhưng có, lấy ra nhìn một chút. Đại bàng cười híp mắt. Không có, Mong Hương chân nhân xách ra hồ lô rượu, ừng ực một trận mãnh quán. Kiếm thánh như nghe xong, sẽ rất không cao hứng. Đại bàng một mặt ý vị thâm trường nói. Đừng nói, rút kiếm thánh dễ dùng, Mong Hương chân nhân thật sự đi theo. Ngược lại là quên, hai hàng này cùng kiếm thánh có không rất sâu ngọn nguồn.
thấy hắn nhẹ phẩy tay áo, một đóa vàng óng ánh hoa, treo ở lòng bàn tay, rất giống một mảnh vảy rồng, hơn nữa, còn có từng trận tiếng long ngâm vang vọng, xích lại gần nhìn lên, đó chính là một đầu hư ảo tiểu long vần quanh, từng sợi tinh thuần long khí, đập vào mặt mãnh liệt, nhìn đại bàng hai mắt bóng loáng. Cái đồ chơi này, bán không? Không bán. Ai, kiếm thánh gần nhất tâm tình thật không tốt. Được được được. Hai cái này chim chóc có ý tứ, hơn nửa đêm nói chuyện tạc vui vẻ. Chủ yếu là đại bàng lanh lợi, cuối cùng cầm kiếm thánh hù dọa chim chóc. Mong hương chân nhân lại từ tâm, thật sự đem vảy rồng hoa cho đại bàng. Không lấy không. Đại bàng cũng thực sự, đưa mong hương chân nhân một thanh tiên kiếm. Một hồi mua bán, liền như vậy vui vẻ thành giao. Đại bàng tâm tình thật tốt, vảy rồng hoa thế nhưng là vật đại bổ. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra, Triệu Bân vặn eo bẻ cổ đi ra. Mong hương chân nhân gặp chi, lộ vẻ kinh ngạc sắc, mới hai ngày không gặp, người này khí thức mịt mờ không thiếu, đặc biệt là cái kia hai con ngươi, càng lộ vẻ thâm thúy, lóe lên ánh mắt, giống như tinh quang giống như rực rỡ. Đa tạ đạo hữu khoản đãi, Triệu Bân cười nói. Nói xong, hắn còn cầm mấy bộ bí quyển, đưa cho mong hương chân nhân. Dù sao, hắn là tại trên nhân gia địa giới. Được một hồi cơ duyên và tạo hóa, tiểu hồng bao phải phong một cái. Mong hương chân nhân vui vẻ ra mặt, người này làm việc đáng tin cậy. So sánh dưới, bên cạnh vị này liền không thể nào cần thể diện, cầm kiếm thánh hù dọa hắn. Đang khi nói chuyện, phượng múa bản tôn cũng đi ra cửa phòng. Nàng đổi một thân trang phục, buộc lên ba búi tóc đen, nữ giả nam trang. Triệu Bân cùng đại bàng gặp chi, chợt cảm thấy chính mình rất xấu, nữ giả nam trang phượng múa. Mới là đẹp trai bỏ đi, nhưng nếu để cho nam đàn ông đóng vai nữ trang, vậy thì không là bình thường chán ghét, đây chính là khác nhau. Mong hương chân nhân gặp chi, thì lông mi hơi nhíu. Sư tôn, đồ nhi muốn đi. Phượng múa hơi hơi đứng vững, nhẹ cúi thân thể, hai tay còn nhờ lấy một bức tranh. Đó là nàng hai ngày trước làm vẽ, vẽ là sư tôn, liền chờ tối nay dâng lên. Đi. Mong hương chân nhân muốn nói lại thôi. Đến giải quyết xong là một tiếng thở dài. Lưu ngươi trăm năm, vây được ngươi người, khốn không được chấp niệm của ngươi. Sư tôn dạy bảo tri ân, đồ nhi vĩnh sinh ghi khắc. Đợi hắn năm đồ nhi trở về, lại cho sư tôn vẽ tranh. Phượng múa bản tôn từng câu từng chữ, lại thêm chắp tay cúi đầu. Nàng đi, trước khi ra cửa trong nháy mắt, còn mang lên trên bạch ngọc mặt nạ. Ai? Mong hương chân nhân lại là thở dài, đồ nhi hôm nay từ biệt. Có lẽ là một cái vĩnh biệt. Triệu Bân cùng đại bàng không phải kẻ ngu, chỉ vì cáo biệt bầu không khí, không thể nào bình thường. Lão đầu nhi, gì tình huống? Đại bàng nhỏ giọng hỏi. Cũng là chuyện cũ năm xưa, mong hương chân nhân cũng không nói rõ. Nếu ngày khác rảnh rỗi, lại đến tiếp kiến. Triệu Bân vội vàng chắp tay, đi theo phượng múa bản tôn đi ra, cũng không thể để cho phượng múa bản tôn làm chuyện điên rồ, nàng nếu có chuyện bất chắc, phượng múa phải bồi táng. Ra vọng hương lâu, liền không thấy phượng múa bản tôn bóng dáng. Còn tốt Triệu Bân đủ cơ trí, sớm đã dùng tiên nhãn tại đối phương trên thân làm tiêu ký. Ta bấm ngón tay tính toán, nàng bày ra chuyện, đại bàng ý vị thâm trường nói. Triệu Bân không có lý tới, cái này không nói nhảm đi. Nếu không phải nhìn thấu sinh tử, như thế nào cùng sư tôn xa nhau. Không lâu, hai người tại một cửa tiệm tìm được phượng múa bản tôn. Nàng chạy đây là mua phù chú, thanh nhất sắc cao giai sát sinh phù. Đây là muốn tìm ai đi liều mạng a? Triệu Bân trong lòng một lời, nhìn cái kia sát sinh phù số lượng, có lẽ nổ không chết tiên vương, nhưng đem một tôn chuẩn tiên vương đưa về lão gia, hay không đang nói ở dưới. Nàng thật có tiền cái nào? Đại bàng một tiếng thổn thức. Nhìn cái kia một giày sấp sát sinh phù, hắn cùng với Triệu Bân cộng lại đều chưa hẳn mua được. Phù chú không phải vật hiếm có. Nhưng nếu thêm một cái cao giai, đó chính là một cái khác chuyện xưa. Táng ra bại sản sao? Triệu Bân một tiếng nói thầm, hắn là nhìn rõ ràng, sợ là ngoại trừ bản mệnh khí, phượng múa bản tôn sợ là đem tất cả đáng tiền bảo vật tiền tài, đều lấy ra đổi sát sinh phù chú. Làm gì đi, Triệu Bân xông tới. Ra ngoài đi loanh quanh, phượng múa một bước ra cửa hàng. Triệu Bân như bóng với hình, theo sát lấy không thả. Nhưng, đợi hắn đi ra lúc. Lại không thấy phượng múa bản tôn bóng dáng. Là hắn đánh giá thấp vị này, thân pháp quá quỷ quyệt. Bất đắc dĩ, hắn đành phải bằng ấn ký truy tung, một đường đuổi theo đại thiên cổ thành.
chớ đuổi nữa, ngày khác ta trả lại nàng tự do thân. Thiên ngoại, có phượng múa bản tôn truyền về. Lời này, nghe đại bàng đều nhíu mày. Còn hóa thân tự do, bất kỳ một cái nào bản tôn đều làm được. Chỉ có điều, đại giới có chút thảm liệt, đơn giản là lấy mạng đổi mạng, bản tôn có thể thu hồi hóa thân, tự nhiên cũng có thể đem mệnh hiến tế hóa thân. Cái này hiến tế, chính là triệt để táng diệt, không lưu nửa điểm vết tích cùng ký ức, là cái gọi là còn hóa thân tự do, phượng múa bản tôn nói như vậy, rõ ràng phải liều mạng. Triệu Bân không nói, vẫn như cũ đuổi sát không buông. Hắn không phải không tin phượng múa bản tôn, mà là sợ bản tôn tác động đến hóa thân. Đều muốn đi liều mạng, bất luận cái gì biến cố đều có thể phát sinh. Hắn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng phượng múa an nguy hắn không có khả năng không để ý tới. Người đâu? Chiếu đến tinh huy, Triệu Bân cùng đại bàng rơi vào một đỉnh núi. Truy đến nơi này, lại không thấy phượng múa bản tôn thân ảnh. Còn có truy tung ấn ký, cũng trừ khử không thấy. Ngươi được lắm đấy. Đại bàng một tiếng thổn thức, phượng múa bản tôn chiến lực mạnh không mạnh hắn không biết, nhưng cái này mở độn bản sự, chính xác nhất tuyệt, cảnh giới không kém nhiều điều kiện tiên quyết, có thể né qua hai bọn họ truy lùng, quả thực không có mấy cái. Tiên tử, Triệu Bân một bên kêu gọi một bên cảm giác. Đáng tiếc, tìm thật lâu, cũng không thấy một tia khí tức. Làm sao xử lý, đại bàng một tiếng ho khan. Trở về Đại Thiên Cổ Thành, Triệu Bân cuối cùng liếc mắt nhìn, quay người rời đi, tìm không ra phượng múa bản tôn, vậy liền tìm Mong Hương chân nhân, thân là phượng múa bản tôn sư phó, nên biết đồ nhi đi đâu. Đêm khuya, hai người lại trở về Vọng Hương lâu. Hậu viện, Mong Hương chân nhân đang ngồi ở dưới cây uống rượu, trước mặt còn bày đồ nhi cho hắn làm bức họa. Gặp Triệu Bân cùng đại bàng trở về, ánh mắt hắn kỳ quái, hơn nửa đêm, hai cái này thế nào lại trở về? Đồ nhi ngươi muốn đi làm gì? Đại bàng không nói nhảm, nói thẳng trọng điểm. Mong Hương chân nhân hơi nhíu mày, nhìn hai người này tư thái, rất có bức thoái vị tư thế. Hắn rất kinh ngạc, bọn hắn vì cái gì đối với hắn đồ nhi để bụng như vậy, trong đó có cố sự. Tung muôn vàn nghi hoặc, hắn vẫn là cho đáp án, báo thù. Tìm ai báo thù? Triệu Bân một bước tiến lên, nhìn không chớp mắt. Hàn Giang! Hàn Giang! Triệu Bân con mắt chớp lóe. Tựa như ở đâu gặp qua cái tên này. Đúng, Xích Thiên Cung đệ nhất chân truyền, Hồng Hoang Tiên Bảng có kỳ danh. Hai người bọn họ có gì ân oán? Đại bàng nhỏ giọng hỏi. Diệt tộc đại thù, Mong Hương chân nhân chỉ nói bốn chữ. Nghe lời này, đại bàng hít sâu một hơi, khó trách phượng múa bản tôn không sợ sinh tử, nguyên là nợ máu, điểm ấy ngược lại là cùng phàm trần phượng múa có chút giống. Hắn nhớ mang máng, phượng múa cái chán thủ kia chữ, thấm lấy huyết làm cho đau lòng người. Mãi đến ân minh bị đổ diệt, phượng múa mới đưa cái kia thủ chữ xóa đi. Hàn Giang người ở nơi nào? Triệu Bân lại thăm hỏi Hương chân nhân. Tục truyền, hắn muốn đi Côn Luân thịnh hội, Mong Hương chân nhân đạo. Hắn thoại phương rơi, thì thấy Triệu Bân như kiểu quỷ mị hư vô tiêu thất. Đại bàng trơn chu đuổi kịp, đi lên trả về con mắt liếc mắt nhìn Mong Hương chân nhân, dù chưa ngôn ngữ, nhưng ánh mắt giải thích hết thảy, người cái này làm sư tôn tâm thật to lớn a. Đồ nhi đi chịu chết, người cũng không ngăn. Mong Hương chân nhân thì một tiếng thở dài. Đồ nhi của hắn hắn tự hiểu rõ, là một cái liệt tính khí, ngăn không được. Cùng đang mang nợ máu trong thống khổ dày vò, chẳng bằng thả nàng giải thoát. Nàng là muốn chính diện hẹn đánh nhau a. Đại bàng theo sát Triệu Bân, lại ra Đại Thiên Cổ Thành. Triệu Bân không phản bác, đây là chuyện rành rành. Côn Luân thịnh hội hắn nghe qua, đi đều là có mặt mũi lão gia hỏa. Từ cũng không thiếu trẻ tuổi tài tuấn, không thể thiếu lên đài luận bàn, hơn nữa trưởng bối cơ bản không nhúng tay vào, phượng múa bản tôn lần này đi Côn Luân, chắc chắn trước mặt mọi người khiêu chiến Hàn Giang, nhiều như vậy sát sinh phù, có thể một hơi đem Hàn Giang nổ thành cho. Đến lúc đó, Xích Thiên Cung các trưởng bối nghĩ nhúng tay, cũng chưa chắc tới kịp. Cứu người không kịp, nhưng phượng múa bản tôn là tuyệt đối đi không được. Quá làm loạn, đại bàng gãi gãi lông chim, lấy mạng đổi mạng. Cuối cùng cảm giác không đáng, dù là mời sát thủ tổ chức hỗ trợ, cũng so mất mạng mạnh, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mời người giết cùng chính mình động thủ, tâm cảnh là không giống nhau. Tự tay mình giết cừu gia. Nếu phượng múa bản tôn thật có này chấp niệm, nói gì đều không dùng. Cũng là căn cứ vào cái này chấp niệm, nàng muốn giết Hàn Giang, Côn Luân thịnh hội đích thật là một cái cơ hội tốt, chẳng lẽ chạy tới ngoại giới đánh giết. Đừng làm rộn, lấy Hàn Giang thân phận.
bên cạnh sao có thể thiếu đi hộ vệ, chớ nói giết hắn, muốn tới gần cũng khó khăn, Côn Luân Thịnh Hội công bằng luận bàn, là ước giá nơi tốt, chỉ cần nàng đủ hung ác, chỉ cần nàng tốc độ rất nhanh, một hơi đem Hàn Giang đưa tiễn rất dễ dàng. Ông, Triệu Bân tế vực môn, một đường hướng Bắc. Côn Luân ở vào tứ hoang giao giới, từ Nam hướng Bắc, vượt qua Côn Luân chính là Bắc Hoang, từ Đông sang Tây, vượt qua Côn Luân chính là Tây Hoang, nó là nhất mạch thánh địa, cũng là tứ đại cương vực phân chia địa giới tiêu chí. Ngươi, tin hay không lời nàng nói, đại bàng sách ra hồ lô rượu. Nàng đã nhìn thấu sinh tử, có lẽ thực sẽ còn phượng múa tự do. Triệu Bân đảo, nếu coi là thật như thế, phượng múa cũng không lộ vẻ như vậy đáng thương. Đại bàng ngồi xếp bằng đó, lời nói tháo lý không tháo, ai bảo hóa thân là bản tôn cái bóng đâu. Bản tôn một cái ý niệm, chính là cuộc đời của bọn hắn, nhìn chung sử sách, xin hỏi cái nào bản tôn, cam đem tính mệnh hiến tế cho hóa thân. Triệu Bân cũng ngồi xuống, không biết nên vì phượng múa may mắn, hay là nên vì đó bản tôn bi ai. Dù sao, nhập thế hóa thân không đồng đạo thân cùng phân thân, đạo thân cùng phân thân muốn đến tự do thân cũng là đơn giản, bản tôn tự chém một đao liền tốt, hóa thân lại khác, cần bản tôn dùng mệnh toàn bộ hiến tế. Hắn đã nghĩ tới Mộng Tiên. Muốn cho mây khói tự do, Mộng Tiên tám thành cũng muốn bỏ mệnh. Đương nhiên, đây không phải tuyệt đối. Mộng Tiên công tham tạo hóa, khó tránh khỏi có thể trộm đổi càn khôn. Đường đi xa xôi. Hắn tạm thời thu suy nghĩ, lấy chiếu thiên kính, lấy hỗn thiên hỏa cùng tiên lôi đem hắn bọc lại. Đừng nói, sau khi rèn luyện chiếu thiên kính, đích xác giống chuyện như vậy, làm gì kính này là tàn phá. Đồ nhi, tiếp pháp quyết, mây khói một tiếng khẽ nói. Nàng từ trong mộng truyền âm, là một đoạn tối tăm khó hiểu tâm quyết. Triệu Bân ai đến cũng không có cự tuyệt, đem tâm quyết xem như lạc ấn, khắc sâu tại não hải. Người biết không thiếu a. Được tâm quyết Triệu Bân, thổn thức không thôi. Lời này không xác thực cắt, phải nói là Mộng Tiên biết không thiếu, thôi động chiếu thiên kính cần đặc thù pháp quyết, cũng không biết Mộng Tiên cái nào có được, thậm chí truyền thừa đến mây khói ở đây, thật vừa đúng lúc bị hắn học được. Mây khói chỉ cười một tiếng, bản tôn thủ đoạn nhiều lắm. Triệu Bân không nhiều lời, đem một tia đạo tắc khác ở chiếu thiên kính bên trên, này sẽ là một dấu ấn. Cũng như tế luyện bản mệnh pháp khí, hắn phải chừa chút đồ vật ở phía trên, bằng không thì như thế nào thôi động. Cái đồ chơi này còn có thể sửa chữa tốt, đại bàng xông tới. Thử xem thôi, Triệu Bân nói hàm xúc, còn đặt cái kia vùi đầu hí hoáy. Đủ dùng 3 ngày, hắn mới đưa lạc ấn khắc xong, tung xuống mấy giọt vĩnh hằng bản nguyên huyết. Đen thui chiếu thiên kính, ngừng lại phủ một tầng ánh sáng màu vàng óng, từng sợi kim sắc khí tức rong chơi. Không tệ, Triệu Bân treo ở lòng bàn tay, xem đi xem lại. Đặc thù pháp khí, tung tàn phá cũng là không phải bình thường. Không biết uy lực như thế nào. Triệu Bân nói, một bước ra vực môn thông đạo. Đại bàng cũng đi ra, cùng với một đạo rơi vào đỉnh núi. Ông! Triệu Bân mặc niệm tâm quyết, thúc giục chiếu thiên kính. Chiếu thiên kính ông rung động, vọt lên tận trời, quét ra một mảnh quang huy. Hắn lực sát thương cực lớn, sụp đổ một vùng không gian. Sau đó, thì thấy trong vết nứt không gian ngã ra một người tới. Triệu Bân gặp chi, khóe miệng không khỏi kéo một cái, đại bàng gặp chi, cũng một tiếng ho khan, đây là ngắm quá chuẩn, vẫn là góp quá khéo, chiếu thiên kính một đòn mới vừa rồi, cho người ta truyền tống thông đạo làm sập. Oanh! Người kia một bước đứng vững, đạp trời xanh động rung động. Đó là một cái lão đầu, hình thái chật vật không chịu nổi, đặc biệt là gương mặt già nua kia, đen kịt vô cùng, hắn vốn đang vực môn thông đạo ngồi xuống, cũng không biết cái nào cùng cái nào. Thông đạo mơ mơ hồ hồ liền đứt gãy. Là hắn. Đến nước này, Triệu Bân mới nhìn rõ đối phương tôn vinh, cũng không chính là yếu ớt lão đạo đi. Ngày xưa, tại một khỏa phàm nhân cổ tinh, chính là hàng này, cho Không Niệm Thiên đưa một đoạn linh thể tiên cốt, cũng là lão gia hỏa này, cuốn đi hắn không thiếu niên hàng, đều bị Không Niệm Thiên hủy sạch sẽ. Ai? Yếu ớt lão đạo một tiếng mắng to, chấn thiên khung nổ tung. Triệu Bân liền tự giác. Chân Chu tế vực môn, cùng đại bàng cùng nhau trốn vào. Nhưng, còn không đợi không gian thông đạo bắc, thì thấy yếu ớt lão đạo lấy tay vươn vào vực môn, lại đem hai người xách ra. Mắt to như thế một nhìn, ải nha, kim xí đại bằng. Mắt to lại như vậy một nhìn, ải nha, đại la thánh chủ. Tiền bối, thật là khéo a. Triệu Bân cười ha ha. Đại bàng so với hắn còn sợ,
bởi vì hàng này nhìn hắn ánh mắt rất không bình thường. Là ngay thẳng vừa vặn. Yếu ớt lão đạo một mặt cười mỉm, không còn là dựng râu trợn mắt thần thái. Hắn là đi vận cứt chó gì, lại cái này bắt gặp Đại La Thánh Chủ, tiểu tử này nhưng là một cái cục cưng quý giá, toàn thân trên dưới đều là bảo vật, hơn nữa, thể nội còn cất giấu một khỏa tạo hóa thần thụ. Hắn cười, nhìn Triệu Bân cùng Đại Bàng toàn thân lạnh lẽo. Vì thế, Triệu Bân còn tại trong lòng quạt chính mình hai bàn tay. Hắn thật không phải là thành tâm, hắn liền nghĩ thử xem chiếu thiên kính uy lực, xong việc lại tiếp tục gấp rút lên đường. Quỷ hiểu được yếu ớt lão đạo từ cái này đi ngang qua, chiếu thiên kính nhất kích đánh tới không sao, uy lực tặc bá đạo, thông đạo đều cho người ta cắt đứt. Tiểu thiên trời ơi, yếu ớt lão đạo vòng liếc mắt nhìn tứ phương. Cái gọi là tiểu thiên thiên, là chỉ không niệm thiên, làm không tốt liền tại phụ cận. Nhìn qua, cũng không gặp không niệm thiên. Lần này, hắn eo lưng ưỡn thẳng không thiếu. Ta có việc gấp đi Côn Luân, tiền bối tạo thuận lợi. Triệu Bân cười ha hả nói. Không có không niệm thiên chấn chàng, hắn là có phần không có sức, cũng không phải cười làm lành đi. Thật gây vị này khó chịu, nhưng là không phải ném mấy bộ đồ Tết đơn giản như vậy. Thật là khéo, lão phu cũng đi Côn Luân. Yếu ớt lão đạo một tay mang theo Triệu Bân, một tay mang theo Đại Bàng, chỉ một chữ khẩu quyết, liền mở vực môn, nhanh chân bước vào. Xong, Triệu Bân cùng Đại Bàng liền bị phong đó. Triệu công tử cũng muốn trốn vào vĩnh hằng giới tị nạn. Làm gì yếu ớt lão đạo không gian phong cấm, đoạn mất con đường này. Nhiều ngày không thấy, lão phu rất là tưởng niệm. Yếu ớt lão đạo gỡ tay áo, một tay thăm dò vào Triệu Bân tử phủ. Đây là hắn tuyệt chiêu, không nhìn tử phủ che chắn, liền ưa thích từ chỗ khác còn nhỏ thế giới nhặt đồ vật, đẹp hắn nói, mượn tới sử dụng. Qua! Rất nhanh, liền nghe kẻ này một tiếng hét thảm. Hắn thu tay lại, trên cổ tay còn có một đạo vết kiếm. Tất nhiên là kiếm thánh kiệt tác, vốn đang bên trong tiên trì xa vào ngưng hồn, bị một cái tay giật mình tỉnh giấc, cũng không phải chém hắn một đao đi. Thật là bá đạo kiếm ý. Yếu ớt lão đạo liếc mắt nhìn trên cổ tay vết kiếm, vô cùng kinh ngạc. Hắn lại đi phía trước đụng đụng, liền nhìn chằm chằm Triệu Bân tử phủ nhìn, nhìn hai mắt tròn trịa, thực sự là mắt phụng về, hàng ngày trong tử phủ, lại vẫn cất giấu một tôn tồn tại cường đại, mà lại còn là một tôn kiếm tu. Đi ra tâm sự thôi. Yếu ớt lão đạo kêu gọi một tiếng. Kiếm thánh không thèm để ý hàng này, vừa trầm vào bên trong tiên trì. Nếu yếu ớt lão đạo nhất định phải tìm kích động, hắn không ngại lại chém một đao. Đây chính là kiếm thánh, cho dù là tàn hồn trạng thái, một dạng có thể sử dụng kiếm uy. Ai tại ngươi tử phủ? Không được về đến ứng, yếu ớt lão đạo nhìn về phía Triệu Bân. Triệu Bân nghiêm túc nói, kiếm thánh ở bên trong hóng mát. Kiếm thánh. Yếu ớt lão đạo nhíu mày, không là bình thường ngoài ý muốn. Kiếm thánh người thế nào, hắn tự biết, tu kiếm đạo ngoan nhân, lại trốn ở trong một tên tiểu bối tử phủ, là bị trọng thương, vẫn là có mưu tính khác. Người dù chứ điểm nhi, lão nhân gia ông ta tính khí không tốt. Đại Bàng ý vị thâm trường nói. Yếu ớt lão đạo xùy tay, kiếm thánh tính tính tốt không tốt hắn không biết, nhưng chém hắn một kiếm kia, là thực sự thật sự đau, hắn có lý do tin tưởng, còn dám đem bàn tay đi vào. Còn phải đập một đao. Hắn có chút túng, kiếm thánh uy danh quá mạnh. Sự tình không có làm rõ ràng phía trước, vẫn là sợ tốt một chút. Thuận tiện hay không đem bọn ta thả, Triệu Bân lại nói. Không tiện, yếu ớt lão đạo ngồi đó. Hàng này cũng không thể tùy tiện phóng, chớp mắt liền sẽ không còn hình bóng. Chanh, đáp lại hắn, chính là một tiếng kiếm ngân vang, truyền lại từ Triệu Bân tử phủ. Vẫn là kiếm thánh kiệt tác. Tàn hồn trạng thái không việc gì, không trở ngại hắn hù dọa người. Yếu ớt lão đạo một tiếng ho khan, thật sự giải Triệu Bân cùng Đại Bàng phong cấm. Hai người chân cũng là trơn tru, nghiêng đầu mà chạy. Đi đâu, yếu ớt lão đạo lại cho bọn hắn túm trở về. Sau đó, hắn mới bổ nửa câu sau, giúp lão phu một chuyện. Cái này lời đối với Triệu Bân nói, nhìn hắn thần thái, cũng không phải là nói đùa. Gì vội vàng, Triệu Bân một mặt cảnh giác. Đi liền biết, không để ngươi toi công bận rộn, yếu ớt lão đạo phất tay áo, lại sửa lại tọa độ. Triệu Bân liếc mắt nhìn tọa độ, cũng là hướng phương Bắc, xem như tiện đường. Mặc thiên ban chỉ nhưng tại ngươi cái này, yếu ớt lão đạo trừng trừng nhìn chằm chằm Triệu Bân. Không có, Triệu Bân lắc đầu, trong lòng lại tại lẩm bẩm, mặc thiên ban chỉ giống như thật cất giấu thiên đại bí mật, bằng không thì, cũng sẽ không có nhiều người như vậy để bụng.
Nghĩ tới đây, hắn chọc chọc yếu ớt lão đạo, nhỏ giọng hỏi một câu, Mạc Thiên Ban chỉ đến tột cùng có gì càn khôn. Tiểu Thiên Thiên không có muốn nói với ngươi. Không có. Vậy lão phu càng không thể nói cho ngươi biết, yếu ớt lão đạo ực một hớp rượu. Triệu công tử mặt đen, thừa nước đục thả câu người liền nên kéo ra ngoài xử bắn, như vị này, liền nên nhiều xử bắn mấy lần. Chẳng biết lúc nào, ba người mới ra vực môn. Những gì thấy trong mắt, chính là một tòa cổ lão đạo quán nhỏ. Đi vào mới biết, bên trong thành một giới, không gian lực lượng tùy ý rong chơi. Yếu ớt lão đạo chiến lực có lẽ không được, nhưng chơi đùa càn khôn lại là nhất tuyệt. Đối với cái này, mây khói cùng kiếm thánh đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đi vào. Đạo quán phía dưới, chính là một tòa địa cung, yếu ớt lão đạo thứ nhất đi vào. Triệu Bân cùng đại bàng một trái một phải, theo sát phía sau, hiếu kỳ dò xét. Địa cung cũng không lớn, ngoại trừ một tòa tế đàn, liền không còn gì khác. Nhìn trên tế đàn, nằm một nữ tử, ước chừng 17, 18 tuổi, sinh mái tóc màu tím, mi tâm còn có một đạo tiên văn khắc họa, nàng tại trong phủ bụi, bên ngoài thân có một tầng băng xương, là băng thuộc tính phong ấn. Vị này là, Triệu Bân thăm dò nhìn một chút. Cô gái tóc tím xinh tuyệt mỹ, cho dù bị phong ấn, cũng không thể che hết tuyệt đại phong hoa. Hoặc là nữ nhi, hoặc là đồ nhi, đại bàng cũng tại nhìn, cực kỳ chắc chắn. Nhà ta sư tôn, yếu ớt lão đạo trả lời, chỉnh đại bàng thật mất mặt. Triệu Bân không thể nào tin, trộm đạo hỏi mây khói. Là sư tôn hắn, mây khói cho xác định đáp án, cũng tại lẩm bẩm, vị này đã biến mất nhiều năm, nghe đồn đã táng diệt, không nghĩ còn tại thế ở giữa, bị nhà mình đồ nhi phong ở đạo quán nhỏ. Sư tôn huyết mạch xảy ra vấn đề, cần ngươi bản nguyên hòa giải. Yếu ớt lão đạo vuốt sâu một cái. Ta trước tiên xem, Triệu Bân tiến tới trước tế đàn, hai ngón khép lại, có một tia nguyên thần chi lực bay ra, chảy vào cô gái tóc tím mi tâm, tại cơ thể phách bên trong du tẩu, dùng cái này làm nhìn lén. Nhìn qua, ánh mắt hắn kỳ quái. Nếu không nhìn lầm, vị này cùng thiên tộc thánh tử phải chính là đồng dạng bệnh. Bất đồng chính là, thiên tộc thánh tử là hai huyết mạch. Mà vị này, càng là ba huyết mạch, khi thì dung hợp khi thì bài xích. Như thế, tìm hắn là được rồi, ai bảo hắn nuốt qua thánh linh đâu. Nguyên nhân chính là như thế, hắn bản nguyên bên trong mới có dấu thánh linh đặc tính, đích xác có thể hòa giải huyết mạch, ngày xưa, chính là hắn trị tốt thiên tộc thánh tử. Chữa khỏi sư tôn ngươi, sợ là rất tốn sức. Triệu Bân thu tay lại, vừa nói chuyện lời nói ý vị sâu xa. Yếu ớt lão đạo không nói nhảm, tiện tay kín đáo đưa cho Triệu Bân một cái túi chữ vật, trong đó, chất đầy tiên thạch, còn có phù chú, đan dược, binh khí, bí bảo. Vô thanh thắng hữu thanh, đây đều là thù lao. Sự tình không lớn. Triệu Bân gỡ tay áo, hắn cũng không phải thấy tiền sáng mắt, chủ yếu là lấy giúp người làm niềm vui. Hắn tế bản nguyên, che mất cô gái tóc tím, từng cho thiên tộc thánh tử đã chữa bệnh, chuyện này hắn quen, bất quá hắn cũng không nói nói dối, muốn đem người này huyết mạch bình định lập lại trật tự, đích xác dị thường tốn sức. Dù chứ điểm nhi, yếu ớt lão đầu xùy tay, liền đặt cái kia chăm chú nhìn, khi thì còn liếc mắt một cái Triệu Bân. Muốn nói, không niệm thiên cũng là tâm lớn, lại phóng hàng này một người đi ra tản bộ, lại còn tới chỗ kiếm chuyện, thí dụ như đồ diệt Liêu Dương, lại thí dụ như đại náo quặng mỏ, liền không sợ nửa đường bị người thu thập sao. Triệu Bân không lại chọc cười, chuyên tâm cho người ta chữa bệnh. Ba loại huyết mạch bài xích, có thể so sánh hai loại hung mãnh nhiều. Cho dù hắn có thánh linh bản nguyên, cũng khó hoàn mỹ hòa giải. Đây là một cái tốn thời gian việc cần kỹ thuật. Hắn không dám khinh thường, làm không tốt ba loại huyết mạch tập thể phản phệ. Làm gì? Ngươi làm gì? Bên này, yếu ớt lão đạo đã đem đại bàng nhấn cái kia, nói dễ nghe một chút là mượn đồ vật, nói điểm trực bạch, chính là đổ máu, kim xí đại bàng không phổ biến, hiếm thấy một cái vui sướng, phóng điểm huyết rất có tất yếu. Đáng thương đại bàng a, từ bị nhấn vậy thì không dậy nổi qua. Yếu ớt lão đầu nhi coi như muốn chút mặt, cho người ta thả huyết, không quên phong cái hồng bao. Chớ quan tâm những chi tiết kia. Đi bà nội ngươi. Một người một chim, một cái cười tủm tỉm, một cái nổi trận lôi đình. May đại bàng tu vi thấp, bằng không thì định đem hàng này xé cái nhão nhoẹt. Lão đầu nhi, đừng nói chuyện vớ vẩn. Triệu Bân kêu gọi một tiếng, ngữ khí gấp rút. Không trách hắn như thế, chỉ vì bị phong cô gái tóc tím, có phá phong dấu hiệu. Yếu ớt lão đạo vội vàng hoảng tiến lên,
tế mấy trăm đạo phù chú. Cô gái tóc tím lúc này mới tinh thần sa sút, nhưng khóe miệng lại chảy máu không ngừng. Là ba loại huyết mạch đang hướng đụng, lại huyết mạch chi lực cực kỳ sao động, thậm chí đã thương nàng thể phách cùng căn cơ, kéo dài như thế, sợ là không đợi nàng tỉnh lại, đã bị huyết mạch phản phệ thân tử đạo tiêu. Ta nói, ngươi được hay không a? Yếu ớt lão đạo nhìn về phía Triệu Bân. Ngươi nhìn chằm chằm nàng liền tốt, Triệu Bân bản nguyên mãnh liệt, bao phủ cô gái tóc tím. Yếu ớt lão đạo lại xích lại gần một phần, không cần Triệu Bân nói, hắn cũng biết nhìn kỹ sư tôn, cái này giống như làm giải phẫu, bệnh nhân an ổn ổn nằm vậy thì tốt rồi, nếu loạn động, cục diện sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không thể không nói, thánh linh đích xác rất kỳ dị, thật có thần kỳ chi lực. Theo Triệu Bân bản nguyên không ngừng tràn vào, cô gái tóc tím ba loại huyết mạch, thật sự yên tĩnh không thiếu, mặc dù còn tại bài xích lẫn nhau va chạm, nhưng phản phệ số lần, lại càng ngày càng ít. Gương mặt của nàng là hồng nhuận, Triệu Bân sắc mặt lại tái nhợt rất nhiều. Việc cần kỹ thuật đi, không chỉ có phần hao tổn khí huyết, còn có phần hao tổn bản nguyên chân lực. Yếu ớt lão đầu coi như thượng đạo, không chỉ một lần bóp nát đan dược, vì Triệu Bân làm tiếp tế. Phải thêm tiền, Triệu Bân ỉu xìu không kéo mấy đạo. Thêm, nhất thiết phải thêm. Yếu ớt lão đạo một mặt cười ha hả, rất tốt giải thích cái gì là người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái. Sư tôn trạng thái chuyển biến tốt đẹp, cũng không phải chính là việc vui sao. Thật đem sư tôn chữa khỏi, táng ra bại sản hắn cũng nguyện. Triệu công tử không ngay ngắn vô dụng, bên trên cũng là hoa quả khô. Cái gọi là hoa quả khô, chính là vĩnh hằng bản nguyên, cường thế tẩy luyện. Phượng ngâm như quay về, một ít thế lực sợ là phải gặp tai ương. Mây khói đột nhiên một lời. Triệu Bân nghe rõ ràng, Phượng ngâm nên cô gái tóc tím tên. Đến nỗi một ít thế lực đi, không biết chỉ cái nào, hẳn là không Đại La Tiên Tông. Nếu thật là cừu gia, yếu ớt lão đạo cũng sẽ không đem hắn tìm đến. Màn đêm lại rơi nữa tạm thời, hắn mới hung hăng thở dài một hơi. Ba huyết mạch không còn bài xích, tại vĩnh hằng bản nguyên điều hòa lại, đã bắt đầu hướng đi dung hợp. Gian nan nhất thời kỳ đã vượt qua, còn lại chỉ vấn đề thời gian. Nhìn ngủ say Phượng ngâm, trên gương mặt thiếu đi một vòng đau đớn. Nhiều một vòng điềm tĩnh cùng an tường. Trừ này, chính là tan tành huyết mạch dị tượng, đang diễn hóa bên trong gây dựng lại. Cẩn thận lắng nghe, còn có thể được ngửi cổ lão đạo âm, đó là một loại rất kỳ diệu đạo. Ngày thứ hai, Phượng ngâm mái tóc, cởi đã biến thành màu đỏ. Đại bàng một mặt hiếu kỳ, đi lòng vòng quét lược, còn kém nằm sấp trên mặt người. Triệu công tử thì lòng dạ biết rõ, đây mới là tóc của nàng ban sơ màu sắc, chỉ vì huyết mạch duyên cớ. Mới đã biến thành màu tím, bây giờ quay về nguyên bản, cái kia huyết mạch dung hợp đã không phải chuyện. Nói đến dung hợp, yếu ớt lão đạo sư tôn huyết mạch, là thực sự thật sự bá đạo. Bên này, Triệu Bân cùng Đại Bàng đều cảm xúc rất sâu, khoảng cách tới gần vô cùng kiềm chế. Lại là vì thiên địa chỗ không dung huyết thống, Triệu Bân tự lẩm bẩm. Đến nước này, hắn mới phát giác, Phượng ngâm không thương được tất cả đều là đến từ huyết mạch, còn có pháp tắc đạo thương, nếu cái này cũng là bệnh. Vậy nàng liền cùng hồng hoang chi thể không khác nhau chút nào. Bất đồng chính là, nàng thương không có hồng hoang chi thể trọng, cho dù không có trường sinh quyết, hơn phân nửa cũng có thể khôi phục. Thực sự không được, vậy liền gia nhập vào Đại La Tiên Tông. Nếu là người trong nhà, không niệm thiên hẳn sẽ không keo kiệt chuyện trường sinh quyết. Trở thành, yếu ớt lão đạo kích động không thôi. Sư tôn huyết mạch, không cần hòa giải, cũng ngăn không được dung hợp chi thế. Cứ nói đi. Tiểu tử này không đơn giản, không chỉ là cái bảo bối u cục, vẫn là một cái phúc tướng. Ngày thứ hai đêm, Triệu Bân mới chính thức thu tay lại. Hắn là mệt mỏi quá sức, đặt mông tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đa tạ tiểu hữu. Phượng ngâm dù chưa tỉnh, lại có một lời vang vọng. Huyết mạch dung hợp không giả, nhưng nàng thuế biến còn chưa hoàn thành. Tạ thì không cần, để nhà ngươi đồ nhi cho ta phong cái đại hồng bao liền tốt. Triệu Bân đường đường chính chính đạo, Đại Bàng bị thả nhiều máu như vậy, hắn dù sao cũng phải cho điều làm một chút thuốc bổ trở về. Muốn nói yếu ớt lão đạo cũng thật hiếu thuận, không cần sư tôn lên tiếng, liền lại kín đáo đưa cho Triệu Bân một cái túi chữ vật, tâm tình tốt, hắn ra tay từ cũng rộng rãi, vẫn thật là một cái đại hồng bao. Hẹn gặp lại. Triệu Bân từ không khách khí, trơn tru cất vào vĩnh hằng giới. Hắn không trì hoãn, nuốt hai khỏa đan dược, quay đầu liền đi. Vội vàng đi Côn Luân. Người có thiếp mời sao? Sau lưng,
truyền đến yếu ớt lão đạo lời nói. Làm cho cái này quên, Triệu Bân lại trở về, xoa xoa tay, một mặt cười ha hả nhìn yếu ớt lão đạo, lão đầu nhi này dám nói như thế, trong tay hơn phân nửa liền có Côn Luân thịnh hội thiệp mời. Đã thịnh hội, không có thiệp mời, tất nhiên là vào không được. Lão phu phí hết đại lực khí mới làm được, tiễn đưa ngươi. Yếu ớt lão đạo phất tay áo, thiệp mời treo ở giữa không trung, vốn là, hắn là muốn đi Côn Luân thịnh hội tham gia náo nhiệt, thuận tiện tìm Côn Luân tiên quân cứu sư tôn. Không nghĩ, nửa đường gặp được Triệu Bân, lại còn giúp sư tôn dung hợp huyết mạch. Như thế, Côn Luân thịnh hội không đi cũng được, tất cả đều là trang bức con buôn, đã thấy rất nhiều phát hỏa. Tạ tiền bối, Triệu Bân đưa tay đón lấy, theo con mắt còn quét đo một phen, có thể gặp trên thiệp mời, có khắc Côn Luân hai chữ, còn có hàm ý rong chơi, rộng rãi bàng bạc, xứng đáng lên Côn Luân thịnh hội bức cách. Triệu Bân đi, tại yếu ớt lão đạo đưa mắt nhìn phía dưới, càng lúc càng xa. Nói thực ra, hắn nhìn Triệu Bân vẫn là rất thuận mắt, ít nhất so một ít đạo mạo nghiêm trang mặt hàng mạnh rất nhiều, liền thí dụ như Khô Diệt Thánh Địa Liêu Dương, nhìn như dạng chó hình người, kỳ thực hung tàn đến cực điểm. Chờ Triệu Bân đi xa, hắn mới trở về địa cung, yên tĩnh trông coi sư tôn. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn mạch này, cuối cùng là nghênh đón một cái giữ mã bề ngoài. Ân, cũng chính là hắn sư tôn, ai nói nữ tử không bằng nam, giống hắn hạng này đỉnh phong tiên vương, sư tôn một cái tát có thể đánh nằm sấp một mảnh, tung không niệm thiên hòa mộng tiên ở đây, cũng phải kỵ sư tôn ba phần. Chờ ta khôi phục, sẽ làm cho bọn hắn trả giá bằng máu. Phượng Ngâm lời nói lại một lần vang lên, băng lãnh mà cô quạnh. Nàng là may mắn một mạch truyền thừa sụp đổ cách sau, còn có một cái đồ nhi yên lặng thủ hộ nàng. Hoạn nạn gặp chân tình, tên đồ nhi này không thu không. Bên này, Triệu Bân đã vào vực môn thông đạo. Yếu ớt lão đạo phong hồng bao, đã bị hắn mở ra. Như pháp khí bí bảo những thứ này, toàn bộ đều ném cho Long Uyên, có thể để cho nó ăn bữa cơm no. Như tiên đan linh thuốc những thứ này, tất nhiên là một phân thành hai, đại bàng bị thả huyết, hắn thì hao tổn khí huyết khô cạn, cũng là ỉu xìu không kéo mấy, ăn chút gì thuốc bổ rất có tất yếu. Ông! Hắn lại một lần lấy ra chiếu thiên kính, treo ở lòng bàn tay nhìn lén. Cái gương này lực sát thương, đích xác đủ hung hãn, bởi vì tầm thường công phạt, lão anh không mở vực môn thông đạo, đây vẫn chỉ là tàn phá, nếu là hoàn chỉnh không thiếu sót, uy lực nhất định càng kinh khủng. Nhưng có biện pháp tu, Triệu Bân hỏi. Rất khó, mây khói từ trong mộng truyền âm. Rất khó chính là có hy vọng, Triệu công tử có phần lạc quan, ôm chiếu thiên kính trà sát lại xoa. Chính xác kỳ quái tiểu tử, kiếm thánh lẩm bẩm ngữ, chỉ một mình hắn nghe thấy, hắn là vô cùng kinh ngạc Triệu Bân ở đâu ra chiếu thiên kính pháp quyết, cho dù là không niệm thiên, cũng chưa chắc thông hiểu a. Không biết thứ mấy ngày, hai người mới ra vực môn. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy phương xa ánh lửa ngút trời, lại oanh âm thanh một mảnh. Không cần đi xem, liền biết có người ở đánh nhau. Động tĩnh thật là lớn, đại bàng vô tận thị lực mong nhìn. Đến, Triệu Bân thì vùi đầu nhìn địa đồ. Côn Luân Thánh Địa ngay tại cách đó không xa, từ cái này đi nhìn ra xa, có thể mơ hồ nhìn thấy một mảnh tiên sơn, đắm chìm trong mây mù phía dưới, có dâng lên dị sắc phối hợp. Không hổ là siêu nhất lưu thánh địa. Cho dù là cách rất xa, vẫn như cũ có đạo âm vang vọng bát hoang. Hai người đều phủ thêm áo bào đen, làm rất nhiều che lấp, lúc này mới chạy về phía phương kia. Khoảng cách càng gần, đấu chiến ba động càng lớn, thành từng tầng khí uẩn, lan tràn tứ phương. Triệu Bân tầng ngưỡng mâu, có thể gặp từng đạo tiên hồng hoạch thiên mà qua, mỗi một đạo tiên hồng, cũng là một người, lão bối tiểu bối đều có, hơn nữa mỗi phong trần phó phó, rõ ràng cũng là tới tham gia thịnh hội. Người thật nhiều a. Đợi cho đại chiến vùng thế giới kia, đại bàng không khỏi một tiếng thổn thức. Bốn phương tám hướng đều biển người, đều cất tay đặt cái kia xem kịch đâu. Xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, tiếng hò hét một mảnh tiếp một mảnh. Lại nhìn đại chiến giả, chính là một cái áo bào tím đạo nhân cùng một cái hùng vũ mãng hán. Man tộc huyết thống. Triệu Bân xem trước chính là hùng vũ mãng hán, phải có cao 3-4 mét, thân thể hùng vĩ, thể phách anh hung hãn. Để trần cái cánh tay, hiển thị rõ vẻ hung hãn, đặc biệt là cặp kia như giống như chuông đồng con mắt, sáng ngời có thần, trong mắt hình như có liệt diễm đang thiêu đốt, thêm nữa tay cầm lang nha bổng, khí thế vô cùng bá liệt. Hắn cùng với một đời man vương nên có trò chuyện, đại bàng đạp tay đạo. Đích xác,
cũng là man tộc huyết thống, hai người sao có thể không có ngọn nguồn đâu. Nhìn qua hùng vũ mãng hán, Triệu Bân lại nhìn áo tím đạo nhân, chính xác tiên phong đạo cốt, độc hữu một loại siêu nhiên khí chất, mặc dù không sánh được kẻ lỗ mãng hùng tráng, nhưng hắn tiên pháp lỗi lạc, mỗi một kích đều thiên địa thất sắc. Hắn, chính là thật tuyệt lão đạo, mây khói truyền đến lời nói. Triệu Bân nghe xong nhíu mày, từ Mong Hương chân nhân cái kia, mua đi thiên thể tiên cốt, chính là hàng này. Hắc Uyên thánh địa người, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, đỉnh phong cấp tiên vương, chiến lực có rất cường hãn. Bất quá, hùng vũ mãng hán cũng không phải dựng, mang theo lang nha bổng đại khai đại hợp, rất có một gậy phá vạn pháp hùng phong, nhìn cái kia bá đạo nhục thân, lôi điện xé rách, phổ thông công phạt căn bản là không có cách phá phòng ngự. Hai người chiến chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, đánh thương thiên lần lượt sụp đổ. Càng nhiều trước mặt người khác tới, đều chọn một thoải mái mà, làm trung thực quần chúng. Thịnh hội còn chưa mở, ngoài núi liền đã chiến khí thế ngất trời, quả thực thú vị. Triệu Bân từ thiên khung thu con mắt, như cái chào hàng hàng hóa tiểu thương, trong đám người chui tới chui lui, mỗi qua một người, liền trên dưới quét lượng một phen, vô luận già trẻ, một cái đều không buông tha. Vạn nhất phượng múa bản tôn, dùng biến thân thuật đâu. Cô nàng kia mở độn là nhất tuyệt, dịch dung hơn phân nửa cũng sẽ không tục. Đại bàng cũng tại tìm, bất quá hắn là dùng cái mũi người. Đây không phải thiên phú, mà là một loại bí pháp, từ thiên cẩu tộc học được. Còn chưa tới. Triệu Bân một đường tìm một đường nói thầm, không gặp phượng múa bản tôn bóng dáng. Hắn tự nhận, cái suy đoán này rất đáng tin cậy. Phải biết, hắn cùng với đại bàng là dùng vực môn truyền tống. Nếu phượng múa bản tôn chỉ dựa vào truyền tống trận, tự nhiên không có bọn hắn nhanh. Không có tìm được phượng múa, Triệu Bân lại nhìn thấy một cái người quen, mưa bụi. Hôm nay, nàng nữ giả nam trang, đứng trước tại biển người một góc, yên tĩnh mong nhìn đại chiến. Mãi đến Triệu Bân xem ra, nàng mới vô ý thức trách mắt, một mắt liền nhận ra Triệu công tử. Giác quan thứ 6 của nữ nhân cái nào, so mẹ nó thần thuật đều linh. Đại La Thánh Chủ, lại gặp mặt, mưa bụi truyền âm, nở nụ cười xinh đẹp. Dễ nói, Triệu công tử một bên đáp lời, một bên trái nhìn nhìn phải. Tìm gì đây, mưa bụi cười nói. Có thể thấy được qua nàng, Triệu Bân truyền thần thức, cuốn lấy phượng múa bản tôn hình ảnh. Mưa bụi nhìn khẽ gật đầu, tâm cảnh nhưng có chút kỳ quái, bởi vì nữ tử kia dung mạo rất đẹp. Sư tôn ngươi đã tới, Triệu Bân lại truyền âm. Đang bế quan bên trong, mưa bụi nói, vô ý thức đi theo Triệu Bân bước chân, yên lặng mở bí pháp, cũng tại trợ giúp tìm, nhìn Triệu Bân thần thái, liền biết nữ tử kia với hắn mà nói rất trọng yếu. Triệu Bân vẫn như cũ không tìm được phượng múa bản tôn, người quen là một cái tiếp một cái, thí dụ như thứ hai quặng mỏ tiên vương, cũng thí dụ như khô diệt thánh địa thần tử, đều đứng ở đám mây, thích hí thưởng thức trận đại chiến này. Không có. Triệu Bân cùng đại bàng lại tụ hợp lúc, đều tại lắc đầu. Có lẽ, phượng múa bản tôn thật sự còn chưa tới, còn tại trên đường. Oanh! Hùng vũ mãng hán cùng thật tuyệt lão đạo lại nhất kích ngạnh hám, tuyệt diệt vầng sáng lan tràn. Đám khán giả gặp tai vạ, kẻ tu vi yếu, bị đụng ngã lăn một mảnh lại một mảnh. Hai vị đạo hữu, vậy không bằng nghỉ ngơi một chút, đi vào uống chén trà. Côn Luân bên trong ngọn tiên sơn, truyền ra một đạo mờ mịt mà cười ôn hòa âm thanh. Tất cả mọi người đều biết, đó là Côn Luân tiên quân, cuối cùng là nhịn không được lên tiếng. Đừng nói, thật tuyệt lão đạo cùng hùng vũ mãng hán thật sự dừng tay, dù sao cũng là tại Côn Luân thánh địa trước sơn môn. Dù sao cũng là tới tham gia Côn Luân thịnh hội, chủ nhà mặt mũi, hai người bọn họ nhất định phải cho. Ngưng chiến mặc dù ngưng chiến, nhưng hai người địch ý có phần nồng. Đặc biệt là hùng vũ mãng hán, nhìn lên liền biết không có đánh thống khoái. Trò hay tan cuộc, quần chúng đều tụ hướng về phía Côn Luân thánh địa. Cũng có không có đi, đều trơ mắt nhìn, bởi vì không có thiệp mời. Côn Luân thịnh hội không phải bình thường thịnh hội, có thiệp mời. Không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp đại phái. Đi thịnh hội tìm. Triệu Bân cùng mưa bụi sóng vai, theo dòng người mà đi. Đến nỗi đại bàng, Triệu Bân đem hắn nhét vào vĩnh hằng giới. Không có cách nào, chỉ có một tấm thiệp mời. Côn Luân, tứ hoang giao giới. Nó là một mảnh tiên thổ, cũng là nhất phương thánh địa. Ở đây khai sáng thịnh hội, trăm năm một trận, không có gì sánh kịp hùng vĩ. Sắc trời phương hiện ra. Thì thấy mênh mông dưới núi, biển người tuôn ra tụ.
Vì nghênh tứ phương khách đến thăm, Côn Luân đủ xuất động 8 tôn tiên vương. Không ai dám ở đây tạo loạn, chỉ vì nó là tiên giới số lượng không nhiều siêu cấp đại phái. Chính xác đại khí bàng bạc a. Triệu Bân theo dòng người mà đi, một đường đều tại ngẩng lên đầu nhìn. Đồng dạng là thịnh hội, Thiên Trì Thánh Địa cùng Côn Luân so sánh liền như đùa giỡn. Cũng đúng, nội tình khác biệt, từ không thể so sánh nổi, như Thiên Trì Thánh Địa, cũng chỉ Thiên Trì Tiên Mẫu một tôn đạo hư cảnh, như Côn Luân Thánh Địa, thì phái 8 tôn tiên vương tới đón tân, đây cũng là chênh lệch. Thỉnh, Côn Luân người đều không gì giá đỡ, dù là tiếp khách tiên vương, cũng có phần hiểu lễ giáo. Ít nhất tại Triệu Bân xem ra, đón khách cái kia 8 cái lão đầu, hắn nhìn xem đều rất thuận mắt. Vào Côn Luân Sơn Môn, chính là 999 tầng thềm đá, đều là bạch ngọc đắp lên, óng ánh trong suốt, lại nhìn thềm đá hai bên, nhiều kỳ hoa dị thảo, liền trên đất cỏ xỉ rêu, đều lập lòe lộng lẫy. Nơi đây linh khí dị thường nồng đậm, rất nhiều chỗ đều ngưng tụ thành mưa bụi. Nếu làm Côn Luân đệ tử, nên tam sinh hữu hạnh, đây là tu luyện thánh địa. Triệu Bân lại như đồ nhà quê, một đường đều ở bên trái nhìn phải, đối với trên cây treo từng chiếc đèn sáng, rất là tò mò, đây không phải là chân chính đèn, tựa như là một loại cổ lão đạo ẩn diễn hóa. Hôm đó Chí Tôn trước thành, đa tạ ngươi cứu ta. Mưa bụi khẽ nói nở nụ cười. Sư tỷ nói quá lời, thuận tay đẩy ngươi ra ngoài mà thôi. Triệu Bân cười cười. Ngươi là như thế nào chạy ra khỏi thần minh phủ đệ? Đại đạo thiên cục. Triệu Bân mỉm cười, chỉ giải rác 4 chữ. Mưa bụi nghe xong lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày, tựa như hiểu rồi thứ gì, hẳn là đình nghỉ mát cái kia tàn cuộc, trong cục nhất định ngầm huyền cơ, nàng chưa từng trải qua, cũng không chi kỳ bên trong càn khôn, nhưng nhất định dị thường gian khổ, bởi vì gặp lại Triệu Bân, nàng từ trên thân thể người này, tìm được một loại nhuốm máu tang thương. Vượt qua thềm đá, Triệu Bân bừng tỉnh giống như nhìn thấy đại thiên thế giới. Trước mắt một màn, là màu sắc sặc sỡ, tựa như trong mộng thiên cảnh. Mưa bụi cũng không phải là lần đầu tiên tới, cũng không quá nhiều kinh ngạc, ngược lại là Triệu công tử, như cọc gỗ sử ở nơi đó, một hồi lâu cũng không di chuyển, nghèo khó hạn chế tưởng tượng của hắn, đây cũng quá mênh mông. Đi, mưa bụi giật giật Triệu Bân góc áo. Triệu công tử lúc này mới nhấc chân, vẫn là một đường trái nhìn phải. Côn Luân chính là Côn Luân, để cho hắn mở rộng tầm mắt, nhìn cái kia treo tiêu tiên khuyết, nhìn cái kia núi cao dốc đứng sơn cung, cũng là đạo uẩn lồng mộ, chim hót hoa nở tiên cảnh, để cho hắn cuối cùng cảm giác là đọa ở trong mộng ảo. Mưa bụi cũng như thế, mỗi lần tới đều có không đồng dạng tâm cảnh. Đây cũng là Côn Luân, lâu đời mà cổ lão, được sắc thái thần bí. So sánh cùng nhau, nàng đạo gia truyền thừa, cũng không khỏi kém mấy phần. Thật nhiều yêu nghiệt. Lộ gặp không thiếu Côn Luân đệ tử, trêu đến Triệu Bân sợ hãi thán phục không ngừng. Gặp núi ở giữa chỗ ngoặt, chắc là có thể nhìn thấy thanh niên tài tuấn, khúc kính thông u trên đường nhỏ, cũng không thiếu nhân kiệt, hoặc tay cầm bí quyển, hoặc rút kiếm ngộ đạo, càng nhiều, nhưng là cùng tới thăm khách mời hàn huyên. Hắn nhìn thấy mặt trời lặn thần tử, một tờ quạt xếp dao động tặc có tiết tấu. Nhìn hắn cử chỉ nho nhã khoan thai, có vẻ như chỉ thiếu chút nữa là nói một câu, ta rất đẹp trai. Đừng nói, thật là có không thiếu nữ đệ tử dính chiêu này, thậm chí cái kia hàng bên cạnh thân, không thiếu tiên nữ làm bạn, mỗi đôi mắt đẹp gợn gợn, mặt trời lặn thần tử là cái mì ngon người, liền vui bị sùng bái cảm giác. Thịnh hội chi địa, tại Côn Luân lớn nhất trên một ngọn núi. Triệu Bân cùng mưa bụi đi lên lúc, hội trường đã là bóng người nhốn nháo. Thân là chủ nhà, Côn Luân không keo kiệt chút nào, từng chương ngọc thạch bàn, tất cả bầy sen vào nhau tinh tế. Mỗi một tấm trên bàn đều để 3-5 cái khay ngọc, múc đầy kỳ dị tiên quả, đổ đầy quỳnh tương ngọc lộ, mùi trái cây cùng mùi rượu quấn quanh, mờ mịt đỉnh núi, người bên trên một ngụm, liền cảm giác tâm thần thanh thản. Chính xác có tư tưởng. Triệu Bân một mắt phòng nhìn, cuối cùng mới ngửa con mắt nhìn trời. Đám mây có tiên tử ngồi xếp bằng, khải tuyệt vời tiên khúc. Đám mây cũng có tiên tử nhảy múa, phảng phất họa bên trong nhẹ nhàng hồ điệp. Hai người tìm hẻo lánh. An ổn ngồi xuống. Triệu Bân tặc tự giác, tiện tay cầm mấy khỏa quả. Côn Luân quả, không phải bình thường tiên chân, người bình thường cũng ăn không được. Mưa bụi liền hàm xúc, chỉ lấy chén ngọc ngửi rượu ngon. Triệu Bân là cái ăn hàng, ăn cũng không chậm trễ tìm người. Nhiều người không sao, hắn là sát bên cái nhìn, vẫn là nam nữ già trẻ, một cái đều không buông tha, nếu là Mong Hương chân nhân không có lửa hắn,
Phượng Múa bản tôn nhất định sẽ tới, hơn nữa còn sẽ trước mặt mọi người khiêu chiến Hàn Giang, diệt tộc nợ máu a. Sẽ đem người bức đến điên cuồng, bất luận cái gì việc ngốc cũng có thể làm đi ra ngoài. Nói đến Hàn Giang, hắn nhỏ giọng hỏi một câu. Cái kia là Xích Thiên Cung đệ nhất chân truyền. Mưa Bụi không nói chuyện, chỉ đưa tay chỉ thịnh hội cửa vào. Triệu Bân theo con mắt nhìn lại, đang gặp một cái thanh niên áo trắng đi vào. Cái kia hàng so mặt trời lặn thần tử càng có thể trang, một cái tay đọc ngược lấy, tay kia thì nhẹ lay động lấy một cái quạt giấy, mắt to như vậy một nhìn, thật là có nho sĩ chi phong, tuyệt đối phù hợp khí vũ hiên ngang phái đoàn. Nhưng, tung hắn diễn cho dù tốt, cũng che không được trong tròng mắt lệ khí. Bình thường dạng này người, tất cả hung tàn chi chủ, lại đạo tâm giấu ác niệm. Điểm ấy, Triệu Bân cùng Mưa Bụi đoán không mưu mà hợp, bọn hắn đều thông hiểu thiên cơ thuật pháp, đối với xem tướng, đều có như vậy mấy phần sớm đã, không cần nhìn lâu, chỉ nhìn một mắt, liền không khó đoán tính tình. Nâng lên thôi diễn, vẫn thật là tới một tôn lĩnh vực này đại năng. Không tệ, là diễn thiên lão đạo, bên cạnh thân còn đi theo một cái tuấn mỹ thanh niên. Hắn chính là Lữ Mở, diễn thiên một mạch thánh tử. Mưa Bụi có phần khéo hiểu lòng người, truyền âm cho hắn giới thiệu. Triệu Bân gặm một cái linh quả, nhìn có chút không thấu Lữ Mở, hoặc có lẽ là cái kia hàng trên người có huyền dị chi lực, che đậy thời cơ, cái kia nên diễn thiên chi pháp, thời khắc vận chuyển, nhưng hỗn loạn người khác nhìn lén. Hắn tại nhìn Lữ Mở, diễn thiên lão đạo tắc vô ý thức trách mắt, nhìn hắn một cái. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, hắn lão con mắt khẽ híp một chút, cuối cùng cảm giác người này nhìn xem quen mặt. Hắn không truy đến cùng, bởi vì không thiếu lão bối đã đụng lên tới Hàn Huyên, mỗi cái đều là nhân vật có mặt mũi. Về phần hắn bên cạnh thân Lữ Mở, thì đi hắn phương, tự nhận rất đẹp trai, người kia nhiều hướng về cái nào góp. Diễn thiên một mạch có người tới, sao có thể thiếu dấu thiên một mạch? Đó là dấu thiên lão đạo, hắn từng tại Thương Miểu cổ thành gặp qua, dùng vĩnh hằng huyết, đổi hắn tị thế phù, lão đầu nhi kia có một cái tật xấu, ưa thích thông cửa, cũng thích ngồi ở trên xà nhà hút thuốc. Diễn thiên gặp dấu thiên, tựa như tú tài thấy binh, nhìn thế nào đều không hợp nhãn. Không thiếu lão gia hỏa gặp chi, cũng không khỏi một tiếng ho khan, hai cái này cũng thường xuyên vật lộn. Siêu. Dấu thiên lão đạo sau đó, có tám đạo bóng người cùng nhau đi vào. Bọn hắn là mặt trời lặn tiên vương, Hạc Huyền lão đạo, Khô Diệt tiên vương, Tuyệt thiên lão tổ, Kim Luân pháp vương, Bát Cực thiên quân, Xích Quỷ đạo nhân, Âm Ma chân tiên, Thanh Nhất xác đỉnh phong tiên vương, khí huẩn đều không phàm, bối cảnh cũng là một cái so một cái dọa người. Chỉ vì, bọn hắn đại biểu là tám đại thánh địa. Mưa Bụi gặp chi không có gì, Triệu công tử nhìn liền phá lệ phát hỏa. Ngày xưa tại Táng Thiên Hải, vây giết hắn cùng với Không Niệm Thiên chính là cái này tám cái. Phía sau bọn họ, đều đi theo một thanh niên, đều không ngoại lệ tất cả thánh tử, mặt trời lặn thần tử hắn từng gặp, mặt khác bảy cái là đầu hẹn gặp lại, có thể làm thánh địa thần tử, đều là hồng hoang tiên bảng có kỳ danh. Phía sau, chính là kỳ hoa tổ hợp ba người. Một người đầu chọc hai cái tiểu hài. Cái kia ba là nghênh ngang tiến vào, trên cổ đều mang theo một tấm thiệp mời. Triệu Bân thấy sững sờ, bởi vì đều mẹ nó người quen biết cũ, đầu chọc lão, khò khè em bé cùng quỷ tinh nghịch, vậy mà cũng tới hồng hoang, nhiều ngày không thấy, ba người tu vi như bật hách, cũng là một đường tăng vọt, hơn nữa, quanh thân đều có một loại không hiểu khí uẩn rong chơi, liền hắn đều nhìn không ra lịch. Họ cuồng sẽ không cũng tới a. Triệu Bân một tiếng nói thầm, không chỉ một lần vòng mong. Hắn không có tìm được Cuồng Anh Kiệt, cũng không cùng quỷ tinh nghịch bọn hắn nhận nhau, hôm nay là một cái cảnh tượng hoành tráng, không nên tại chỗ nhận thân, chỉ trách thân phận của hắn đặc thù, chỉ trách Đại La Tiên Tông, cửu gia khắp thiên hạ, tại chỗ sợ là có hơn phân nửa đều cùng Tiên Tông thuộc đối địch, đều mong hắn ngỏm củ tỏi đâu. Cái kia, là Kiếm Tôn Lạc Trần, Mưa Bụi lại truyền âm. Triệu Bân nhìn thấy, là cái phong thần như ngọc thanh niên. Không hiện sơn bất lộ thủy. Hắn nội thị tử phủ, liếc mắt nhìn bên trong tiên chỉ kiếm thánh, lúc này mới hỏi thăm Mưa Bụi. Kiếm tôn cùng kiếm thánh ra sao quan hệ? Cũng không quan hệ, Mưa Bụi một tiếng khẽ nói. Xong việc, nàng còn bù đắp một phen lời nói, cứng rắn nói có quan hệ, đó chính là hai người cùng tu kiếm chi đạo, đi lộ khác biệt, lại trăm sông đổ về một biển, còn có, hai người cũng không phải là người cùng một thời đại. Ai mạnh ai yếu? Triệu Bân tò mò hỏi câu. Chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Mưa Bụi trả lời rất là hàm xúc. Hai người lúc nói chuyện, Triệu Bân chợt cảm thấy thể phách sáng lên, chờ ngước mắt nhìn lên,
mới biết kiếm tôn đang xem hắn, không hề bận tâm hai mắt, còn có một tia kiếm quang thoáng qua, nhưng chỉ một cái chớp mắt liền biến mất nhị không thấy. Hắn, có thể cảm giác được kiếm thánh, Triệu Bân trong lòng một tiếng nói thầm. Không bài trừ khả năng này, cùng là kiếm tu đại thành giả, đối với kiếm ý rất mẫn cảm. Kiếm tôn có thể làm được, kiếm thánh tử cũng có thể làm đến, đây là cùng cấp bậc ăn ý. Lại tới một cái nhân vật hung ác, mưa bụi hít hà rượu ngon. Không cần hắn nói, Triệu Bân cũng đã nghe ngửi, đó là một loại bá liệt đao minh. Đao minh âm thanh truyền lại từ một thanh niên, khí như thần đao, đại đội trưởng phát đều nhuộm đao ý. Hắn chính là Khổng Thiên Vũ, thế nhân xưng chi bá đao. Không hổ đạo tiên đồ nhi, mưa bụi có phần biết hàng, lại cho Triệu Bân làm giới thiệu, tương truyền, hắn bình sinh chỉ tu một đao, từng một đao chặt qua một tôn bán thần, bá đao chi danh liền như vậy mà đến, cùng giai có thể đón hắn một đao quả thực không có mấy cái. Tiên giới ác độc biết bao người cái nào, Triệu Bân không khỏi thổn thức chặt lưỡi. Quả thật người cũng như tên, bá đao chi khí chàng, quả nhiên hãn liệt vô song. So sánh bá đao, sau đó đi lên một thiếu niên, liền phá lệ điệu thấp, hắn giống như một phàm nhân, không có gì người tồn tại cảm giác, nhưng cùng người khác bất đồng là, hắn cõng một cây màu xanh biếc gậy trúc. Trà thánh, lấy trà ngộ đạo đại hiền, mưa bụi nhấp một miếng rượu. Thâm bất khả chắc, Triệu Bân trong lòng một lời, nhìn không thấu thiếu niên kia. Trà thánh hậu vị kia, cũng đồng dạng điệu thấp, một thân tố y biểu lộ ra khá là nội liếm, hắn nên thế sự xoay vần, đầu vai nhuộm cho bụi. Mép gốc sâu cằm, cho hắn thêm một vòng không thể giải thích đổi phế. Thấy hắn, tại chỗ người cũng không khỏi nhíu mày, thánh quân. Mà ngồi trên xó xỉnh Triệu Bân, gặp chi tắc tâm thần hoảng hốt. Ma tử! Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm, chỉ hắn chính mình có thể nghe. Không tệ, thần thái kia đổi phế người, cùng phàm trần ma gia thánh tử giống nhau như đúc. Như dạng này một khuôn mặt, hắn tại Hắc Động cũng đã gặp một lần, cũng chính là bóng đen kia tà niệm. Đừng nhìn là một đạo tà niệm, lại là tặc có thể đánh, lấy thiên vì chống đại thần thông, suýt nữa đem hắn chấn diệt, khi đó, mây khói liền từng nói qua, bóng đen tà niệm tôn vinh cùng thánh quân là không có sai biệt. Lại sinh giống nhau như vậy, mưa bụi một tiếng lẩm bẩm. Thánh quân tôn vinh cũng không phải bí mật, nàng từng có may mắn gặp qua một bức chân dung. Hai hai so với, đâu chỉ sinh giống, đơn giản chính là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Hắn nhưng là thánh quân. Triệu Bân nhỏ giọng hỏi. Thánh quân sớm đã táng diệt, mưa bụi lấy truyền âm đáp lại. Vạn nhất là chết giả đâu? Triệu Bân lại hỏi. Không có khả năng, thánh quân táng diệt hôm đó, nhà ta sư tôn là tại chỗ. Mưa bụi giọng điệu xác định, sư tôn chính miệng nói tới, thánh quân thân tử đạo tiêu, liền một tia tàn hồn cũng chưa từng lưu lại. Triệu Bân không lại tiếp tra, yên lặng kêu mây khói. Không biết, mây khói khẽ gật đầu, nhìn không ra manh mối. Cũng hoặc, nàng chỉ là một cái hóa thân, không có bản tôn tầm mắt. Triệu Bân thấy bên trong tử phủ, muốn tìm kiếm thánh hỏi một chút. Làm gì kiếm thánh xa vào tiên trì, hắn không có ý tốt quấy rầy. Náo nhiệt thịnh hội, bởi vì cái kia đổi phế người, ngừng lại tinh thần xa sút không thiếu, chỉ trách thánh quân tên tuổi quá lớn, năm đó rút kiếm ác chiến Bắc Hoang, đánh ra khoáng thế hung danh, đó là một thế hệ ác mộng. Là hắn sao? Quá nhiều lão gia hỏa hai mắt híp lại. Không biết là đang hỏi chính mình, vẫn là đang hỏi đồng liêu. Đặc biệt là Đại La Tiên Tông cửu gia, bây giờ cũng như ngồi châm nỉ, thánh quân năm đó sở dĩ chết trận, tất cả bởi vì bảo hộ Đại La Tiên Tông, sở dĩ bảo hộ Đại La Tiên Tông, còn không phải bởi vì tứ phương vây công. Đều thân hủy thần diệt, không thể nào là hắn. Hôm đó lão phu cũng ở tại chỗ, đích xác hồn phi phách tán. Thánh quân đoạt thiên tạo hóa, khó tránh khỏi làm một cái chướng nhãn pháp. Lão gia hỏa đều ở trong tối tự truyện âm, muốn luận ra một cái chân tướng tới. Nhưng cái kia cái gọi là chân tướng, như thế nào ba ngôn ngữ có thể luận đi ra ngoài? Vô ý thức ở giữa, không ít người đều nhìn về Diễn Thiên lão đạo. Bọn hắn nhìn không ra manh mối, không có nghĩa là Diễn Thiên tính toán không ra huyền cơ. Nhưng, vạn chúng chú mục ở dưới Diễn Thiên lão đạo, lại là lông mi hơi nhíu, hắn làm thôi diễn chi pháp không giả, nhưng cũng không tính ra. Cũng không phải là hắn đạo hạnh không được, là trên người kia có thần bí chi lực che lấp. Một bên khác, đổi phế người đã tìm một cái vị trí xó xỉnh ngồi xuống. Hắn như cái nhàn tản thế ngoại người, tung bị tứ phương nhìn chằm chằm, cũng không mảy may tình cảm ba động. Nhưng người sáng suốt đều biết, thịnh hội bầu không khí, bởi vì một mình hắn, biến phá lệ kiềm chế.
đạo hữu, thật là lạ mặt a. Ung dung lời nói vang lên, truyền lại từ Thật Tuyệt lão đạo. Cũng nên có người nhảy ra hỏi một chút, hắn không ngại làm cái này chim đầu đàn, quả nhiên là thánh quân mà nói, hôm nay có tất yếu tái chiến một hồi, nhiều như vậy đỉnh phong tiên vương, không tin chơi không lại hắn một cái. Nhàn vân giã hạc thôi, đồi phế người nhạt đạo, âm sắc khàn khàn tang thương. Thật Tuyệt lão đạo nghe chi, không khỏi đứng lên, đây cũng không phải là hắn câu trả lời mong muốn. Tùy theo đứng dậy, còn có không ít nội tình người mạnh mẽ, mỗi lão con mắt chấp lóe, nhìn chòng chọc người kia, trong đó có không ít, còn âm thầm điều động bản nguyên tiên lực, rất có ra tay đánh nhau tư thế. Thịnh hội bầu không khí, trong nháy mắt kiềm chế tới cực điểm, lão bối nhóm còn tốt, đều đỡ được tứ phương uy áp, tiểu bối như Triệu Bân bọn hắn, hô hấp đều cảm thấy khó khăn, đều cảm giác trên lưng khiêng một ngọn núi. Tứ phương khách đến thăm, ta Côn Luân vô cùng vinh hạnh. Dương cung bạt kiếm lúc, thiên ngoại một lời vang vọng cửu tiêu. Lời còn chưa dứt, thì thấy một người hiển hóa, chính là một cái Tố Y lão nhân, cười ôn hòa, từ hắn trên người, tìm không được nửa chút tu sĩ khí tức, còn có cặp kia lão con mắt, so Chỉ Thủy còn càng thêm bình tĩnh. Hắn, chính là Côn Luân lão tổ, thế xưng Côn Luân tiên quân. Tất cả mọi người tại chỗ nhìn hắn ánh mắt, đều tràn ngập kiêng kỵ. Vị này cũng không phải tiên vương, mà là một tôn hàng thật giá thật bán thần. Bởi vì hắn đến, không khí hiện trường lại biến, lồng mộ thịnh hội uy áp, hóa thành một hơi gió mát, bọn tiểu bối cảm thụ rõ ràng nhất, bởi vì đè ở trên người đại sơn, tại một cái chớp mắt này bị dỡ xuống. Chủ nhà giá lâm, ai dám không nể mặt mũi. Nhìn đám kia đại năng, đều một cái so một cái trung thực. Cái này, là Côn Luân tiên quân muốn thấy được cục diện, cho dù muốn đánh, cũng phải trước chờ thịnh hội sau khi mở ra, chỉ cần song phương tự nguyện, hắn thì sẽ không ngăn trở. Đến nỗi bây giờ, tốt nhất đừng cả sự tình. Nhiều năm không gặp, Côn Luân đạo hữu phong thái vẫn như cũ a. Nhìn đạo hữu như vậy khí uẩn, rất có phong thần dấu hiệu. Ngày khác vấn đỉnh chí tôn, cũng đừng quên ta lão già này. Tiếng cười vang lên theo, không thiếu lão bối đứng dậy, chắp tay hàn huyên. Kiếm bạt nỗ trương thịnh hội, lại khôi phục tường hòa tư thái, tung sóng ngầm mãnh liệt, đều bị cường thế đè xuống, tại trên địa bàn của người ta, hiểu quy củ. Côn Luân tiên quân như bão nổi, hậu quả rất nghiêm trọng. Thật mạnh a, Triệu Bân trong lòng một lời. Đây là hắn đối với Côn Luân tiên quân phân tích, chính xác thâm bất khả chắc. Mà trận này trăm năm thịnh hội, cần chính là người kiểu này áp tràng. Không cần câu nệ. Côn Luân tiên quân nở nụ cười, nhỏ bé không thể nhận ra liếc mắt nhìn đổi phế người. Bán thần cấp tầm mắt, tiên vương không so được, người khác không nhìn ra huyền cơ, hắn cái này mơ hồ biết manh mối. Quái nhân kia có lẽ không phải chân chính thánh quân, nhưng tuyệt đối cùng thánh quân thoát không khỏi liên quan. Nhìn qua đồi phế người, hắn còn theo con mắt nhìn lướt qua Triệu Bân bên này. Hắn là kinh ngạc, không nhìn thấy không niệm thiên, tới càng là đại la thánh chủ. Triệu Bân rời con mắt, chỉ vùi đầu gặm quả, dù là tiên quân liếc hắn một cái, hắn đều rất cảm thấy kiềm chế, chỉ kém nửa bước chính là thần minh cao nhân, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một loại đáng sợ khí tràng. Tranh! Cùng với tiếng đàn vang vọng, thịnh hội triệt để kéo ra màn che. Không thiếu tiên tử lên đài, giống như hóa bướm phiên tiên khởi vũ. Thỉnh, Côn Luân tiên quân bưng chén rượu, cười nhìn tứ phương. Các tân khách không dám thất lễ, đây là bán thần mời rượu. Lão đạo, đừng giấu giếm. Không đợi khách mời đặt chén rượu xuống, liền nghe một đạo tục tằng âm thanh. Là man tộc cái kia hùng vũ mãng hán, ngồi đều so với người đứng cao. Côn Luân tiên quân chỉ cười một tiếng, nhẹ nhàng bắn ra một tia tiên quang. Tiên quang hóa thành từng tòa tiểu vân đài, bày sự chẳng chịt tinh tế. Sau đó, chính là từng cái tiên tử ra trận, như trên đồ ăn đồng dạng, trong tay đều nâng ba, năm bộ bí quyển, hoặc nhiều hoặc ít, đặt ở từng tòa vân đài bên trên, một quyển thêm một quyển bày chỉnh chỉnh tề tề. Cái này, là ý gì? Triệu Bân một bên tìm phượng múa bản tôn, một bên thuận miệng hỏi. Những cái kia bí quyển, đều là Côn Luân một mạch đám tiền bối lưu lại cảm ngộ, bị tụ tập thành sách, mỗi khi gặp Côn Luân thịnh hội, tiên quân đều biết đem hắn lấy ra, cung cấp tứ phương khách đến thăm nhóm nghiên cứu, có thể ngộ bao nhiêu, đều xem cá nhân tạo hóa. Mưa bụi chậm rãi nói, cử động lần này đã kéo dài đi vài vạn năm. Côn Luân hào phóng như vậy, Triệu Bân cảm thấy ngoài ý muốn. Tiền bối cảm ngộ, phương nào thế lực không phải che giấu. Côn Luân riêng một ngọn cờ. Lại lấy ra cùng tứ hoang cùng hưởng,
khó trách Côn Luân Thịnh Hội hùng vĩ như vậy, khó trách thế nhân chèn phá ra đầu cũng nghĩ đi vào, nhiều như vậy cảm ngộ bí quyển, cũng là tặng không cơ duyên, không hổ siêu nhất lưu thánh địa, vẻn vẹn quyết đoán như vậy, tầm thường truyền thừa liền không so được. Đều đừng khách khí a, tùy tiện nhìn, vẫn là Hùng Vũ Mãng Hán, đã thứ nhất đi tới. Hắn là tùy tiện, không biết còn tưởng rằng hắn là chủ nhân đâu. Cũng không cần hắn nói nhảm, không ít người cũng đã đi ra, như tại kết bạn dạo phố, đi xuyên tại vân đài ở giữa, khi thì còn có thể đưa tay, cầm lấy như vậy một hai bộ bí quyển, sau đó ba, năm người đặt cái kia nói thầm. Cũng không phải là tất cả mọi người đều tại nhìn bí quyển, cũng không ít nâng cốc nói chuyện vui vẻ, nói chuyện trời đất vẫn không quên nhìn sân khấu, Côn Luân tiên tử nhóm, sinh hiếm thấy thủy linh, hơn nữa dáng múa cũng là nhẹ nhàng uyển chuyển. Bóng người chát đôi chi địa, từ cũng không thiếu được văn nhân nhà thơ, như những cái kia thanh niên tài tuấn, có nam có nữ, hoặc ngâm thơ, hoặc ngắm trăng, hoặc vẽ tranh, hoặc múa kiếm, cả đám đều nói chuyện quên cả trời đất. Ăn, ăn nhiều một chút. Gặp cái này cảnh tượng hoành tráng, chắc là có thể gặp tên dở hơi. Như đầu chọc lão bọn hắn, liền không có rời đi chỗ ngồi, đặt cái kia hồ ăn biển nhét, hơn nữa còn là liền ăn mang cầm, tới đây người đều mì ngon, nhưng cái này ba nhân tài ngoại lệ, có vẻ như toàn bộ đều mẹ nó nhị bì khuôn mặt. Muốn nói náo nhiệt nhất vẫn là Côn Luân tiên quân cái kia, tụ một mảnh lão gia hỏa. Bọn hắn cũng không phải cái cọ, mà là đàm kinh luận đạo, lấy giao lưu cảm ngộ kinh nghiệm. Dù sao cũng phải tới nói, này thịnh hội bầu không khí coi như an lành nóng lòng, đều có các chuyện làm. Triệu công tử cũng đứng lên, cất tay vừa đi vừa về tản bộ. Bí quyển hắn cũng nghĩ nhìn, nhưng tìm phượng múa bản tôn cần gấp nhất. Đi ngang qua đồi phế người lúc, hắn vẫn không quên nhìn nhiều mấy lần, người này sợ là thật sự không thể nào hòa đồng, những người khác đều nên làm gì, duy chỉ có một mình hắn ngồi ở trong nơi hẻo lánh nhất, uống rượu một mình. Tiền bối có thể phái qua hóa thân vào phàm trần, Triệu Bân nhỏ giọng hỏi một câu. Thật lâu, cũng không nhận được đồi phế người đáp lại, liền tựa như không nghe thấy tựa như. Không nể mặt mũi như vậy, chỉnh Triệu công tử rất lúng túng, từ cũng không tốt nhiều quấy dày. Hắn không quấy dày, không có nghĩa là người khác không quấy dày. Vẫn là thật tuyệt lão đạo, lại trước mặt mọi người hạ chiến thư. Gặp gỡ là hữu duyên, luận bàn một phen. Thật tuyệt lão đạo mà nói, cũng không tận lực che giấu, toàn trường đều có thể ngửi. Cũng chính là câu nói này, lại gây thế nhân trách mắt, lại đều lòng dạ biết rõ, thật tuyệt lão đạo khiêu chiến như vậy, là muốn ép ra đối phương con đường, chỉ cần đối phương ra tay, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra lai lịch. Có phải hay không thánh quân, nhìn một chút liền biết. Mà lần này, Côn Luân tiên quân không ngăn cản. Thịnh hội cũng không cấm đánh nhau, có thể hẹn đỡ, là cái gọi là luận bàn, hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, gặp hắn Côn Luân thịnh hội, đều có mấy cái như vậy đứng đi vào, xong việc nằm đi ra. Lập tức, tất cả ánh mắt đều tụ hướng về phía đồi phế người. Nhìn đại La Tiên Tông các cửu gia, cũng là gắt gao nhìn chằm chằm. Người kia không phải thánh quân còn tốt, nếu như thực sự là, cái kia phải mưu tính một phen, đơn giản đánh một cái hội đồng đi. Vô luận thánh quân đơn đấu bọn hắn, vẫn là bọn hắn quần ẩu thánh quân, ngược lại hướng chết làm là được rồi. Lần thịnh hội này tên vở kịch, có vẻ như điên đảo. Không thiếu lão bối vuốt sợi râu, thần sắc còn không như thế nào bình thường. Tưởng tượng năm đó, lần nào thịnh hội không phải bọn tiểu bối lên trước đài luận bàn, đẹp cùng nói tung gạch nhử ngọc, bọn tiểu bối đánh xong, liền lão bối nhóm bên trên, hậu bối tiểu đả tiểu nháo, lão ra hỏa nhưng là xác thực thực đao, làm khí thế ngất trời, hôm nay làm ngược, không thấy tiểu bối hẹn đánh nhau, lão bối trước lên. Tới chiến. Thật tuyệt lão đạo đã bên trên chiến đài, tiếng quát chấn thiên. Vạn chúng chú mục phía dưới, đồi phế người cuối cùng là đứng lên. Oanh. Đồi phế người một bước rơi xuống, đạp chiến đài oanh minh. Chợt, thì thấy trên đài có bức tường ánh sáng trùng tiêu, thành một phương kết giới, bao lại vùng thế giới kia, đây là ngăn cách pháp trận, một khi chiến hẹn lập xuống một khi người đối chiến lên đài, người ở bên trong có thể đi ra, nhưng người bên ngoài đừng nghĩ đi vào, đến đại chiến kết thúc, trận pháp mới có thể chân chính tiêu tan. Ngụ ý như vậy, người ở chỗ này đều biết. Đơn đấu chính là đơn đấu, quần chúng chính là quần chúng. Nói trắng ra là vì công bằng, bằng không thì nhân ra đơn đấu, bên ngoài phần phật đi lên một mảng lớn, chẳng phải là toàn bộ lộn xộn chính là tại đánh Côn Luân thánh địa khuôn mặt, dù sao cũng là Côn Luân địa bàn, há lại cho ngươi tại cái này làm loạn,
này quy củ cũng đã Côn Luân Thánh Địa kéo dài đi vài vạn năm. Thú vị! Trò hay sớm diễn ra. Nghiên nhìn bí quyển người đều bu lại, còn có những cái kia ăn đám, tán gái, khoe khoang phong tao, đàm kinh luận đạo, cũng đều gom lại chiến đài tứ phương, có náo nhiệt nhìn, đều rất có hứng thú. Triệu Bân mặc dù cũng là quần chúng một trong, nhưng hắn không thay đổi sơ tâm, còn tại tận tụy tìm phượng múa bản tôn. Mưa bụi khéo hiểu lòng người, đang giúp đỡ tìm, rất có là phu sướng phụ tùy ý vị. Người nói, hai người bọn họ ai mạnh ai yếu. Ta cho là, thật tuyệt lão nhi có thể thắng. Khó mà nói, đổi phế người nội tình cũng không tầm thường. Trên đài còn chưa khai chiến, phía dưới liền đã xì xào bàn tán, đổi phế người có phải hay không thánh quân trước tạm bất luận, nhưng thật tuyệt lão đạo, lại là chân thực mạnh, thua ở trong tay hắn đại năng, nhiều không kể xiết. Oanh! Cùng với một tiếng oanh minh, thật tuyệt lão đạo khí chàng toàn bộ triển khai. Trái lại đổi phế người, lại như một cây cọc gỗ sử ở đó. Hắn cũng không phải dọa sợ, mà là tâm cảnh yên lặng như chỉ thủy. Cố Lộng Huyền hư. Thật tuyệt lão đạo hừ lạnh, cách không một trường vỗ tới. Đổi phế người vẫn như cũ không động, chỉ một mảnh kim quang từ thiên thẳng tắp buông xuống. Kim quang bao phủ toàn thân hắn, cũng lồng muộn ba thước thiên địa. Triệu Bân nhìn ánh mắt kỳ quái, phương pháp này cùng hắn vĩnh hằng thiên ngự giống nhau. Thủ hộ chi pháp đi, phàm kim quang chỗ phổ chiếu chi địa, đều là phòng ngự tuyệt đối. Oanh! Thật tuyệt lão đạo một trưởng đến, rắn rắn chắc chắc đánh vào thủ hộ kim quang bên trên. Hắn trưởng uy là không tầm thường, lại là không lay động được thủ hộ, bị chấn xương bàn tay nổ tung. Không thể công phá phòng ngự, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Làm nóng người đi, đơn giản thăm dò, lúc này mới cái nào đến cái nào. Tuyệt pháp, tế thiên kiếm. Nhưng người thật tuyệt lão đạo âm vang vừa quát, chân chính động nội tình. Kiếm minh vang lên theo, một đạo kiếm mang màu đen từ thiên đánh xuống. Hắn đích xác chiến lực siêu tuyệt, thật sự phá đổi phế người thủ hộ, nhưng cũng vẻn vẹn phá vỡ, hơn phân nửa kiếm uy đều bị kim quang triệt tiêu, còn sót lại kiếm ý, căn bản không đả thương được đổi phế người một chút. Phong! Thật tuyệt lão đạo lại lạnh quát, một tay bấm niệm pháp quyết. Dứt lời, thì thấy mấy chục đạo phù văn xích sắt từ lòng đất bay ra, giống như rắn trườn, hướng đổi phế người quấn quanh mà đi. Mỗi một đạo đều nhanh như thiểm điện, khóa đổi phế người tay cùng chân, nó cũng không chỉ là phong ấn, còn có thể thôn phệ, cùng thật tuyệt lão đạo đấu qua người, đều biết phương pháp này chi quỷ dị. Hắn phản ứng này có chút chậm cái nào. Không thiếu lão bối vuốt sợi râu, đặt cái kia tụ tập chỉ điểm giang sơn. Đổi lại bọn họ, sớm tại thật tuyệt lão đạo làm phép trong nháy mắt, liền đã phi thân sau chui, bị cái kia quỷ quyệt đạo tắc xích sắt khóa lại, cảm giác cũng không thế nào hảo, hơi không chú ý. Liền sẽ bị hút đi bản nguyên. Nhưng, tiếp xuống tên vở kịch, để cho quần chúng cũng không khỏi chọn lấy lông mày. Đổi phế người bị khóa không giả, nhưng hắn cũng không ném nửa phần khí huyết. Thật tuyệt lão đạo nhíu mày, hắn dựa vào làm ngạo bí thuật, lại không dùng được. Chanh! Kiếm ngân vang âm thanh nổi lên, truyền lại từ đổi phế người. Thấy hắn thể nội, có một đen một trắng hai đạo kiếm khí bay ra, nhẹ nhõm chặt đứt đạo tắc xích sắt. Rất tốt! Thật tuyệt lão đạo cười lạnh, tế bản mệnh pháp khí. Đó là một chiếc đèn đồng, nhuộm đen thui ngọn lửa, nhìn không thiếu lão gia hỏa nóng mắt, thật tuyệt lão đạo bản mệnh khí, cũng không phải bình thường tiên đúc bằng sắt tạo, không chỉ cứng rắn, còn tặc mẹ nó trầm trọng. Phanh! Đèn đồng ông run lên, từ thiên đập xuống. Nó thật sự nặng như sơn nhạc, trong nháy mắt liền áp sập thương thiên. Nhìn đồi phế người, cũng như tiêu thương đứng ở đó, không nhúc nhích tí nào. Hắn không động, không có nghĩa là pháp không động. Nhưng thấy hắn bên cạnh thân, có một tôn thương long gào thét mà ra, vờn quanh quanh người hắn xoay quanh. Đúng lúc gặp đèn đồng rơi xuống, đụng cái ngay ngắn, bị một cái thần long bãi vĩ vung lộn ra ngoài. Ngô! Thật tuyệt lão đạo kêu đau một tiếng ảm đạm, gặp bản mệnh khí phản phệ. Liên tiếp gặp khó, mặt mũi có chút không nhịn được, hắn lại động đại thần thông. Tuyệt pháp, tế thiên thần. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, sau lưng không gian một hồi rung chuyển, có một mặt cao ba trượng tiên kính, kiên quyết ngoi lên mà ra, mặt kính là sáng như tuyết, có hư ảo bí văn lưu chuyển, sáng chói kính quang phổ chiếu đổi phế người. Lại là cái đồ chơi này. Gặp cái gương này, tại chỗ không ít người đều chợt cảm thấy thể phách lạnh lẽo. Cái này cũng là một tông hung hãn bí pháp, không nhìn nhục thân chuyên công nguyên thần. Mà đổi phế người, sợ là thật sự trúng chiêu.
từ dưới đài đi xem, có thể rõ ràng trông thấy hắn nguyên thần, bị tiên kính chi quang phổ chiếu, cũng bị tiên kính chi quang phong cấm, đã là thương cảnh hoang tàn khắp nơi. Không phải thánh quân. Mặt trời lặn tiên vương hai mắt híp lại, xuống phân tích. Như lời này, tại chỗ quá nhiều lão gia hỏa đều tại lẩm bẩm ngữ. Bọn hắn trong đó có không ít, đều gặp thánh quân, như cái này đổi phế người, vô luận là bản nguyên khí hơi thở, vẫn là nguyên thần tiên lực, đều cùng thánh quân không dính dáng, ngoại trừ lớn lên giống, hai người có vẻ như không có gì quan hệ. Hô! Quá nhiều người đều âm thầm xả hơi. Không phải thánh quân, chính là kết quả tốt nhất. Trên đài, thật tuyệt lão đạo tiên kính, tia sáng càng lớn. Đổi phế người vẫn không động, nhưng hắn mi tâm, lại chậm rãi khắc ra một đạo bí văn. Chính là đạo này bí văn, để cho trong cơ thể hắn nhiều một cỗ kỳ dị chi lực, lại tiêu diệt kính quang. Nguyên thần gò bó giải khai. Chân thân cũng được chữa trị. Còn chưa xong, hắn mi tâm bí văn có thể ly thể, hóa thành một thanh kiếm. Phốc, một hồi luận bàn, cuối cùng là thấy máu. Là thật tuyệt lão đạo đẫm máu, trước ngực bị chém ra một đạo khe rãnh. Tiếng tạch tạch vang lên theo, là cái kia ba trượng tiên kính, bởi vì thật tuyệt lão đạo tổn thương, ầm vang nổ tung, hư ảo tấm gương mảnh vụn, đang rơi xuống bên trong hóa thành từng sợi quang, đáng diệt ở trong thiên địa. Bất động như núi nhạc, khó biết kỳ âm dương. Triệu Bân hít sâu một hơi, càng kiêng kỵ đổi phế người. Nếu không có siêu thoát thế ngoại nội tình, cũng sẽ không tu ra như mặt nước phẳng lặng một dạng tâm cảnh. Thâm bất khả chắc a. Gặp thật tuyệt lão đạo đẫm máu, dưới đài một mảnh kinh ngạc. Có vẻ như từ hai người khai chiến, liền không có gặp đổi phế người xê dịch qua cước bộ. Hắn giống như một tòa tấm bia to sừng sững, tựa như bất kỳ lực lượng nào đều không thể phá vỡ đổ. Kiêng kỵ, đám người đứng ngoài xem tất cả đều là kiêng kỵ chi quang. Không hiện sơn bất lộ thủy người, mới là đáng sợ nhất. Phanh, thật tuyệt lão đạo một bước đứng vững, cũng là cho mày. Hắn không lại công phạt, chậm rãi tản đi khí chàng, hắn đã nhận được câu trả lời mong muốn, không cần lại chết đập, lại mẹ nó đánh xuống, hắn cũng không phải đổi phế người đối thủ, nếu đối phương mang thù, lợi bất cập hại. Tiên hữu đạo pháp cao thâm, lão phu tự nhận không địch lại. Thật tuyệt lão đạo nhẹ phẩy ống tay áo, quay người xuống chiến đài. Đến nước này, đổi phế nhân tài nhấc chân, lại trở về chỗ ngồi, chiến một hồi, thất bại một tôn đỉnh phong tiên vương. Hắn như không có chuyện gì người, vẫn như cũ uống rượu một mình, vẫn như cũ như cái thế ngoại người. Này liền xong, đám khán giả vẫn chưa thỏa mãn. Vốn cho rằng là một hồi vở kịch, không nghĩ kết thúc nhanh như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, người kia không phải thánh quân, lại đánh cũng không có ý nghĩa, làm không tốt còn có thể kết thù, đổi lại bọn họ, cũng biết thấy tốt thì ngưng, vô duyên vô cớ gây một tôn ngoan nhân, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Khúc nhạc dạo ngắn kết thúc. Thịnh hội lại khôi phục như lúc ban đầu. Nên làm gì, chàng diện náo nhiệt dị thường. Không khó nhìn thấy, đổi phế người chỗ mảnh đất kia giới, nhiều hơn không ít cười ha hả cường giả tiền bối, đơn giản là lôi kéo làm quen, tùy tiện kéo điểm ngọn nguồn, ngoan nhân như vậy, ai không muốn kết giao a? Lúng túng chính là, đổi phế người khó chơi, nửa cái lời nói cũng không có. Đám lão già này lúng túng vô cùng, không tự chuốc nhục nhã, không kết giao cũng không khai gây. Nửa đường lạc đường sao? Triệu Bân còn tại đi bộ khắp nơi, giọng nói nam không ngừng. Như thịnh hội bên trên cái này một số người, hắn đã lần lượt nhìn dễ lượt nhi, vẫn là không có tìm được phượng múa bản tôn, để cho hắn bất giác cho là, phượng múa bản tôn căn bản là không có ở cái này, hơn phân nửa còn tại trên đường tới. Còn có một loại khả năng, đối phương dùng cực huyền ảo biến thân thuật. Hắn không từ bỏ, lại từ đầu đến đuôi lần lượt nhìn, miễn cho nhìn nhầm. Người kia, nhìn xem quen mặt không? Quỷ tinh nghịch một bên gặm quả, một bên nhỏ giọng nói. Khò khè em bé cùng đầu chọc lão cũng tại nhìn, nhìn chính là Triệu Bân. Ba người cũng chỉ là nói thầm, mặc dù đã có suy đoán, nhưng cũng không đụng lên đi, tiết kiệm dẫn xuất sự cố, phải biết, tại chỗ đại đa số người đều không phải là gì hảo điều, cũng là Đại La Tiên Tông cửu gia. Triệu Bân cũng giống vậy, đây không phải nói chuyện cũ nơi tốt. Không niệm thiên không đến là đúng, ở đây ngoan nhân nhiều lắm. Người xác định nàng tới thịnh hội. Mưa bụi nhanh chóng mà tới, lấy truyền âm hỏi thăm. Triệu Bân một tiếng ho khan, quỷ hiểu được có tới hay không a? Trước tạm xem cái này. Mưa bụi khẽ nói nở nụ cười, đưa tới một bộ bí quyển.
đây là Côn Luân bí quyển, nàng tìm người lúc thuận tay cầm. Triệu Bân tiện tay đón lấy, chờ lật ra nhìn lên, con mắt không khỏi sáng lên, bí quyển bên trong ghi lại cảm ngộ, là có liên quan bản nguyên thăng hoa, hắn cái này gà mờ vĩnh hằng thể, đang cần cái này chân lý. Hắn lấy tiên nhãn thì bí pháp, muốn đem bên trong cảm ngộ thác ấn. Côn Luân thịnh hội không phải tìm hiểu thời cơ tốt, trở về chậm rãi nghiên cứu. Để cho hắn nhíu mày chính là, Côn Luân bí quyển bên trong cảm ngộ, càng không có cách nào thác ấn, bên trên một cái chớp mắt khắc vào não hải, tiếp theo một cái chớp mắt, liền sẽ bị một cỗ lực lượng thần bí xóa đi, thậm chí nửa điểm vết tích cũng không lưu lại. Có phòng trộm cấm chế, Mây Khói chậm chậm nói. Đã nhìn ra, Triệu công tử một tiếng thổn thức. Côn Luân ngụ ý rất rõ ràng, tại cái này nhìn có thể, nhưng đừng nghĩ mang đi, nếu mỗi người đều thác ấn mà nói, chẳng phải là muốn truyền khắp tứ hải bát hoang, đến lúc đó, hắn Côn Luân thịnh hội liền cũng mất ý nghĩa. Triệu Bân lại ngồi trở xuống tại chỗ, tĩnh tâm đọc qua. Không hổ là Côn Luân tiền bối, bản nguyên thăng hoa nói thấu triệt. Hắn nhìn tâm thần xa vào, được không thiếu chân lý, vô cùng đơn giản một bộ bí quyển, ngầm đại trí tuệ, lại cho hắn mở một cánh cửa, huyết mạch bản nguyên thăng hoa, là một môn bác đại tinh thâm học vấn. Oanh! Hắn nhìn thẳng lúc, chợt nghe một tiếng oanh minh. Âm thanh truyền lại từ chiến đài, có một người nhảy tới, chính là một cái thanh niên áo trắng, sinh có chút tuấn mỹ, khí tức cũng cực kỳ không tầm thường, nhìn hắn quanh thân, huyền dị chi khí rong chơi, lại còn kèm thêm dị tượng. Hàn Giang, tới chiến. Thanh niên áo trắng một lời, vang vọng thịnh hội. Lại có người hạ chiến thư. Thế nhân ánh mắt lại tụ hướng chiến đài. Gặp người khiêu chiến, không thiếu lão bối còn vuốt râu một cái, tựa như nhận ra là ai, đối với hắn khiêu chiến Hàn Giang, cũng không chút nào ngoài ý muốn, lão bối nhóm đã khô một hồi, cũng nên bọn tiểu bối hoạt động gân cốt. Triệu Bân đã thả xuống Côn Luân bí quyển, cũng đã ngước mắt nhìn lại. Hắn nhìn chằm chằm là thanh niên áo trắng, nhìn hai mắt cực điểm híp lại. Khiêu chiến người khác không có gì, nhưng khiêu chiến Hàn Giang, rất có thể là phượng múa bản tôn. Hắn chính là Lôi Dương, huyền lôi một mạch thánh tử. Gặp Triệu Bân chết chằm chằm thanh niên áo trắng, mưa bụi không quên giới thiệu một phen. Xác định là Lôi Dương, Triệu Bân chết mắt. Thật 100%, mưa bụi khẽ nói nở nụ cười. Nàng thoại phương rơi, chiến đài lại là một tiếng oanh minh. Là Hàn Giang lên đài, đạp chiến đài ầm ầm vang dội. Ra lại nhột ngứa. Hàn Giang nhẹ lay động quạt xếp, cười hí ngược nghiền ngẫm. Lại nói lớn, cẩn thận đau đầu lưỡi. Lôi Dương cười lạnh một tiếng, trong mắt có sấm sét tại xé rách, không hổ huyền lôi một mạch. Hắn đứng ở trên chiến đài, giống như một tia chớp, tiếng sấm the thé. Tìm tai vạ như vậy, thành toàn ngươi. Hàn Giang một bước đạp xuống. Như kiểu quỷ mị hư vô tới người. Lôi Dương thì bước lên trời, lật tay một chưởng phủ xuống. Phá! Hàn Giang lạnh quát, một chưởng hướng thiên vỗ tới. Chưởng ấn đối chưởng ấn, oanh âm thanh chấn thiên động địa. Nhìn đối chiến song phương, rõ ràng Hàn Giang càng hơn một bậc, một chưởng đánh Lôi Dương lộn nhào. Tới! Lôi Dương thông suốt định thân, mi tâm khắc ra một đạo lôi văn. Hàn Giang không rơi vào thế hạ phong. Cũng là chiến lực toàn bộ triển khai, như một đạo kinh mang giết vào thiên tiêu. Tất cả trẻ tuổi nóng tính. Tất cả phong nhã hào hoa. Hai người một lời không hợp, tại chỗ mở lớn. Ngửa đầu đi xem, đầy trời cũng là bí pháp va chạm ra dị tượng. Có thể đánh lên tiên bảng yêu nghiệt, quả nhiên không tầm thường. Huyền Lôi nhà tiểu tử, nội tình vẫn là kém chút hỏa hầu. Xích Thiên cung đệ nhất chân truyền, tu vi lại tinh tiến không ít. Có người hẹn đánh nhau, từ nhỏ không được quần chúng, liền đàm kinh luận đạo lão bối, cũng không khỏi trách mắt nhìn qua, Lôi Dương cùng Hàn Giang thế nhưng là đối thủ cũ, lần trước Côn Luân thịnh hội, cũng làm khí thế ngất trời. Triệu Bân đã thu con mắt, chuyên tâm nghiên cứu Côn Luân bí quyển. Hắn là một tâm phân nhị dụng, một bên cảm ngộ một bên tìm người, rút sạch, còn biết xem một mắt chiến đài, trong lòng cũng có phân tích, Lôi Dương chiến lực không tầm thường, nhưng Hàn Giang có vẻ như càng mạnh mẽ hơn. Bỏ đi bản tính bất luận, Xích Thiên cung đệ nhất chân truyền, đích xác không phải là dùng để trưng cho đẹp. Liền cái này, đều không làm được một mạch thánh tử, có thể thấy được Xích Thiên thánh tử nội tình, hùng hậu đến mức nào. Người cái nào học đạo gia thiên cơ thuật, mưa bụi đột nhiên một lời. Đồng tu thiên cơ thuật, nàng mơ hồ có cảm ứng, nguyên nhân chính là có cảm ứng, nàng mới thi pháp ấn chứng một phen, kết quả rõ ràng, Đại La Tiên Tông thánh chủ,
vẫn thật là thông hiểu nàng đạo gia thôi diễn chi pháp. Ta không có học qua, Triệu Bân nghiêm túc nói. Mưa bụi chỉ cười một tiếng, từ không tin vị này chuyện ma quỷ. Học thì học thôi, nàng cũng sẽ không khắp nơi đi khoa trương. Phốc, hai người đàm luận lúc, chiến đài lại thấy máu quang. Chính là Lôi Dương đẫm máu, chịu Hàn Giang nhất kiếm, bị tháo một đầu cánh tay. Cũng là từ này một cái chớp mắt lên, hắn liền không có đứng vững qua, bị chùy không ngóc đầu lên được. Lão đạo, nhà ngươi tôn nhi còn phải luyện một chút. Không thiếu lão gia hỏa đạp tay, ghé vào Huyền Lôi lão tổ cái kia lải nhải. Nhìn Huyền Lôi lão tổ, mặt mo đã là đen láy. Tôn nhi bị người bạo chùy, sắc mặt hắn có thể dễ nhìn mới là lạ. Trái lại Xích Thiên Cung lão bối, thì ngồi vững Thái Sơn, vuốt râu động tác, một cái so một cái tiêu chuẩn, còn kém trước mặt mọi người tới một câu, đang ngồi cũng là rác rưởi. Nhìn Xích Thiên Cung thánh tử, càng là ổn ép một cái. Hàn Giang lại mạnh, vẫn là bị hắn đè một đầu, muốn tìm hắn hẹn đỡ, trước tiên cần phải qua Hàn Giang một cửa ải kia, liền Hàn Giang đều chiến không được, liền không có tư cách khiêu chiến hắn. Phải thua. Man tộc hùng vũ mãng hán, tới một câu như vậy. Nói bại liền bại, hắn cái này vừa nói xong, Lôi Dương liền bị làm nằm, bị Hàn Giang một chưởng đánh rớt chiến đài, rơi xuống đất vũng máu một mảnh, thảm, quá thảm, thật tốt một tiên bảng đệ tử, sững sờ bị chùy không gặp người hình. Dương Nhi, Huyền Lôi lão tổ đuổi tới, cái kia đau lòng a. Nguyên nhân chính là đau lòng, hắn mới phá lệ nổi nóng. Đã nói xong luận bàn, cái này hạ thủ cũng quá hung ác đi. Nổi nóng về nổi nóng, nhưng hắn Huyền Lôi một mạch thua được. Nhưng còn có muốn đánh. Trên đài, Hàn Giang lại mở ra quạt xếp, một tay đọc ngược lấy, một tay dao động tặc có tiết tấu, đâu chỉ bước cách dần vào giai cảnh, đều nhanh đốt, hiếm thấy cảnh tượng hoành tráng, hiếm thấy vạn chúng chú mục, hắn phải bày cái khoan dung đi ra, thiên ngôn vạn ngữ liền một câu nói, ta rất nghiêu bức có hay không? Có. Không thiếu thanh niên tài tuấn đạp tay, mặc dù rất khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận. Nhìn những cái kia nữ đệ tử, liền phá lệ ưu ái, mỗi đều đôi mắt đẹp gợn gợn. Hàn Giang rất hưởng thụ bực này cảm giác, sống lưng ưỡn đến mức tặc thẳng tắp. Làm sao xử lý, ta muốn đánh hắn. Khò khè em bé hít sâu một hơi, đầu chọc lão cũng là bực này tâm cảnh. Quỷ tinh nghịch thì liếc mắt nhìn tử phủ, liếc mắt nhìn chính mình thiết côn đen. Gây sự là hắn tuyệt chiêu, nếu có người giúp hắn ấn xuống, hắn có tự tin cho cái kia hàng đảo cái nhão nhoẹt. Tổ hợp ba người đi. Chuyện này bọn hắn thường xuyên làm, hoặc là không đánh, hoặc là đoạn tử tuyệt tôn. Nhưng còn có muốn đánh. Vẫn là câu nói này, Hàn Giang lại hô một lần. Đừng nói, vẫn thật là có người lên đài, là cái tố y thanh niên, tướng mạo bình thường, không có gì lạ thường, hắn không phải thịnh hội bên trên người, hắn là cái bị trễ khách đến thăm, không hề nghĩ ngợi liền lên đi. Cái này nhà ai? Không ít người nói thầm. Trên dưới quét lượng tố y thanh niên. Người này nhìn xem rất lạ mặt, có vẻ như không phải tiên bảng đệ tử. Triệu Bân lại hai mắt híp lại, vô tận thị lực nhìn lén. Có lẽ là hắn tầm mắt quá thấp, không nhìn ra cái nguyên cớ. Có thể nhận ra, Triệu Bân truyền âm mưa bụi. Chưa từng thấy qua, mưa bụi khẽ gật đầu một cái. Như nàng, tứ phương khách đến thăm cũng đều là bộ dạng này thần thái. Chỉ Côn Luân tiên quân, nhíu một tia lông mi. Thế nhân nhìn không thấu, hắn lại nhìn thấu triệt, cái kia tố y thanh niên, rõ ràng là một nữ tử, chỉ có điều, dùng cấm pháp biến thân thuật. Đã cấm pháp, từ cần trả giá bằng máu, mà ở trong đó đánh đổi, chỉ chính là mệnh của nàng, nàng là lấy mệnh tế cấm pháp, như thế, vô luận nàng thắng hay thua, hôm nay đều chắc chắn phải chết. Bây giờ hậu bối, đều như vậy điên cuồng sao? Côn Luân tiên quân lẩm bẩm ngữ, Côn Luân tiên quân cũng lòng dạ biết rõ. Tiểu nha đầu kia lấy mệnh đổi biến thân thuật, mục đích rất rõ ràng, không muốn người khác xem thấu thân phận nàng, thêm nữa bên trên chiến đài, đây là muốn không chết không thôi à. Người phương nào đến? Hàn Giang liếc qua tố y thanh niên, toàn cảnh là khinh miệt. Tiên bảng bên trên yêu nghiệt, hắn đều gặp qua, chỉ cần không phải bọn hắn, ai tới đều không dùng. Không tên không họ, tố y thanh niên nhạt đạo. Chính là cái này không tên không họ, để cho Triệu Bân vô ý thức đứng lên. Hắn có một loại cảm giác, người trên đài, chính là phượng múa bản tôn. Chỉ có điều, đối phương biến thân thuật quá cấp cao, hắn không nhìn ra thôi. Hắn rời chỗ ngồi, tiến tới dưới chiến đài. Khoảng cách tới gần, từ cũng nhìn rõ ràng hơn. Bộ dáng có thể biến,
thế nhưng hai con ngươi lại biến không được. Chớ làm loạn, hắn truyền một lời. Hắn ngược lại là nghĩ lên đài, làm gì kết giới cách trở. Tố y thanh niên đứng lặng yên, không cho hắn mảy may hồi âm, càng không muốn xuống đài ý niệm. Không tệ, nàng là phượng múa bản tôn. Cũng không có sai, nàng đích xác lấy mệnh tế cấm pháp. Diệt tộc nợ máu, nàng cõng 100 năm, chờ chính là hôm nay. Từ nàng bước vào Côn Luân một chớp mắt kia, liền không có ý định sống sót ra ngoài, sinh sinh tử tử, sớm đã coi nhẹ, đã muốn chết, đương nhiên là lôi kéo cửu nhân cùng nhau đi hoàng tuyền. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chớ làm loạn, Triệu Bân lại truyền một lời. Làm gì, phượng múa bản tôn vẫn không có đáp lại. Triệu Bân trầm mặc, có vẻ như nói gì đều vô dụng, từ phượng múa bản tôn bên trên chiến đài một chớp mắt kia, liền đã không khả năng cứu vãn, là hắn phản ứng quá chậm, không thể tại phượng múa bản tôn lên đài phía trước đem hắn ngăn lại, bây giờ lên đài, hẹn đánh nhau giả có thể ra tới, quần chúng lại vào không được, phượng múa chính là chạy Hàn Giang tới, nàng không có khả năng xuống, Hàn Giang thế đang nổi, từ cũng không có vứt bỏ chiến đạo lý. Hạng giá áo túi cơm, cũng dám khiêu chiến ta, Hàn Giang khóe miệng hơi vểnh. Phượng múa bản tôn không nói nhảm, khí huyết quay cuồng, chiến lực cũng một cái chớp mắt toàn bộ triển khai. Hàn Giang mới lông mi hơi nhíu, bởi vì người này khí huyết, hắn cảm thấy quen thuộc. Không đợi hắn nghĩ lại, phượng múa bản tôn liền đã rút kiếm đánh tới. Nàng như kinh hồng, một kiếm đâm thủng vân tiêu, kiếm uy kiếm ý lăng lệ. Điêu trùng tiểu kỹ. Hàn Giang cười lạnh một tiếng, chỉ duỗi hai ngón tay, không nghiêng lệch kẹp lấy mũi kiếm, nhẹ nhõm tháo xuống kiếm uy, vẫn là câu nói kia, bỏ đi bản tính bất luận, người này xác thực rất mạnh. Phượng múa bản tôn phản ứng cực nhanh, trước tiên rút kiếm lui lại. Hàn Giang thì đầy mắt hung lệ, từ chính diện người mà đến, như bóng với hình. Thấy hắn mi tâm chớp lóe, có một thanh sáng như tuyết đao trẻ ra, chuyên công nguyên thần. Phá! Phượng múa bản tôn hét lên một tiếng. Nguyên thần kiếm xuất thể. Đao và kiếm va chạm, cọ sát ra nhuộm nguyên thần chi lực ánh lửa. Không khó nhìn thấy, phượng múa bản tôn rơi xuống hạ phong, nguyên thần kiếm vỡ tan, khóe miệng có máu tươi trôi tràn. Ngươi, quá yếu. Hàn Giang u cười, tế một tôn tiểu tháp lung linh. Linh lung tháp nặng nề như núi, đè không gian đều nổ tung. Phượng múa bản tôn kêu đau một tiếng, suýt nữa bị tại chỗ chân áp. Nàng thi độn pháp. Cưỡng ép thoát thân, như một đạo kinh hồng, trùng tiêu mà lên. Đi đâu? Hàn Giang một bước lên trời, truy sát đi lên. Oanh âm thanh tùy theo truyền xuống, hai người tại hư không nhấc lên đại chiến. Triệu Bân ngửa đầu nhìn lên, phượng múa bản tôn đã chống ra bản mệnh dị tượng, chính là một mảnh rừng đào, chim hót hoa nở, được mờ mịt chi quang, càng có thanh tú đạo âm phối hợp, thế nhưng thanh tú bên trong, lại cất giấu sát phạt chi khí. Hàn Giang liền bá đạo. Lại sát nhập vào dị tượng rừng đào. Hắn đích xác rất kinh khủng, như một đầu giao long, gây rừng đào hỗn loạn không chịu nổi. Trái lại phượng múa bản tôn, thì hình thái chật vật, tại chính mình dị tượng trong thế giới, liên tiếp đẫm máu. Chiến lực cách xa, cách biệt quá xa. Vẫn là đám lão già này, tụ tập nhi nói một câu nói nhảm. Chỉ cần mắt không mù, đều có thể nhìn ra chiến cuộc, cái kia tố y thanh niên, là bị Hàn Giang một đường đè lên đánh. Hắn chiến lực là không tầm thường, nhưng Xích Thiên Cung đệ nhất chân truyền, có vẻ như càng đáng sợ. Nhìn Xích Thiên Cung lão bối, lại là tập thể vuốt sợi râu, đó là một bộ không ai bì nổi thần thái. Hắn Xích Thiên Cung nhân mới nhiều, có vẻ như không cần thánh tử ra sân, chỉ đệ nhất chân truyền liền có thể chống đỡ tràng diện. Triệu Bân là quần chúng một trong, sắc mặt vô cùng khó coi. Tới sớm rõ ràng không có treo dùng, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nếu hắn sớm tìm được phượng múa bản tôn, thì sẽ không có thời khắc này cục diện. Người tìm người, chính là hắn, mưa bụi cũng tiến tới dưới chiến đài, đứng ở Triệu Bân bên cạnh thân. Là nàng, Triệu Bân khẽ gật đầu. Nàng nên dùng cấm pháp biến thân, mưa bụi một lời do dự. Không cần nàng nói, Triệu Bân cũng lòng dạ biết rõ, tại chỗ nhiều như vậy lão gia hỏa, đều không nhìn ra phượng múa bản tôn chân tướng, có thể thấy được nàng sử dụng biến thân chi pháp, cấp bậc cao bao nhiêu. Phanh, cùng với một tiếng oanh minh, phượng múa bản tôn dị tượng đại giới băng diệt. Nàng gặp đáng sợ phản phệ, lại một lần đẫm máu hư không. Thu, Hàn Giang phất tay áo, một bộ sơn hà bức tranh hoành thiên. Vẽ là bức tranh,
cũng là một tôn quái dị pháp khí, trong đó có dấu không gian. Phượng múa bản tôn mới đứng vững, liền bị thu vào trong bức họa. Bức tranh như lồng giam, đem nàng khóa ở bên trong, khó mà thoát thân. Thấy vậy một màn, đại đa số người cũng sẽ không tiếp tục ôm hy vọng, hai người chiến lực chênh lệch quá nhiều, bây giờ Tố Y thanh niên bị nhốt, có thể giết ra tới mới là lạ, phải biết, cũng không hẳn là bình thường bức tranh. Nhưng, đang lúc thế nhân cho là hết thảy đều kết thúc lúc, bức tranh lại bị xé mở một khe nứt. Sau đó, thì thấy Phượng múa bản tôn giết đi ra, chỉ có điều, tiên khu nhuộm đầy máu tươi. Tôi chói mắt, vẫn là mái tóc dài của nàng, đã như tuyết trắng, phối hợp mi tâm của nàng một đạo cổ lão bí văn, liền biết nàng mở ra chỉ chiến lực cấm thuật, lại là lấy hiến tế thọ nguyên làm đại giới. Thú vị! Hàn Giang vượt thiên mà đến, vét sạch tiên lực hải dương. Phượng múa bản tôn muốn đi gấp, lại là chậm một bước, bị tiên hải bao phủ. Giống! Trong biển có tiếng long ngâm vang vọng, bốn đầu cự long xoay quanh gào thét. Đây là Hàn Giang tự nghĩ ra bí pháp, cùng với đấu qua người, cơ bản đều ăn qua đau khổ. Phượng múa bản tôn nắm chặt tiên kiếm, mi tâm lại thêm một đạo bí văn. Nàng mặc dù chiến lực không tốt, lại chấp niệm bất diệt, càng là chính diện ác chiến tứ long. Đấu chiến tràng cảnh càng thêm hùng vĩ, toàn bộ thương miểu đều sấm sét vang dội. Quá nhiều người kinh ngạc Phượng múa bản tôn. Càng là ác liệt như vậy, nội tình hùng hậu như Huyền Lôi Thánh Tử Lôi Dương, đều biết tạm thời tránh mũi nhọn, vị này ngược lại tốt, không muốn mạng sông đi lên a. Tiểu tử kia điên rồi sao? Luận bàn liền luận bàn, nhưng đây cũng quá liều mạng a. Lão phu đếm lấy đâu, hắn đã động không dưới ba loại cấm pháp. Phía dưới nghị luận ầm ĩ, nhiều tại thổn thức Phượng múa bản tôn, không biết cái nào văng ra, rõ ràng chiến lực không tốt. Hết lần này tới lần khác còn muốn lên đài cùng Hàn Giang cùng chết liền cùng chết, vẫn là chơi mệnh bên trên, để cho người ta bất giác cho là, hắn cùng với Xích Thiên Cung đệ nhất chân truyền, có thâm cừu đại hận. Không chết không thôi sao? Mưa bụi từ hư không thu con mắt, liếc mắt nhìn Triệu Bân. Triệu Bân trầm mặc như trước dọa người, nếu là có thể, hắn không ngại thay Phượng Múa bản tôn đánh. Nói cho cùng, hắn vẫn là lo nghĩ Phượng Múa, bất kỳ một cái nào sai sót nhỏ. Đều có thể để cho hóa thân tiêu thất. Phốc, vẫn là một đạo huyết quang, vẫn là Phượng múa bản tôn đẫm máu. Nàng bị chém một tay, nguyên thần còn gặp tựa là hủy diệt đả kích. Vì thế, Hàn Giang cũng trả giá bằng máu, lồng ngực nhiều một đạo huyết động. Hắn không còn như vậy hí ngược nghiền ngẫm, diện mục dữ tợn không thiếu, hắn là ai, hắn là Xích Thiên Cung đệ nhất chân truyền, vạn chúng chú mục phía dưới, lại bị một cái hạng giá áo túi cơm đánh thụ thương, quả thực mất mặt. Nghĩ như vậy chết, thành toàn ngươi. Hàn Giang nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ hung quang. Hắn động đại thần thông, tại hư vô diễn xuất một cơn lốc xoáy. Vòng xoáy đen như mực vô cùng, lại giả thiên khổng lồ, che thiên địa lờ mờ. Nó sức cắn nuốt kinh khủng, cưỡng ép đem Phượng múa bản tôn hút vào. Chợt, chính là đầy trời huyết phũ vung vãi, đều là Phượng múa bản tôn huyết. Nàng tiên khu tan vỡ, là bị vòng xoáy sinh sinh ép diệt. Chỉ còn dư một đạo hư ảo trong suốt nguyên thần, còn bị kẹt ở vòng xoáy bên trong, vặn vẹo không chịu nổi, thời khắc cũng có thể hồn phi phách tán. Cái này phần mộ, còn ưa thích. Hàn Giang tắm Phượng múa bản tôn huyết, cười âm trầm đáng sợ. Đám khán giả thì hít sâu một hơi, trận này luận bàn có chút huyết tinh. Mở. Trong vòng xoáy truyền ra một đạo giọng nữ, băng lãnh mà cô quạnh. Còn chưa dứt lời, thì thấy vòng xoáy bị một đạo kiếm quang xé rách. Không tệ, là Phượng múa bản tôn giết ra tới, không chỉ giết ra tới, còn khôi phục nguyên bản bộ dáng, tuy là nguyên thần trạng thái, lại có thể nhìn thấy nàng dung mạo, có thể xưng tuyệt đại, tự có khác nhau dạng phong hoa. Nữ, nữ, toàn trường tập thể ngạc nhiên, nhìn sắc thần sắc ngơ ngẩn. Vốn cho rằng là cái nam tu, không nghĩ là cái cô nàng. Cấm pháp biến thân, không thiếu lão bối Bob Sawyer, tựa như hiểu rồi thứ gì. Nguyên nhân chính là hiểu rồi, bọn hắn mới ánh mắt kỳ quái, khó trách nhìn không ra manh mối, nguyên là dùng cấm pháp, hơn nữa đại giới cực kỳ thảm liệt, liền bọn hắn những lão gia hỏa này, đều che ở trong trống. Oanh! Phượng múa bản tôn rơi xuống đất, đập chiến đài băng liệt. Nàng đã là nỏ mạnh hết đà, nguyên thần cũng đã tan nát vô cùng, thất tha thất thểu, đứng cũng không vững. Thời khắc này nàng, là nhỏ yếu, bóng hình xinh đẹp điều hưu cô tịch. Quá nhiều thanh niên tài tuấn đứng dậy, đột nhiên sinh ra lòng thương hương tiếc ngọc.
Triệu Bân chẳng lẽ không phải như thế, có phần nghĩ lên đài nâng một chút cái kia quật cường nữ tử. Đáng tiếc, kết giới cách trở, hắn không cách nào đi lên, chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn. Ta nói sao quen thuộc như vậy, nguyên là ngươi cái tiện nhân. Hàn Giang cũng từ thiên xuống, cười giống như ác quỷ dữ tợn. Hắn nhận ra nữ tử này, trước kia chính là hắn dẫn người diệt gia tộc kia, hắn cho là giết sạch sành sanh, không nghĩ, còn có một cái cá lọt lưới, hơn nữa, chạy tới Côn Luân Thịnh Hội khiêu chiến hắn. Giết tộc nhân ta đến đòi nợ. Phượng Múa bản tôn lảo đảo một chút, cuối cùng là đứng vững vàng. Giải rác một lời, để cho toàn trường bừng tỉnh đại ngộ, khó trách không muốn mạng cùng chết, thì ra thật có thâm cừu đại hận, bất quá nàng vẫn là quá cấp thiết, không có thực lực tuyệt đối, liền ngốc lấy chạy tới báo thù. Xích Thiên Cung đệ nhất chân truyền, há lại là như vậy hiếu sát. Ông quyết tâm quyết tử mà đến, hôm nay sợ là muốn không công gãy tính mệnh. Đòi nợ, bằng ngươi. Hàn Giang u nở nụ cười, như nghe cái chuyện cười lớn. Đòi nợ là cần vốn liếng, đối diện vị kia rõ ràng không đáng chú ý. Cười cười, hắn liền không cười, chỉ vì trên người hắn máu tươi, có quỷ dị biến hóa, những cái kia cũng là Phượng Múa bản tôn huyết, nhiễm ở trên người hắn, ở đây một cái chớp mắt, càng là một giọt tiếp một giọt hóa thành phù chú, mỗi một đạo đều đỏ tươi vô cùng, như lạc ấn khắc vào hắn thể phách. Sát sinh phù. Xích Thiên Cung lão bối gặp chi, thông suốt đứng lên. Người ở chỗ này cũng đều kinh ngạc, sợ hãi thán phục Phượng Múa bản tôn thủ đoạn, càng là dấu phù tại huyết, rất rõ ràng, nàng là kế hoạch tốt, lấy cấm pháp tế biến thân, máu tươi tế phủ chú, chờ chính là sát sinh. Sát sinh phù không đáng sợ, sợ chính là cao giai sát sinh phù. Cao giai sát sinh phù cũng không thể sợ, sợ chính là số lượng quá to lớn. Nhìn Hàn Giang trên thân, trước trước sau sau, trong trong ngoài ngoài, dán không dưới hơn ngàn đạo sát sinh phù a. Như thế cấp bậc phù chú, số lượng khổng lồ như thế, chớ nói một cái thái hư cảnh, cho dù là chuẩn tiên vương, cũng sẽ bị một hơi nổ thành cho, dấu phù tại huyết, nàng tạo chính là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Không, không không. Hàn Giang sợ, đạp một bước lui lại, luống cuống tay chân xé phù chú. Tiếc nuối là, sát sinh phù đã bị huyết tế, đã thành lạc ấn, đã chết chết khắc vào hắn thể phách, cho dù hắn có thể kéo xuống như vậy một hai đạo, cũng là hạt cát trong sa mạc. Muốn đem hắn nổ đến hôi phi yên diệt, cần gì nghìn đạo sát sinh phù, 500 là đủ rồi, càng không nói đến, hắn căn bản không có thời gian. Nợ máu, trả bằng máu. Phượng Múa bản tôn nhẹ môi hé mở, đã một tay kết ấn. Năm tháng dài dằng dặc trăm năm, nàng cuối cùng là tại trong đau khổ chờ đến giờ khắc này, cho dù là dùng tính mệnh để đổi, nàng cũng ở đây không tiếc, chết oan trăm năm vong linh, cần dùng người kia máu tươi để tế điện. Diệt. Phượng Múa bản tôn một lời, băng lãnh cô quạnh. Nàng cái này một chữ, người ở bên ngoài nghe tới không có gì, nhưng rơi vào Hàn Giang trong tai, đó chính là một đường tới từ địa ngục chuông tang, là chuyên môn vì hắn mà gõ, toàn bộ thịnh hội, cũng chỉ một mình hắn nghe thấy. Nói diệt liền diệt. Hơn ngàn đạo sát sinh phù, tập thể dẫn bạo. Một cái chớp mắt, Hàn Giang thân thể sụp đổ, nổ thành một mảnh xương máu. Cũng là một cái chớp mắt. Hắn nguyên thần chân thân bị hủy diệt sức mạnh bao phủ, từng khúc nổ diệt. Không. Hàn Giang trước khi chết kêu rên, là phát ra từ linh hồn gào thét. Đó là dọa người một màn, một cái người sống sờ sờ, tại trong khoảnh khắc nổ thành một đóa hoa máu. Không có người lên đài thi cứu, cũng không người tới kịp thi cứu. Chờ thế nhân phản ứng, Hàn Giang đã ở tiếng kêu rên lên đường. Đám khán giả không biết hắn tâm cảnh, nhưng hơn phân nửa là hối hận. Tạo quá nhiều nghiệt, cuối cùng là bị báo ứng, nhân quả luân hồi, giết người toàn tộc đêm hôm đó, nên có thể nghĩ đến kết cục của hôm nay. Hàn Giang táng diệt, nhưng sự tình không xong. Đệ nhất chân truyền bị giết, Xích Thiên Cung có thể làm tốt mới là lạ. Người quả thật nên chết. Xích Thiên Cung lão bối phẫn nộ gào thét, chấn thương thiên động rung động. Đích xác, Phượng Múa bản tôn đáng chết, vô luận là cấm pháp biến thân, vẫn là lấy huyết tế sát sinh phù. Nàng hôm nay đều nhất định táng diệt, nhưng ở táng diệt phía trước, nàng còn có một cái chưa hoàn thành hứa hẹn. Nàng nói qua, phải trả hóa thân tự do. Cái kia, là nàng đối với vĩnh hằng hứa hẹn. Vẫn là vạn chúng chú mục, nàng cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi nguyên thần, tại từng khúc hóa diệt, hóa thành từng đóa hư ảo cánh hoa, mỗi một đóa nhuộm một vòng buồn cách huyết, tại trong tung bay khô héo tàn lụi. Cái này cũng là hiến tế, bản tôn đối với hóa thân hiến tế. Nàng đã khám phá sinh tử,
chỉ mong hóa thân sống sót. Thật tốt đợi nàng. Phượng Múa Bản Tôn đưa lưng về phía Triệu Bân, buồn bã nở nụ cười. Lời này là lấy tâm linh truyền âm, chỉ Triệu Bân nghe thấy. Giải rác bốn chữ, là bản tôn đối với hóa thân chúc phúc, nguyện cái kia tình duyên nở hoa, nguyện cái kia tình duyên kết quả, nguyện thiên hạ người hữu tình đều thành người nhà, hồng trần quá nhiều sinh ly tử biệt, chớ lưu tiếc nuối mới tốt. Ta biết. Triệu Bân cũng dùng tâm linh truyền âm, lời nói bên trong nhiều bi ý. Phượng Múa Bản Tôn lại nở nụ cười, cũng là đang cười bên trong táng diệt. Nàng thân tử đạo tiêu, chính là hóa thân dục hỏa trùng sinh. Một cái chớp mắt này thiên thu thành, bay đầy nhuốm máu cánh hoa, cũng diễn đầy cổ lão dị tượng. Không có người sẽ nghĩ tới, bên trên một cái chớp mắt còn yên tĩnh khoanh chân Phượng Múa, cái này một giây, liền có tiên tri uy áp, thậm chí người chung quanh, bao quát ma quân, bao quát ma hậu, đều bị tại chỗ chấn lộn ra ngoài. Gì tình huống? Thương Khung lật ra ngã nhào một cái, mới cưỡng ép đứng vững gót chân. Hình thái chật vật người không phải hắn một người, cũng đều một mặt mộng bức. Bây giờ, kiến thức rộng rãi như ma quân ma hậu, đều không rõ cho nên, cho dù là một hồi niết bàn cùng thuế biến, nhưng khí chàng này cũng không tránh khỏi quá mạnh, bọn hắn đã thuộc đỉnh phong, lại cũng gánh không được khí thế va chạm. Ngô! Phượng Múa than nhẹ không ngừng, cũng bị đột nhiên xuất hiện sức mạnh, làm trở tay không kịp. Nhưng so sánh cái này, một loại khác cảm giác thật hơn cắt, đó chính là trên người nàng, giống như bị tháo gông xiềng, vô cùng nhẹ nhõm, ấm áp ôn hòa tiên lực, đưa tới một loại trước nay chưa có tự do. Sống khỏe mạnh, mông lung bên trong, hình như có một vẻ ôn nhu khẽ nói. Nàng không biết là ai tại nói, nhưng nàng cũng vô cùng thân thiết. Bản tôn hiến tế, chậc chậc chậc, thế nhân nhìn không thấu, phàm giới chế tài giả lại môn rõ ràng. Phượng Múa Bản Tôn chính xác đại phách lực, càng là lấy mạng đổi mạng. Thiên Thu Thành náo nhiệt. Côn Luân Thịnh Hội lại là vắng lặng một cách chết chóc. Cũng đồng dạng không có người nghĩ đến, một hồi luận bàn lại chôn hai cái yêu nghiệt. Ai? Không ít người âm thầm thở dài, vì cái kia số khổ nữ tử mà tiếc hận. Diệt tộc nợ máu a, nàng phong trần phó phó, chính là chạy chết đi. Đáng chết. Xích Thiên Cung lão bối phẫn nộ gào thét. Vẫn như cũ chấn thiên động địa. Biến cố tới đột ngột, đệ nhất chân truyền liền bị diệt như vậy. Càng buồn nôn hơn chính là, hung thủ cũng đã chết, hắn tìm không ra phát hỏa. Có người vui vẻ có người sầu, cười trên nỗi đau của người khác giả không phải số ít, lại để cho ngươi thần khí, lại để cho ngươi nha nghiêu bức, nhìn, nhà ngươi gặp báo ứng a. Đệ nhất chân truyền cái nào, đau oa oa trực khiếu a. Chiến đài phía trước. Triệu Bân còn đứng ở đó, tâm cảnh phức tạp. Phức tạp ngoài, hắn càng nhiều hơn chính là lo nghĩ, có phần muốn tìm một người hỏi một chút, phàm trần Phượng Múa như thế nào, bản tôn hiến tế, phải chăng còn hóa thân tự do, hóa thân phải chăng chịu đựng được bản tôn sức mạnh. Không có người cho hắn đáp án, Côn Luân Tiên Quân cũng không được. Cuối cùng liếc mắt nhìn chiến đài, hắn yên lặng chuyển thân. Phượng Múa bản tôn đã táng diệt, hắn cũng nên đi. Mưa bụi tùy theo đuổi kịp. Côn Luân đã vì nơi thị phi. Triệu Bân, này liền muốn đi. Sau lưng, có không đúng lúc lời nói vang lên. Trách mắt đi xem, mới biết là mặt trời lặn thần tử tại tất tất. Hắn cười hí ngược nghiền ngẫm, đầy con mắt cũng là hung tàn chi quang, không nhìn tất cả mọi người, liền nhìn chằm chằm Triệu Bân nhìn, không tệ, hắn biết đó là Triệu Bân, chuẩn xác hơn nói, là Diễn Thiên lão đạo để lộ cho hắn. Tuyệt đối là Đại La Thánh Chủ. Đây là Diễn Thiên lão đạo cho hắn đánh cam đoan. Đến nỗi Diễn Thiên lão đạo vì đi biết, tự nhiên là lén lút thôi diễn, người kia tu thiên cơ thuật, đã cách trở hắn thôi diễn, thêm nữa bóng lưng có chút quen thuộc, không khó đoán ra đó chính là Triệu Bân. Hắn đánh cam đoan, mặt trời lặn thần tử vô điều kiện tin tưởng. Phải hay không phải Triệu Bân, hắn có rất nhiều phương pháp đi kiểm chứng. Triệu, mây, nghe hai chữ này, quá nhiều người tập thể nhíu mày. Lập tức. Tất cả mọi người đều theo mặt trời lặn thần tử ánh mắt nhìn, rất tinh chuẩn phong tỏa Triệu công tử, nhưng bọn hắn tầm mắt có vẻ như không đủ, nhìn không thấu đối phương chân tướng, che lấp chi pháp quá huyền ảo. Hắn, lại là Đại La Thánh Chủ. Quỷ hiểu được, thấy không rõ tôn vinh. Mặt trời lặn thần tử dám trước mặt mọi người vạch trần, tám thành là thực sự. Tiếng bàn luận xôn xao lại thành một mảnh, mỗi đều nhìn chằm chằm Triệu Bân nhìn. Đặc biệt là đám lão già này. Trong mắt đều rất giống giấy lên ngọn lửa, trông mòn con mắt, Đại La Thánh Chủ nhưng là một cái danh nhân, không chỉ là cái danh nhân,
vẫn là một mạch nghịch thiên huyết thống, khắp người đều là bảo bối. Đạo hữu sợ là nhận lầm người. Triệu Bân nhàn nhạt một tiếng, bước chân không ngừng. Ngươi liền không muốn biết, thế gian xảy ra chuyện gì. Mặt trời lặn thần tử u cười. Triệu Bân đột nhiên định rồi thân, lông mi cũng theo đó nhíu chặt, có một loại dự cảm bất tường. Đại hạ Long Triều, thực sự là một mảnh hảo sơn hà, cũng không uổng công bản thánh tử dẫn người tiếp du lịch. Mặt trời lặn thần tử cười bên trong cất giấu gian ác, giống như là đang giảng một cái lâu đời cố sự, còn có quên cổ thành, nhà ngươi cái kia mỹ mạo như tiên tiểu kiều thê, bản thánh tử cũng là rất thích thú đâu. Thế gian, tiểu kiều thê, đại hạ Long Triều, mặt trời lặn thần tử một phen, chỉnh tại chỗ người không hiểu ra sao. Người biết chuyện tự nhiên cũng có, biết Triệu Bân là từ phàm giới đi lên. Bên này, Triệu Bân đã chuyển thân, dần dần hiển lộ chân dung. Hắn trầm mặc dọa người, hắn cặp kia sán sán con mắt, lại phủ một tầng máu đỏ tươi sắc, rất rõ ràng, mặt trời lặn thần tử từng dẫn người xuống phàm trần, không phải đi du sơn ngoạn thủy, muốn đi làm loạn. Thật đúng là Triệu Bân. Nhìn thấy Triệu Bân tôn vinh, hiện trường một mảnh ồn ào sôi sục. Đại La Thánh chủ Ngưu Bức A, ngay cả không niệm thiên đều tránh nạn không tới Côn Luân, hắn tiểu tử lại chạy tới tham gia náo nhiệt, chẳng lẽ không biết, tại chỗ số đông cũng là cửu gia sao? Mỗi đều nghĩ giết hắn cho thống khoái sao? Lần này, thật là náo nhiệt, quỷ tinh nghịch bọn hắn nhíu mày. Bọn hắn đoán một chút cũng không giả, cái kia hàng vẫn thật là Triệu Bân cái nào. Đồng dạng cao mày, còn có Triệu Bân bên cạnh thân mưa bụi, tâm tư của nữ nhân, chính là khó mà suy xét, cái này mấu chốt bên trên, bên tai nàng cùng não hải vang vọng cũng chỉ có ba chữ, tiểu kiều thê. Triệu Bân, tới chiến. Mặt trời lặn thần tử một bước rơi vào chiến đài. Bày ra tu đạo đến nay cao nhất tư thái. Đây là hắn lần thứ hai khiêu chiến Triệu Bân, lần đầu tiên là tại tinh không tiểu lục địa, vì tranh chí tôn đỉnh, hắn đại biểu thương thiên lão đạo, Triệu Bân đại biểu đạo tiên, tăng ước quá một trận, trận chiến kia, hắn bại bởi Triệu Bân, nhưng hắn bại không phục, thời khắc đều nghĩ tìm chàng tử trở về, hôm nay cũng rất phù hợp đi. Thịnh hội trăm năm một trận, vạn chúng chú mục, hắn muốn tại chiến đài cầm lại thuộc về hắn vinh quang. Oanh! Triệu Bân cũng một bước lên đài, rơi xuống đất vang một tiếng bang. Hắn vốn không muốn nhạ sự đoan, hết lần này tới lần khác mặt trời lặn thần tử sờ hắn vảy ngược. Tại chỗ người đều ngồi ngay ngắn, vở kịch sau đó lại còn có đặc sắc tên vở kịch. Quá nhiều người nhìn chằm chằm Triệu Bân, ánh mắt không giống nhau, như Côn Luân tiên quân, là vui mừng hậu bối, Đại La Thánh chủ rất bất phàm, như Khô Diệt Thánh tử, ánh mắt lửa nóng, cũng nghĩ lên đài thử xem Triệu Bân đạo hạnh. Như Bát Đại Thánh Địa Tiên Vương, nhưng là mỗi ánh mắt hung lệ, tham lam cùng dục vọng cùng tồn tại. Trừ này, chính là lo lắng. Triệu Bân không đi, mưa bụi cũng không đi. Người cùng thế hệ đối chiến, nàng đối với Triệu Bân có tuyệt đối tự tin, nhưng hôm nay, cũng không chỉ người cùng thế hệ, còn có Đại La Tiên Tông, một đám cửu gia tung thắng mặt trời lặn thần tử, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Ông! Chiến đài một tiếng ông động, kết giới lại một lần trống lên. Công bằng đối chiến đi, Côn Luân Thánh Địa làm cấm chế vẫn là rất huyền ảo, đơn đấu chính là đơn đấu, quần chúng không được lên đi quấy rối, miễn cho rơi tiếng người chui, đã song phương tự nguyện, liền nghe theo mệnh trời. Hôm nay, nhất định chém ngươi. Mặt trời lặn thần tử nghiến răng nghiến lợi, hóa ra mặt trời lặn đạo thân. Đạo thân bản tôn chiến lực sóng vai, nói là độc chiến kỳ thực quần ẩu. Chanh, kiếm minh nổi lên, mặt trời lặn đạo thân đã rút kiếm đánh tới. Tốc độ kinh hồng nhanh như thiểm điện. Tu đạo thân người, cơ bản đều xáo lộ này, đạo thân tại vò tới trước phong, bản tôn ở phía sau đánh phụ trợ, thí dụ như, tới một cái gò bó chi pháp, không cần quá lâu, một cái chớp mắt liền tốt, đầy đủ mặt trời lặn đạo thân giết tới, nhìn mặt trời lặn bản tôn, chính là làm như vậy, một tay thành ấn quyết, làm giam cầm chi thuật. Siêu! Triệu Bân bước ra một bước, sử xuất tiên nhãn thuấn thân. Hắn vượt qua mặt trời lặn đạo thân. Công kích trực tiếp mặt trời lặn bản tôn. Ta sớm đã ngờ tới. Mặt trời lặn bản tôn u cười, quanh thân vầng sáng rong chơi, lồng mộ thể phách. Đây là mặt trời lặn thủ hộ chi pháp, đỡ được Triệu Bân thuấn thân tuyệt sát. Triệu Bân không có chút nào ngoài ý muốn, hắn cũng không suy nghĩ năng nhất kiếm tuyệt sát bản tôn, có thể giết đến hắn phụ cận liền tốt, nói trắng ra là, hắn không muốn cùng mặt trời lặn đạo thân làm dây dưa, bắt được bản tôn hướng chết đánh là được rồi. Ăn ta một ngón tay. Mặt trời lặn bản tôn nhe răng cười, một ngón tay hướng Triệu Bân mi tâm đâm tới.
Triệu Bân liền tùy ý, sán sán mắt vàng nở rộ màu trắng ngọn lửa. Bốn mắt đối mặt, mặt trời lặn bản tôn tại chỗ chúng chiêu, chịu Triệu Bân huyễn thuật, tâm thần bị đẩy vào huyễn cảnh, thậm chí hắn đâm tới một ngón tay, không chỉ có tản lực sát thương, liền chính xác cũng giảm bớt đi nhiều. Phá! Triệu Bân một quyền tiếp thiên, đánh bể mặt trời lặn bản tôn thủ hộ chi quang. Thật sự không hổ mặt trời lặn thần giáo thánh tử, trước sau bất quá 1/3 trong nháy mắt, tâm thần liền chui ra khỏi huyễn cảnh, đợi cho Triệu Bân nhất kiếm chém tới lúc, hắn đã khôi phục lại sự trong sáng, lấy bí pháp phi thân sau đột. Mộng ảo chi hỏa. Mặt trời lặn bản tôn hai mắt híp lại, đã nhìn ra manh mối. Hắn thật bất ngờ, ngoài ý muốn Triệu Bân ở đâu ra mộng ảo chi hỏa, hơn nữa còn mẹ nó luyện vào trong tiên nhãn, như vậy sử dụng huyễn thuật, không phải bình thường mơ hồ, ít nhất hắn bị đánh trở tay không kịp. Oanh! Triệu Bân lại giết tới, quyền uy vẫn như cũ bá liệt vô song. Mặt trời lặn bản tôn thì khí huyết bốc lên, cách không một trưởng vỗ tới. Quyền trưởng va chạm, có huyết quang chợt hiện, Triệu Bân sừng sững không động, mặt trời lặn bản tôn lại một bước lui lại, bàn tay nổ tung không thiếu, cả cánh tay đều huyết cốt tràn trề, hắn trong mắt càng nhiều dị sắc, lúc này mới bao lâu, Triệu Bân lại biến kinh khủng như vậy, cùng với chính diện hợp lực lượng, hắn vậy mà rơi xuống tầm thường. Ông! Một bên khác, mặt trời lặn đạo thân không có nhàn rỗi, đã như kinh mang xông vào thiên tiêu. Hắn diễn một vành mặt trời, vạn đạo tia sáng phổ chiếu, như kiếm đồng dạng sắc bén. Triệu Bân không nhìn, vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Thái Dương có vạn đạo tia sáng, lôi điện thì đầy trời tàn phá bừa bãi. Bất đồng chính là, đạo thân công phạt Triệu Bân thì công phạt bản tôn. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Huyền Lôi lão tổ lẩm bẩm ngữ, ngữ khí rất nhiều kinh ngạc. Bọn hắn mạch này cũng là chơi lôi cao thủ, không nghĩ, Đại La Thánh chủ cũng là dùng lôi người trong nghề, lại vẫn thông hiểu lôi thần không truyền chi mê, hơn nữa, lôi bên trong lại vẫn tiềm ẩn thiên uy. Kinh ngạc không phải hắn một người, quá nhiều người đều hai mắt híp lại. Lôi điện bọn hắn gặp qua không ít, tiềm ẩn thiên uy liền phá lệ thanh kỳ. Chiến hậu, phải cùng với tâm sự. Có tâm tư này người, không phải số ít. Đến nỗi như thế nào trò chuyện, vậy thì xem bọn hắn tâm tình. Đại khái chia làm hai phái, nghiêm chỉnh trò chuyện cùng không đứng đắn trò chuyện, cái gọi là không đứng đắn, chính là thừa dịp nguyệt hắc phong cao, làm chút không giảng võ đức chuyện. Diệt! Mặt trời lặn bản tôn lạnh quát, thể nội có ô mang bắn ra. Đó là một thanh đao màu đen, từ thiên vung xuống, chém không gian đều nổ tung. Triệu Bân lấy hồn ngự kiếm, long uyên nghênh thiên mà lên, đem hắc đao đánh cho sụp ra vết rạn. Rất tốt! Mặt trời lặn bản tôn thân thể run lên. Sau lưng cũng diễn xuất một vành mặt trời. Nhìn hắn mi tâm, còn có bí văn khắc vẽ, khí thế càng nhiều bàng bạc chi ý. Triệu Bân không phải là dùng để trưng cho đẹp, trong nháy mắt mở tuyệt cảnh, sán sán thể phách như hoàng kim đúc nóng. Oanh, phanh, chân chính đại chiến, triệt để kéo ra màn che. Chiến đài ánh lửa bắn ra bốn phía, ba đạo nhân ảnh vào trong ngang dọc. Phá thiên ấn, tối đen kiếm chạm. Phi Long nói. Trong tiếng ầm ầm, không thiếu kêu gào gào thét, là mặt trời lặn bản tôn cùng đạo thân, như ăn thuốc súng, thuận tiện còn đánh một ống máu gà, một cái so một cái gào vang dội, bí thuật huyền pháp, phô thiên cái địa. Nhưng, gào vang dội không có treo dùng. Triệu Bân như chiến thần, đại khai đại hợp, dũng mãnh phi thường vô song. Hiếm thấy hắn thi triển bí thuật, chỉ một đôi kim quyền phá vạn pháp. Đây là một hồi thú vị đại chiến, ba người như ba đạo quang. Lên trời xuống đất quay trở về, mặt trời lặn đạo thân nhìn chằm chằm Triệu Bân đánh, Triệu Bân thì nhìn chằm chằm mặt trời lặn bản tôn bạo trùy, một đường đem hắn ngược đứng không vững. Đáng chết! Mặt trời lặn bản tôn tướng mạo dữ tợn, con mắt tinh hồng muốn chảy máu. Hắn là bị đánh kinh, hai đánh một cục diện, nhưng Triệu Bân liền theo dõi hắn không thả, lại công phạt mãnh liệt, đánh vào người dị thường sảng khoái, trái lại hắn đạo thân, đến nay cũng không thấy một tia vết thương. Cái này chính là Triệu Bân đấu pháp. Nhìn ngươi đạo thân trước tiên đem ta đánh nổ, vẫn là ta trước tiên đem hắn đập chết. Đại La Thánh chủ, rất mạnh a. Không thiếu lão bối vuốt sợi râu, nói cũng đúng lời nói thật. Phải biết, Triệu Bân chỉ là một cái động hư cảnh, mà Tà Dương thần tử, lại là hàng thật giá thật thái hư cảnh, kém cảnh giới đâu. Bây giờ hai đánh một, mặt trời lặn bản tôn đạo thân lại ép không được Triệu Bân một cái. Khó trách có thể diệt Liêu Dương. Khô Diệt thánh tử u cười, con mắt có hy vọng ngược chi quang lóe sáng.
đệ nhất chân truyền chết hắn không đau lòng, hắn mơ ước là vĩnh hằng huyết thống. Nếu phải vĩnh hằng, năm nào thành thần có hy vọng. So hàng này vững hơn, là thái thượng thần tử. Tại chỗ nhiều ngày như vậy chữ lót hiêu nghiệt, thuộc hắn tối cường, cũng thuộc về hắn tại trên tiên bảng xếp hạng cao nhất, đại la thánh chủ là rất mạnh, nhưng ở hắn xem ra, đơn giản là huyết thống tăng thêm, nếu không có huyết mạch gia trì, Triệu Bân cũng chỉ tính toán tam lưu nhân vật, một người như vậy, hắn tự nhận có thể đem chân áp. Khác đối địch thần tử, cũng đều ngồi vững thái sơn, mỗi tư thái nghiền ngẫm. Mặt trời lặn thần tử không địch lại Triệu Bân không quan trọng, đây không phải còn có bọn hắn sao? Tại chỗ nhiều yêu nghiệt như vậy, không thiếu tiên bảng đệ tử, tất cả chiến lực không tầm thường, không tin đặt xuống không ngã vĩnh hằng thể, đại la thánh chủ hiếm thấy tới một chuyến, thật tốt gọi mới được, đem hắn chia cắt cũng rất có tất yếu. Phốc! Chiến đài lại huyết quang bắn ra, kim hồng giao nhau. Triệu Bân đánh mặt trời lặn thần tử một quyền, mặt trời lặn đạo thân thì chặt Triệu Bân nhất kiếm. Đại chiến đến nước này, Triệu Bân cùng mặt trời lặn thần tử tất cả đẫm máu, cũng chỉ mặt trời lặn đạo thân còn hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không phải là hắn không đủ mạnh, là tại Triệu Bân lười nhác dây dưa với hắn, có cái này khí lực đi hết gọi bản tôn. Cho Ngô Chấn Diệt, mặt trời lặn thần tử tóc tai bù xù, mở bản mệnh dị tượng. Đó là một phương tiên thổ đại giới, vẻn vẹn huyết sắc thái dương treo cao. Oanh! Triệu Bân hoàng kim khí huyết bốc lên, một bước bước vào tiên thổ. Hắn cũng mở dị tượng, vĩnh hằng tiên vực mang theo rộng rãi chi lực ầm vang chống ra, trong đó sơn sơn thủy thủy, tất cả nhuộm vĩnh hằng chi quang, vô luận là đạo uẩn vẫn là khí tràng, đều tuyệt đối nghiền ép mặt trời lặn bản tôn dị tượng, thậm chí trước sau bất quá một cái chớp mắt, liền no bạo tiên thổ đại giới, liền thái dương cũng băng diệt. Phốc! Mặt trời lặn thần tử phun máu, như cái bao cát hoành lộn ra ngoài. Bản mệnh dị tượng bị hủy, bị phản phệ là vô cùng kinh khủng. Bản tôn khó chịu như vậy, đạo thân tự nhiên cũng không tốt gì, tại hoàng kim khí huyết bao phủ phía dưới, nổ thành một đóa máu đỏ tươi hoa, hắn cái này nổ diệt không sao, bản tôn lại bị một đạo lớn phản phệ, nửa cái thân thể đều sụp đổ trở thành thịt nhão, đây cũng là tu đạo thân tai hại, tự động tiêu tan không có gì, như bị người chu diệt, bản tôn cũng biết đi theo đập một đao, mặt trời lặn bản tôn chính là một cái ví dụ. A, à, mặt trời lặn thần tử một tiếng này kêu gào, là phát ra từ linh hồn gào thét. Hắn đâu chỉ bị đánh kinh, đơn giản bị buộc đến điên cuồng, người như điên cuồng, chuyện gì đều làm ra được, như hắn, lại lấy thọ nguyên làm đại giá, mở một tông cấm kỵ chi pháp, chiến lực tức thì tăng vọt. Phanh! Triệu Bân đạp thiên mà đến, cũng mặc kệ đối phương mở không có xóa bỏ lệnh cấm pháp, tại chỗ khai kiền. Hắn vẫn là một đôi sán sán kim quyền, lấy cường đả cường, một quyền càng so một quyền bá liệt, tư thái này, tựa như thời khắc đều tại hướng mặt trời lặn thần tử tỏ rõ một phen, ta vô địch. Người tùy ý, có thể làm đại la thánh chủ, quả nhiên không phải hạng người qua loa. Truyền thừa vĩnh hằng huyết thống giả, cái nào không phải tuyệt đại ngoan nhân. Mặt trời lặn thần tử cũng là có ý tứ, chính mình nhảy ra muốn bị đánh. Bóng người tụ tập cảnh tượng hoành tráng, từ nhỏ không được kỳ kỳ oai oai, trên đài hai người chiến hừng hực khí thế, phía dưới cũng nói chuyện khí thế ngất trời. Liền đàm kinh luận đạo lão bối, đều thành trung thực quần chúng. Lão phu thích xem hắn cái kia mở lớn mặt đen. Dấu thiên lão đạo cất tay, cảnh đẹp ý vui xem ra ngày tiên vương. Hắn cái này coi như hàm xúc, nhìn có chút hả hê lão gia hỏa không phải số ít. Cũng đúng, nhà mình thánh tử bị bạo trùy, mặt trời lặn tiên vương sắc mặt có thể dễ nhìn mới là lạ. May có kết giới, nếu vô pháp trận cách trở, hắn khó tránh khỏi đã giết tới, một trưởng liền có thể đem vĩnh hằng đánh thành cho. Hôm nay, ngươi đi không được. Mặt trời lặn tiên vương hừ lạnh, quanh thân sát khí rong chơi. Như hắn tâm tư như vậy giả, hiện trường cũng là vừa nắm một bó to, cũng là đại la tiên tông cửu gia, hiếm thấy Triệu Bân lạc đàn, nào có thả đi đạo lý, bằng không thì đợi đến năm nào, hẳn là thiên đại mầm tai vạ. Ta không tin. Người bị đánh cấp nhãn, há miệng cũng là lời nói thật. Như mặt trời lặn thần tử, cuối cùng là gào ra linh hồn tiếng lòng. Có vẻ như từ hắn đạo thân nổ nát, hắn liền quên đứng vững là gì cái cảm giác, cái kia một đôi sán sán kim quyền, quá cương mãnh mãnh liệt cũng quá bá liệt, hắn dựa vào làm ngạo bí thuật huyền pháp, toàn bộ đều biến thành bài trí. Hắn khó mà tiếp thu, ngắn như vậy thời điểm, Triệu Bân vậy mà biến cường đại như vậy. Hắn là thái hư cảnh A, cho tới bây giờ cũng là vượt cấp khiêu chiến, càng là ép không được động hư cảnh. Không tin dễ nói, vẫn là bị đánh quá nhẹ.
Triệu Bân tác phong trước sau như một, không tin liền đánh tới ngươi tin. Tiếng ầm ầm càng thêm hùng vĩ. Đáng sợ sóng âm, truyền khắp tứ phương. Bên trong thật náo nhiệt a. Côn Luân Tiên Sơn bên ngoài, có không ít người đặt cái kia tản bộ. Lớn như vậy oanh minh, bọn hắn nghĩ không nghe thấy cũng khó khăn. Nghe âm sắc, là mặt trời lặn thần tử. Gào khiếp người như vậy, không biết bị nhà ai thần tử đánh. Bên trong mạnh hơn hắn liền mấy cái kia, tùy tiện một cái đều có thể treo lên đánh. Không ít người đạp tay nói thầm, nhưng cũng không gì kinh ngạc. Côn Luân thịnh hội đi, không chỉ là đàm kinh luận đạo tiên địa, vẫn là đánh nhau ước giá chiến trường. Đặc biệt là những yêu nghiệt kia, mỗi một lần thịnh hội, đều sẽ có mấy cái như vậy bị đánh cho tàn phế. Chuyện này, Côn Luân tập mãi thành thói quen, bọn hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Răng rắc, kim loại tiếng vỡ vụn, dị thường thanh thúy. Phía sau một đạo phun máu âm thanh, cũng là phá lệ êm tai. Là mặt trời lặn thần tử lại bị thương nặng, tế bản mệnh pháp khí, cũng là bị Triệu Bân một quyền đánh cái nổ nát vụn. Bản mệnh khí là cái thứ tốt, là ngay cả chủ nhân thể chất, nó sụp đổ, chủ nhân so đập một đao còn khó chịu hơn. Bại. Không thiếu lão bối vuốt sợi râu, lại tụ tập nhi nói một câu nói nhảm. Bản mệnh khí đều hủy, mặt trời lặn thần tử lại không cơ hội lật bàn. Phanh. Tên kia sợ là điên thật rồi, không còn bản mệnh pháp khí, không ngờ tựa như nổi điên xông tới. Nhìn thể phách của hắn, giấy lên đỏ tươi hỏa diễm, đó là hiến tế thọ nguyên hiện ra. Cuồng bạo khí huyết, đụng chiến đài không gian ông rung động, liên phá bể thái dương dị tượng, cũng bởi đó biến huyết lâm xối. Giết! Mặt trời lặn thần tử một tiếng gào, đem huyết sắc thái dương đẩy đi ra. Nhuốm máu kiêu dương, mang theo cuốn cuồng bạo mà sức mạnh bằng bạc, đâm đầu vào vọt tới Triệu Bân. Phá! Triệu Bân chỉ một chữ, cũng chỉ một quyền, đánh thái dương băng diệt thành cho. Đáng tiếc mặt trời lặn thần tử, thiêu đốt thọ nguyên xóa bỏ lệnh cấm pháp. Lại tìm một cái lúng túng trở về, chỉ ra một chiêu, thái dương liền bị đả diệt, theo thái dương băng diệt, hắn cái kia huyết lâm thân thể, cũng tại chỗ nổ nát, chỉ còn dư một đạo hư ảo nguyên thần. Sợ ta phải ngược, tiễn ngươi lên đường. Triệu Bân mang theo cuốn sát khí mà đến, đi ngang qua Long Uyên kiếm lúc, còn tiện tay rút ra. Từ hắn lên đài một chớp mắt kia, chắc chắn không phải so tài, nhất định diệt mặt trời lặn thần tử. Giết ta! Mặt trời lặn thần tử nhe răng cười. Lảo đảo một bước mới đứng vững. Hắn cười, cất giấu một vòng âm trầm, cũng cất giấu một vòng giảo hoạt, thậm chí bọn hậu bối nhìn, cũng bất giác sau lưng mát lạnh, thương chỉ còn dư nguyên thần, còn dám cười như vậy, nhất định lưu lại một tay. Quả nhiên, mặt trời lặn thần tử lòng bàn tay, nhiều một đạo phù văn. À không đúng, đó là một đạo phù chú, mà lại còn là dị thường bá đạo phù chú. Nhìn Triệu Bân thể phách bên trên, thì nhiều hơn từng đạo huyết phù. Phù chú như lạc ấn, khắc vào hắn nhục thân, cũng tuyên vào hắn nguyên thần. Sát sinh phù, quỷ tinh nghịch cả kinh. Sát sinh em gái người phù, đó là đồ tiên chú. Khò khè em bé vô ý thức đứng lên, lông mày nhỏ nhíu chặt, tựa như biết đồ tiên nguyền rủa đáng sợ, một hai đạo không có gì, nhưng số lượng nhiều, vậy thì dọa người, khi trước sát sinh phù, chính là huyết lâm xối ví dụ, một cái tiên bảng đệ tử, trong khoảnh khắc bị tạc thân tử đạo tiêu. Khó trách dám lên đài khiêu chiến. Thì ra đặt cái này chờ lấy vĩnh hằng thể đâu. Lão bối nhóm nhiều tại thổn thức, thật đánh giá thấp mặt trời lặn thần tử, thủ đoạn không tầm thường a. Nếu không phải đồ tiên chú hiển hóa, quỷ hiểu được còn có niềm vui bất ngờ như vậy. Liền bọn hắn đều bị lừa qua, càng không nói đến Triệu Bân. Nhiều như vậy đồ tiên chú, tại động hư cảnh mà nói, thỏa đáng tử cục. Ổn. Đại La Tiên Tông các cửu gia, đều lộ một vòng u cười. Mặt trời lặn thần tử rất có thể làm gì, lại cho vĩnh hằng móc như thế một cái lớn hố. Triệu Bân, đi đường bình an. Mặt trời lặn thần tử cười hung tàn, vì bố cục này, hắn nhưng là háo tổn 500 năm tuổi thọ. Như sát sinh phù, đồ tiên chú cũng là lấy huyết làm tế, hơn ngàn đạo sát sinh phù, đủ có thể đem Triệu Bân nổ thành cho. Nhìn Triệu công tử, lại là sắc mặt bình tĩnh. Đi tới hắn, thậm chí ngay cả bước chân cũng không dừng lại. Dùng phù cao thủ, hắn như thế nào không biết đồ tiên chú, đại chiến trăm hiệp, hắn như thế nào lại không biết chúng chiêu, sở dĩ không có tan đi đồ tiên chú, là muốn mượn lúc nào tới một hồi niết bàn thuế biến. Đồ tiên chú cực điểm hủy diệt, trường sinh quyết cực điểm tái sinh. Tại trong hủy diệt cảm ngộ, nên có thể được tái sinh chân lý. Oanh!
hơn ngàn đạo đồ tiên chú, trong nháy mắt nổ tung. Uy lực của nó càng lớn, sát sinh phù, nổ toàn bộ chiến đài, đều xương máu lăn lộn. Hủy diệt tia sáng, không biết lung lay bao nhiêu người mắt. Mà tối chói mắt, vẫn là cái kia một đóa màu vàng huyết hoa, đó là vĩnh hằng thể, bị tạc thịt nát xương tan. Chết! Hơn ngàn đạo đồ tiên chú, chắc chắn phải chết. Vĩnh hằng huyết thống hiếm thấy tái hiện thế gian, như vậy bị tạc diệt, quả thực biệt khuất. Quá nhiều người đứng dậy, ngơ ngẩn nhìn xem chiến đài, tâm cảnh ngũ vị tạp đàm, cũng không phải là tất cả mọi người đều đối địch vĩnh hằng, quý tài giả vẫn có không ít, vật hiếm thì quý, huyết mạch cũng giống vậy. Chết, mặt trời lặn thần tử cười trương cuồng. Hao tổn 500 năm thọ nguyên, đây là kết quả hắn muốn. Chanh! Đáp lại hắn, là một tiếng kiếm minh. Nhìn mãnh liệt trong huyết vụ, có một đạo kim quang bắn ra. Đó là một thanh kiếm, chính xác nói, là Triệu Bân Long Nguyên kiếm, nhuộm chủ nhân huyết, kiếm thể sán sán sinh huy. Không chết! Toàn trường đều kinh hãi. Tối kinh hãi là mặt trời lặn thần tử, thấy Long Nguyên, đạp một bước lui lại. Hai mắt nổi bật, con người cũng thít chặt, cái này sao có thể, hơn ngàn đạo đồ tiên chú A. Hoàn toàn không có nổ chết một cái động hư cảnh. Hắn muốn tránh né, cũng muốn bỏ chạy. Làm gì, Long Uyên không phải bình thường kiếm, nó vượt qua, có thể so với thuấn thân tuyệt sát. Phốc, mặt trời lặn thần tử trúng chiêu, bị Long Uyên xuyên thủng. Phía sau hắn, có một tòa bia đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà hắn, chính là bị Long Uyên. Một kiếm đóng vào trên tấm bia đá, mặc hắn nguyên thần chi lực như thế nào mãnh liệt, đều không thể rút ra Long Uyên kiếm, bởi vì trên thân kiếm có lạc ấn, là tuyệt đối giam cầm. Hết thảy, đều tại trong điện quang hỏa thạch. Mặt trời lặn thần tử không có phản ứng kịp, quần chúng cũng không phản ứng lại. Thế nhân lại nhìn một phương lúc, mãnh liệt trong huyết vụ, đã nhiều một đạo nhân hình thức ban đầu. Đó là Triệu Bân, đang từng bước một đi ra, tàn phá nhục thân. Theo hắn từng bước đạp xuống, từng tấc tái tạo, đáng sợ tái sinh chi lực, lại đem hắn tạo như hoàng kim đúc nóng. Cực điểm hủy diệt, cực điểm tái sinh. Cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, hắn thật ngộ ra được chân lý. Mộng tiên không có lửa hắn, trường sinh quyết thật không là bình thường bí pháp, cho dù được chân lý, đó cũng là một góc của băng sơn. Vô luận nói như thế nào, cái này đều tính toán một hồi cơ duyên. Hắn nên cảm tạ mặt trời lặn thần tử. Đưa hắn một hồi tạo hóa. A, à, mặt trời lặn thần tử liều lĩnh cười, đã biến thành phát ra từ linh hồn kêu rên. Hắn bại, bại rối tinh rối mù, lại bị một thanh kiếm đinh không thể động đậy. Đại La Tiên Tông người, quả nhiên kháng đánh. Hơn ngàn đồ tiên chú, lại nổ không chết hắn một cái động hư cảnh. Luận tái sinh chi lực, còn phải là Đại La Vạn Pháp Trường Sinh Quyết. Dưới đài nghị luận ầm ĩ, thổn thức chặt lưỡi thành một mảnh. Bọn hắn là quần chúng, thấy tận mắt cái gì là hủy diệt cùng tái sinh. Mặt trời lặn thần tử át chủ bài hết đường, liền đồ tiên chú đều mời ra được, vẫn không thể nào giết chết Đại La Thánh Chủ, bởi vậy có thể thấy được, Triệu Bân nội tình hùng hậu đến mức nào, hắn đã có vĩnh hằng ngoan nhân chi tư. Thanh kiếm kia, có thể vượt qua không gian. Quá nhiều lão bối kinh ngạc, đối với Long Uyên phá lệ ưu ái. Nếu không phải không gian vượt qua, nếu không phải có thể so với thuấn thân tuyệt sát, mặt trời lặn thần tử cũng sẽ không bị đánh trở tay không kịp, kém nhất, cũng có thể thoát ra chiến đài, dù sao cũng tốt hơn bây giờ bị đính tại trên tấm bia đá. Cục diện như vậy, hắn kết cục không khó đoán trước. Lấy Triệu Bân chi bản tính, không có khả năng buông tha hắn. Vĩnh hằng thể, chính xác khéo hiểu lòng người. Người quan chiến nhiều, xem trò vui góc độ từ cũng khác biệt, có người nhìn Triệu Bân, có người xem ra thần mặt trời tử, có người nhìn Long Uyên. Cũng có người nhìn tòa kia bia đá, đó là Triệu Bân kiệt tác, thì cái thổ độn loại bí pháp, nhưng làm được dễ dàng, đơn giản phối hợp Long Uyên kiếm, cho mặt trời lặn thần tử tạo cái điểm dừng chân. Nói trắng ra là, đó là một cái mộ bia. Không chết không thôi đi, ai bại ai lên đường. Sư tôn, cứu ta. Mặt trời lặn thần tử kêu rên, trong giọng nói cất giấu nức nở. Hắn sợ, tựa như đã trông thấy tử thần hướng hắn phất tay. Cần gì hắn kêu cứu. Mặt trời lặn tiên vương cũng đã lên thân. Đáng tiếc, chiến đài có thủ hộ kết giới, tung hắn cũng vào không được. Bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía Côn Luân tiên quân. Cứu hắn đầu nhi cũng đơn giản, để cho tiên quân mở cửa sau liền tốt. Tiên quân cũng là có ý tứ, như lão tăng đạp tay mà ngồi, người đều ở đây nhìn chiến đài, chỉ một mình hắn nhắm mắt chợp mắt, bộ kia thần thái,
rất tốt giải thích một câu nói, song phương tự nguyện, nghe theo mệnh trời. Hắn không phải nhằm vào mặt trời lặn thần giáo, Côn Luân quy củ như thế, dù là bại là Triệu Bân, dù là không niệm thiên như vậy cầu hắn, hắn cũng đồng dạng sẽ không mở cái kia cửa sau, một câu nói. Nhập gia tùy tục, mặt trời lặn tiên vương khuôn mặt, trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Tiên quân khó chơi tứ hoang đều biết, hắn há có không hiểu lý lẽ. Từ tiên quân nơi đó thu con mắt, hắn lại nhìn chiến đài, tập trung vào Triệu Bân. Đồng ý ngươi một tôn tiên vương pháp khí, thả ta đổ nhi. Triệu Bân không đáp lời nói, ông một tiếng rút ra Long Uyên kiếm. Mặt trời lặn thần tử cho là được cứu, không muốn mạng hướng về dưới đài trốn. Nhưng, hắn vừa thoát ra ba, năm trượng, thì thấy sau lưng một cỗ đáng sợ hấp lực, lại đem hắn túm trở về. Vẫn là Triệu Bân kiệt tác, đã năm ngón tay mở ra, đã vận chuyển thôn thiên quyết. Hắn liền như vậy bóp lấy mặt trời lặn thần tử cổ, một tay nâng tại giữa không trung. Triệu Bân, ngươi, mặt trời lặn tiên vương thốt nhiên tức giận. Kiếp sau, chớ chọc họ Triệu. Triệu Bân không nhìn mặt trời lặn tiên vương, chỉ nhìn mặt trời lặn thần tử. Nhàn nhạt một lời, tựa như thượng thương tuyên án, băng lãnh mà cô quạnh. A, à, thê lương kêu rên, lại vang dội toàn trường. Đường đường một mạch thần tử, bị cưỡng ép thôn phệ nguyên thần. Thật hung ác cái nào? Người không hung ác đứng không vững cái nào? Dưới đài, thổn thức âm thanh lại nổi lên. Thổn thức về thổn thức, không người nghi vấn Triệu Bân tàn nhẫn. Mặt trời lặn thần tử hồn phi phách tán, tại trong kêu rên lên đường. Triệu Bân, ngươi đáng chết. Mặt trời lặn tiên vương gầm thét, chấn thương thiên động rung động. Mà sát ý của hắn, cũng là hủy thiên diệt địa bá đạo. Triệu Bân một bước không có đứng vững, thể phách tại chỗ nứt ra. Cũng là một cái chớp mắt này, một cỗ nhu hòa chi lực đem hắn bao phủ. Là Côn Luân tiên quân ra tay, điên đảo càn khôn, hóa diệt sát ý, thuận tiện còn giúp hắn tái tạo thể phách, tùy theo mà đến chính là một áp lực đáng sợ, nghiền phiến thiên địa này đều chính muốn ngưng kết. Ngô! Mặt trời lặn tiên vương kêu đau một tiếng, nan địch tiên quân khí tràng. Đây cũng là tiên vương cùng bán thần chênh lệch, trong khoảnh khắc áp chế. Đây là Côn Luân thánh địa. Côn Luân tiên quân nhạt đạo, một lời vang vọng cửu thiên. Mặt trời lặn tiên vương con mắt tinh hồng, không dám tiếp tục tùy ý làm bậy. Hắn là hiểu rõ Côn Luân tiên quân, nói đến ra liền làm được. Triệu Bân không quá mức ngôn ngữ, quay người liền muốn xuống đài. Này liền muốn đi. U tiếng cười vang lên, lại một người rơi vào chiến đài, ngăn cản Triệu Bân đường đi. Cẩn thận một nhìn, chính là Khô Diệt thánh tử. Một tay quạt xếp muốn tặc chính quy. Hắn nhiều cơ trí a, biết Triệu Bân trạng thái không tốt, lúc này mới chạy lên đài tới nhặt nhạnh chỗ tốt. Trên thực tế, đối địch Đại La Tiên Tông những cái kia thánh tử, cơ bản đều ý niệm này, Triệu Bân nội tình là mạnh, nhưng cùng mặt trời lặn thần tử liều mạng một hồi, đã là có trọng thương tại người, lại không đỉnh phong chiến lực. Tốt như vậy cơ hội, nào có bỏ qua đạo lý. Có dám chiến, Khô Diệt thánh tử cười nhìn Triệu Bân. Tùy ý, Triệu Bân nhàn nhạt một tiếng, sát khí rong chơi không tiêu tan. Đã diệt một cái mặt trời lặn thần tử, hắn không ngại lại khai sát giới. Rất tốt. Khô Diệt thánh tử hợp quạt xếp, Khô Diệt chi khí ngang dọc. Có thể lên tiên bảng đều không phải hạng người qua loa, hàng này cũng giống vậy. Song phương tự nguyện, nghe theo mệnh trời. Không đợi hai người đánh, lại ngửi Côn Luân tiên quân ngôn ngữ. Đơn giản cảnh cáo nói phía trước. Tiết kiệm đến lúc đó lại có người không an phận. Dám ở cái này làm hư quy củ, hậu quả rất nghiêm trọng. Đây là tiên quân cảnh cáo, cũng không phải là nói đùa. Tới, Khô Diệt thánh tử vừa quát âm vang, trong tay hóa ra tiên kiếm. Hắn như quỷ mị, một kiếm sâu trường hồng, kiếm ý Khô Diệt băng lãnh. Trái lại Triệu Bân, thì như một pho tượng đá, đứng ở đó không nhúc nhích. Phốc, kim sắc huyết quang chợt hiện. Hắn bị Khô Diệt thánh tử một kiếm xuyên thủng thể phách. Thế nhân nhìn nhíu mày, Triệu Bân còn chưa tỉnh ngủ sao? Đứng để cho người ta đánh. Chớ nói quần chúng, ngay cả Khô Diệt thánh tử đều kinh ngạc, đây là làm nóng người một kiếm, vậy mà chúng đích, là tốc độ của hắn quá nhanh, vẫn là Triệu Bân phản ứng quá chậm, sớm biết như vậy, liền nên ra 10 thành kiếm uy, nếu như 10 thành kiếm uy nhược mệnh chung, nhưng là không phải đâm một cái lỗ máu đơn giản như vậy. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, Triệu Bân đã duỗi tay. Hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, bắt được Khô Diệt thánh tử cổ tay. Chưa từng người chịu thua thiệt,
chịu nhân nhất kiếm, sao có thể không an bài một cái phần món ăn? Mở! Khô Diệt Thánh Tử một tiếng lạnh quát, muốn tránh thoát Triệu Bân bàn tay. Triệu Bân sớm đã có đoán trước, bản nguyên mãnh liệt, tháo xuống đối phương sức mạnh. Xong, đám khán giả liền tập thể ngửa ra đầu, là mắt thấy Khô Diệt Thánh Tử bị Triệu Bân vung lên tới. Sau đó, chính là oanh một tiếng vang dội, Khô Diệt Thánh Tử cùng chiến đài tới một cái thân mật tiếp xúc. Quỷ hiểu được Triệu Bân dùng bao nhiêu lực đạo, đường đường một mạch thánh tử, lại bị té huyết cốt bắn bay. Cái này, cũng được. Quá nhiều người kéo khóe miệng, chịu một kiếm liền vì ngã người. Khô Diệt Thánh Tử cũng mộng, bị Triệu công tử cho ngã mộng. So sánh mộng, đau đớn có vẻ như càng làm cho hắn khó chịu. Trong nháy mắt như vậy, thể nội xương cốt lốp bốp. Đừng vội, còn chưa xong. Triệu Bân khí huyết bốc lên, sức eo hợp nhất, thứ hai ngã lực đạo mạnh hơn. Khô Diệt Thánh Tử không đợi thở cái khí nhi, lần thứ hai cùng chiến đài tiếp xúc thân mật. Tùy theo, chính là lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Triệu công tử nhiều kinh nghiệm a, không dễ dàng ngã người, ngã liền một mạch mà thành. Như Khô Diệt Thánh Tử như vậy kháng đánh, đặc thù chiếu cố, hướng chết ngã là được rồi. Phanh, phanh, trên chiến đài oanh minh, cực tốc mà có tiết tấu. Thân là quần chúng, phía dưới là từng đôi tròn vo mắt, mỗi có một tiếng oanh minh, trái tim của bọn hắn, liền đi theo rung động một chút, mang theo người bạo té đấu pháp không phổ biến, nhìn xem đều mẹ nó đau. A. Khô Diệt Thánh Tử phẫn nộ gào thét, cũng như khi trước mặt trời lặn thần tử, là phát ra từ linh hồn. Hắn là đi lên nhặt nhạnh chỗ tốt, liền thọc đối phương một kiếm, lại là rước lấy một trận bạo ngã. Lại đến, Triệu Bân cũng mặc kệ cái này cái kia, mưu túc kình chơi bạc mạng đập. Côn Luân chiến đài biết bao cứng rắn, sững sờ bị nện tan nát vô cùng. Nhìn Khô Diệt Thánh Tử, mấy cái nháy mắt trước đó, vẫn là phong thần như ngọc, khí vũ hiên ngang nam tử tuấn Mỹ. Bây giờ lại đi nhìn, nghiễm nhiên đã là một cái huyết nhân, sợ là ngũ tạng lục phủ đều nhão nhoẹt. Bây giờ, liền trầm mặc ít nói đổi phế người, cũng không khỏi dơ lên con mắt. Đại La Thánh chủ đấu pháp, đích xác đủ trời sinh tính, bất quá cũng là trực tiếp nhất. Nếu thể phách cường độ không đủ, chịu bực này bạo ngã, nguyên thần đều có thể bị ngã diệt. Có hậu bối thế này, ta lòng rất an ủi. Nói chuyện chính là Hùng Vũ Mãng Hán, mắt to sáng ngời có thần. So sánh Khô Diệt gia thánh tử, hắn nhìn Đại La Thánh chủ càng hợp mắt, bởi vì tiểu tử kia đánh nhau đủ dã man, điểm này cùng hắn man tộc giống nhau, không có gì lòe loẹt, bắt được đối thủ liền hướng chết bạo truy. Không niệm thiên thu đứa đồ nhi tốt a. Dấu thiên lão đạo thổn thức, vẫn không quên trách mắt liếc mắt nhìn Khô Diệt tiên vương. Cái kia hàng sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn, dù sao bị đánh là nhà hắn thánh tử. Nhìn những cái kia đối địch Đại La Tiên Tông thánh tử, có mấy cái đã nhíu mày, Triệu Bân như vậy ngã người đấu pháp, bọn hắn phải đề phòng một chút, đợi chút nữa lên đài đánh nhau lúc, cũng không thể bị cái kia hàng dễ dàng bắt được. A, à, nhưng ngửi Khô Diệt Thánh Tử một tiếng kêu gào, càng là tự mình hại mình thể phách. Cái gọi là tự mình hại mình, chính là phế đi nửa cái nhục thân, lúc này mới cưỡng ép chạy trốn. Ngươi đáng chết, thoát ly trưởng khống, kẻ này giống như phát cuồng. Hắn tế một phương bảo ấn, từ thiên đập xuống. Phá! Triệu Bân một bước lên trời, tiếp thiên quyền bá đạo vô song. Cùng một trong nháy mắt, hắn lấy hồn ngự Long Uyên, vượt qua không gian. Oanh! Phốc! Oanh minh sau đó, chính là một đạo chói mắt mà huyết quang đỏ tươi. Lăng thiên bảo ấn bị oanh nát, Khô Diệt Thánh Tử cũng bị Long Uyên chảm lật. Giết! Khô Diệt Thánh Tử huy kiếm chỉ thiên, điều động càn khôn chi lực. Không tệ, hắn tu càn khôn chi đạo, lấy đạo tắc thi triển bí pháp. Đó là một đạo Khô Diệt lôi đình, đen nhánh mà băng lãnh, từ thiên thẳng tắp rơi xuống. Lão bối nhóm gặp chi, không có cảm giác gì, nhưng bọn tiểu bối gặp chi, đều tâm linh run lên. Khô Diệt Thánh Tử lấy tay tuyệt chiêu, sức sát thương cực mạnh, bọn hắn đều từng bị nhiều thua thiệt. Uy lực đủ nhìn, Triệu Bân chỉ giải rác bốn chữ. Xong việc, hắn liền cùng Khô Diệt Thánh Tử đổi cho nhau vị trí. Lấy kia chi mâu công kia chi thân, đây là bẫy người hảo đường đi. Huyết quang lại một lần nở rộ, máu tươi cuốn lấy xương vỡ sụp đổ đầy chiến đài. Tất nhiên là Khô Diệt Thánh Tử đẫm máu, hiểm bị chính mình lôi đình chém thành xương máu. Ăn ta một kiếm. Long Uyên một tiếng sói chu, vẫn là vượt qua không gian. Lần này, hắn bị Khô Diệt thủ hộ chi quang đỡ được.
ngăn lại không có chuyện gì, chủ nhân công phạt sau đó liền đến, chín đạo chu tiên quyết hợp nhất, thành kim sắc kiếm mang, một kích phá thủ hộ, đáng sợ kiếm uy, cho Khô Diệt thánh tử lồng ngực chọc lấy cái lỗ máu. Khô Diệt, ám thiên. Khô Diệt thánh tử tóc tai bù xù, động cấm kỵ chi pháp. Theo hắn dứt lời, toàn bộ chiến đài đều hóa thành hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón loại kia. Mà trong bóng tối, có một vầng trăng treo cao, nhuộm huyết sắc, còn có từng sợi khô diệt chi lực rủ xuống tràn, đó là đạo tắc thần thông, thân ở trong bóng tối, bị mặt trăng phổ chiếu, chính là cực điểm khô diệt. Vĩnh Hằng, Quang Minh Thân. Triệu Bân trong lòng một lời, toàn thân tia sáng nở rộ. Hắn như một vòng kiêu dương, kim sắc dương quang tô điểm Vĩnh Hằng. Chiến đài hắc ám, tại chỗ bị quang minh xé mở. Còn có cái kia luận trăng tròn, cũng bị hắn một đạo thiên diệt nguyên thần kiếm bổ cái băng diệt. Khô Diệt thánh tử bị phản phệ, nguyên thần bên trên nhiều một vết nứt, lại rất khó khép lại. Hắn cũng nổi điên, thiêu đốt khí huyết tái tạo thể phách, lại quanh thân còn nhiều thêm đạo tắc bí văn. Mở! Theo hắn hét lên một tiếng, một tay thành ấn quyết. Chiến đài ông run lên, có một cái quan tài kiên quyết ngoi lên mà ra. Bực này thao tác, nhìn không thiếu lão bối nhíu mày. Khó trách hàng này dám lên chiến đài, nguyên là có át chủ bài. Nhìn cỗ quan tài kia, có tiên vương cấp âm khí rong chơi, hiển nhiên là một bộ tiên vương cấp thi thể. Định dạy ngươi sống không bằng chết, Khô Diệt thánh tử âm trầm nhe răng cười. Hắn đường đường một mạch thánh tử, sao có thể không có mấy cái bàn trải, cũng chính là tiên vương thi thể. Vốn là, lá bài tẩy này là lưu cho thái thượng thần tử, chỉ có điều sớm xử xuất. Ngươi biết không thiếu đi. Triệu Bân nhạt đạo, cũng là một tay bấm niệm pháp quyết. Nặng quan tài thuật đi, hắn cũng thông hiểu, mà lại còn là nguyệt thần chuyện chính tông. Ông, quan tài lại ông run lên, càng là định lại ở đó. Từ dưới đài đi xem, một nửa quan tài tại trong đất, một nửa quan tài ở bên ngoài, dứt khoát tạp đó. Triệu Bân mặc niệm tâm quyết, quan tài lại từng tấc chìm xuống dưới. Khô Diệt thánh tử trở tay không kịp. Không nghĩ tới Triệu Bân cũng có thể điều khiển quan tài. Đi ra cho ta. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, một hồi nghiến răng nghiến lợi. Chìm xuống quan tài, lại có thăng gia hiện ra. Triệu Bân không phải là dùng để trưng cho đẹp, muốn cho hắn đi ra. Không có cửa đâu. Đấu chiến biến rất có ý tứ. Đấu chiến giả bởi vì một cái quan tài chống đối. Đám khán giả nhiều sủi tay, nhìn cảnh đẹp ý vui. Ông! Triệu Bân lại lấy hồn ngự kiếm, Long Uyên vượt qua không gian. Ngắn ngủi rằng co, bởi vì Khô Diệt thánh tử chịu một kiếm mà hạ xuống màn che. Hắn cái gọi là át chủ bài, cuối cùng là không thể mời đi ra, vừa trầm vào lòng đất. Còn có gì dựa dẫm? Triệu Bân vừa quát âm vang, âm thanh cùng cửu tiêu lôi đình thành cộng minh. Vẫn là thái sơ thiên lôi quyết, ước vạn lôi đình hội tụ, thành một đầu kỳ lân, từ thiên lao nhanh xuống. Tung không tiên vương thi thể. Một dạng chảm ngươi. Khô Diệt thánh tử một tay thăm dò vào thể nội, kéo xuống một đạo hư ảo phù. Đó là thể phách phong ấn phù chú, trong cơ thể hắn bịt lại một tôn nhân vật đáng sợ. Giống. Tiếng gào thét tùy theo vang vọng, một đầu ác long từ hắn thể nội gào thét mà ra. Đó là một đạo long hồn, tiên vương cấp long hồn, sát khí mãnh liệt lăn lộn. Cái này cũng là át chủ bài, treo một cái tiên vương cấp, tự nhiên không là bình thường hung vật. Trở về. Triệu Bân trong mắt ngọn lửa nở rộ, mộng ảo chi lực rong chơi. Hắn đối với ác long dùng huyễn thuật, hao hết đồng lực khống nó tâm thần. Nói về là về. Ác long một cái thần long bãi vĩ, lại chui trở về Khô Diệt trong cơ thể của thánh tử. Nó chui trở về không đi quan trọng, lực lượng khổng lồ, Khô Diệt thánh tử nhìn không được. Dù sao, phòng ấn phủ bị hắn xé, khó mà trấn áp. Đã không trấn áp được. Vậy thì phải chính mình đã nhận lấy. Phốc, ác long sức mạnh bộc phát, no bạo nhục thể của hắn. Thế nhân nhìn rõ tích, là mắt thấy Khô Diệt thánh tử nổ thành một đóa hoa máu. Đến nỗi ác long chi hồn, cũng khôi phục lại sự trong sáng. Nó mi tâm có một đạo chú ấn, tại một cái chớp mắt này hiển hóa. Đó là Khô Diệt chú ấn, cũng là phản phệ chú ấn, bởi vì Khô Diệt thánh tử thân thể nổ diệt, nó ác long thân thể, cũng nứt thành từng khúc. Bàng bạc hung ác long hồn chi lực, tại trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Khô Diệt thánh tử nhục thân nổ nát vụn, chỉ còn dư một đạo nguyên thần. Chớ nói hắn cái này đấu chiến giả, liền dưới đài quần chúng, cũng không khỏi vì hắn lúng túng, chú tâm chuẩn bị át chủ bài,
lại đều bị nhẹ nhõm hóa giải, không những không có làm bị thương Triệu Bân, còn bị băng diệt nhục thân. Ngày khác, ta nhất định chém ngươi. Khô Diệt Thánh Tử nghiến răng nghiến lợi, nói vô cùng tàn nhẫn mà nói, làm tối từ tâm chuyện. Cái gọi là từ tâm, chính là quay người mở đột, vẫn là câu nói kia, hắn nhiều cơ trí a. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, sẽ không như mặt trời lặn thần tử như vậy, biết rõ không địch lại, còn liều mạng cùng chết. Chọn ngày không bằng đụng ngày, Triệu Bân nhạt đạo. Dứt lời, thì thấy trong tay hắn nhiều một đạo hư ảo phù. Theo đạo phù hiển hóa, Khô Diệt Thánh Tử nguyên thần thể bên trên, thì nhiều một đạo quỷ quyệt lạc ấn. Đó là đạo tắc lạc ấn, chuẩn xác hơn nói, là giam cầm loại đạo tắc cấm chế. Triệu Bân dự kiến trước, sớm tại lúc trước đại chiến lúc, liền đã khắc xuống lạc ấn. Muốn chạy, không có cửa đâu. Cái này, giam cầm lạc ấn. Khô Diệt Thánh Tử biến sắc, bỏ chạy bước chân, bởi vì trì trệ. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Triệu Bân đã giết đến, đem hắn cưỡng ép phong cấm. Lão tổ, cứu ta! Khô Diệt Thánh Tử kêu gào, cuối cùng là nhiều một vòng nức nở. Đáng tiếc, hết thảy đều chậm, Triệu Bân đã vận chuyển thôn thiên chi pháp. Hắn đích xác tàn nhẫn, không lưu mảy may chỗ trống, cưỡng ép đem đối thủ thôn tính tiêu diệt. Triệu Bân! Khô Diệt Tiên Vương hét to, con mắt tinh hồng không chịu nổi. Hắn chi sát ý không giống như mặt trời lặn tiên vương yếu, Khô Diệt chi lực ngang dọc thiên địa. Oanh! Thiên khung sấm sét vang dội, nhẹ nhõm hủy Khô Diệt chi lực. Không chỉ như vậy, ngay cả Khô Diệt Tiên Vương đều bị đánh nửa bước lui lại. Có thể để cho đỉnh phong Tiên Vương ăn quả đắng như vậy, tại chỗ cũng chỉ tôn kia bán thần. Côn Luân Tiên Quân không ngôn ngữ, chỉ nhắm mắt chợp mắt. Nhưng hắn trầm mặc, lại làm cho tại chỗ người đều phá lệ kiềm chế. Côn Luân là quyết tâm bảo hộ Triệu Bân cái nào? Một tử bào lão giả thổn thức nói. Nói xong lời này, thì thấy chung quanh quần chúng đưa mắt tới, đầu óc người nước vào. Nghe không hiểu tiếng người. Não hắn đâu chỉ nước vào, tám thành còn bị lừa đá. Người tiên quân sớm đã có lời trước đây, song phương tự nguyện nghe theo mệnh trời. Người hiểu chuyện, tại chỗ vẫn có không ít, hết lần này tới lần khác còn đâm cái chồng nhi, hết lần này tới lần khác tính khí đều không thế nào tốt, người một lời ta một lời, đem tử bào lão giả mắng mặt mo xanh xám. Mà sắc mặt khó coi nhất, vẫn là Khô Diệt Tiên Vương. Đó là nhà hắn thánh tử, lại bị nuốt hồn phi phách tán. Cái này không phải luận bàn, không phải sinh tức tử a. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, hai thần tử là chạy luận bàn đi a. Lời này có lý, giết người không thành, liền muốn làm tốt bị diệt chuẩn bị. Tiếng nghị luận vang dội đầy toàn trường, thế nhân lại một lần chứng kiến Đại La Thánh chủ tàn nhẫn. Bất quá, hắn làm có vẻ như cũng không mau bệnh, đã tử địch, há có buông tha lý lẽ. Oanh! Trong tiếng nghị luận, lại một người giết tới chiến đài. Chính là Hắc Uyên Thánh Địa thần tử, đạo bào liệt liệt vang dội. Liên tiếp bại mặt trời lặn cùng Khô Diệt, ta thật sự coi thường ngươi. Hắc Uyên thần tử u cười, trong mắt tham lam cùng bạo ngược cùng tồn tại. Triệu Bân không có gì đáp lại, chỉ tùy ý lột xuống huyết y, lau lòng uyên kiếm bên trên huyết, cử động như vậy, rất tốt giải thích một phen, người cái tiểu biết độc tử, đợi chút nữa liền dùng thanh kiếm này chặt ngươi. Song phương tự nguyện, nghe theo mệnh trời. Man tộc Hùng Vũ Mãng Hán, đột nhiên tới một câu như vậy. Nói xong, vẫn không quên nhìn sang đám kia không ra thế nào cần thể diện lão gia hỏa, sợ nhà mình thánh tử thua, liền chớ để cho bọn họ lên đài, bại bị diệt, người phải thua được, miễn cho chiến hậu lại lải nhải. Mà mẹ nó, hắn bật hách. Hùng Vũ Mãng Hán sau đó, liền nghe quỷ tinh nghịch một tiếng gào to. Không cần hắn nói, thế nhân cũng đều nhìn thấy, nhìn cũng là Hắc Uyên thánh tử. Không tệ. Cái kia hàng bật hách, nhìn hắn bàn tay ở giữa quanh quẩn một tia màu đen khí, song chơi chính là tiên vương khí uẩn, cất giấu tuyệt diệt sức mạnh, cái kia nên tiên vương nhất kích, bị hắn phong ấn tại thể nội. Không ít người rút sạch liếc mắt nhìn Hắc Uyên lão đạo, cái kia rõ ràng là kiệt tác của hắn. Cái này kiệt tác tốt, hàng thật giá thật tiên vương nhất kích, đủ có thể tồi diệt động hư cảnh. Không sao, Triệu Bân có thể nhập vĩnh hằng giới tị nạn. Có người nhỏ giọng đạo. Vào không được vĩnh hằng giới. Dấu thiên lão đạo vừa nói chuyện ý vị thâm trường. Đích xác, Triệu Bân đã vào không được vĩnh hằng giới, bởi vì vĩnh hằng giới bị phong lại, bị một đạo quỷ quyệt chi lực, cưỡng ép cầm giữ, hắn cũng là bây giờ mới biết, liền trong mộng mây khói cũng không nhìn ra manh mối. Tiền bối hảo thủ đoạn. Triệu Bân hơi nghiêng con mắt,
nhìn chính là Thái Thượng Thiên Vương, cũng chính là âm ma chân tiên. Khóa hắn vĩnh hằng giới quỷ quyệt chi lực, là Thái Thượng Tông đạo pháp, vô hình vô tướng. Hắn hơn phân nửa đã sớm trúng chiêu, tất nhiên lúc trước mặt trời lặn thần tử có thể nhận ra hắn, lại há có thể không làm chút ít động tác, thí dụ như phong hắn vĩnh hằng giới, tiết kiệm hắn có chuyện gì không có chuyện gì cuối cùng hướng về không gian tùy thân chạy. Triệu Bân, có thể tuyệt vọng. Hắc Uyên thần tử cười âm trầm đáng sợ, tiên vương sức mạnh đã khôi phục. Đỉnh phong tiên vương nhất kích, có thể so sánh đồ tiên nguyền rủa lực sát thương mạnh hơn nhiều. Trường sinh quyết là bá đạo, nhưng nếu nhất kích đánh thành cho, tái sinh chi lực cũng vô dụng. Tới, Triệu Bân vừa quát âm vang, hoàng kim khí huyết bao phủ. Hắn chiến ý ngập trời, vô địch đạo tắc tung hoành bay lượn. Gặp chi, toàn trường tất cả nhíu mày, chẳng lẽ cái này động hư cảnh, muốn ngạnh kháng đỉnh phong tiên vương nhất kích. Ta, rất bội phục dũng khí của ngươi. Hắc Uyên thần tử u cười, tiên vương chi lực hoàn toàn khôi phục. Quanh quẩn đầu ngón tay hắn cái kia sợi màu đen khí, hóa thành một đạo kiếm khí. Chanh! Theo hắn vung tay lên, kiếm khí màu đen khóa chặt Triệu Bân chém tới. Triệu công tử liền cơ trí, tiện tay xách ra một ngụm lò luyện đan. Hắn xoay người nhảy vào trong lô, xong việc vẫn không quên đem đỉnh lò đắp lên. Ngạch! Toàn trường người tất cả miệng hé mở, có mấy người còn tại kéo khóe miệng. Ngay tại phía trước một cái chớp mắt, bọn hắn đều không tự chủ cho là, người nào đó muốn ngạnh kháng đỉnh phong tiên vương nhất kích, mãi đến cái này một giây, bọn hắn mới biết cái kia hàng là cái hí kịch tinh, tiền hí làm như vậy đủ, lại mẹ nó trốn lò bên trong đi. Bao! Tiên vương cấp kiếm khí đến, không nghiêng lệch chém vào lò luyện đan bên trên. Muốn nói lò kia, cũng chính xác cứng rắn, đỉnh phong tiên vương nhất kích cũng không đánh nát. Thiên vũ tiên lô! Không ít người kinh ngạc, nhận được đó là ai pháp khí? Thật có ý tứ, thanh thiên chân nhân bản mệnh khí, lại trong tay đại la thánh chủ. Khó trách kiếm khí đánh không toái đan lô, đỉnh phong tiên vương bản mệnh khí, cứng rắn đây. Là cái khả tạo chi tài. Quá nhiều lão bối bóp dâu ria. Lấy tiên vương pháp khí kháng tiên vương cấp tổn thương. Không có tâm bệnh. Tính sai, Hắc Uyên thần tử ánh mắt dữ tợn. Hắn thật đúng là đánh giá thấp Triệu Bân, lại có bực này pháp khí. Đối địch đại la tiên tông người, sắc mặt cũng không đẹp mắt như vậy. Phốc, thổ huyết tiếng vang lên, truyền lại từ thiên vũ tiên lô. Là Triệu Bân ho ra máu, thiên vũ tiên lô bắt tổn thương không giả, nhưng cái này tiên lô bên trong. Có hắn lạc ấn, nhất định trên ý nghĩa tới nói, hắn chính là thiên vũ tiên lô chủ nhân, không nhận liên lụy mới là lạ lạc. Còn tốt, hắn cũng chỉ là chịu liên lụy. So với chính diện ngạnh kháng, phương pháp này càng ổn thỏa. Hô! Trong mộng mây khói, hung hăng thở dài một hơi. May thiên vũ tiên lô không có đặt ở vĩnh hằng giới, bằng không thì, một kích này sẽ để cho Triệu Bân vô cùng khó chịu. Nhưng còn có dựa dẫm. Triệu Bân nhảy ra tiên lô, toàn thân cũng là huyết. Chịu liên lụy không sao, hắn thể phách suýt nữa tan ra thành từng mảnh. Tung không tiên vương chi lực, một dạng chảm ngươi. Hắc Uyên thần tử hừ lạnh, tại chỗ mở bản mệnh dị tượng. Có thể làm một mạch thần tử, hắn đích xác có chút vốn liếng, dị tượng có thể xưng đại giới, trong đó sơn nhạc mọc lên như rừng, hùng sông ngang dọc, càng có đạo âm quanh quẩn, ảnh hưởng đẹp là, hắn dị tượng cực kỳ lờ mờ. Còn dám làm ta sợ. Triệu Bân thấy, lại rút về lô bên trong. Xong việc, thì thấy thiên vũ tiên lô ông run lên, thân lò có bí văn lưu chuyển, tiên vương khí tức rong chơi, đó là tiên vương pháp khí kèm theo hàm ý, chỉ có điều, bị hắn quán thâu tiên lực khôi phục đi ra. Ông! Tiên lô ầm vang dựng lên, chính diện đụng vào Hắc Uyên thần tử dị tượng đại giới. Nếu không thì thế nào nói là đỉnh phong tiên vương pháp khí, uy lực chính là bá đạo, đâm đến đại thế giới từng khúc sụp đổ, kinh khủng khí uẩn. Còn đem Hắc Uyên thần tử đụng ngã lăn ra ngoài, còn gặp dị tượng phản phệ. Đi vào cho ta a. Triệu Bân trong một tay từ lô nhô ra, đem Hắc Uyên thần tử túm đi vào. Theo đỉnh lò đắp lên, lô bên trong cũng chỉ còn lại vang vọng không dứt tiếng nổ ầm. Không cần đi xem, liền biết Triệu công tử cùng Hắc Uyên thần tử ở trong lò khai chiến. Không nhìn thấy. Đám khán giả nghèo bao nhiêu tận thị lực, dục vọng xuyên thiên vũ tiên lô. Đáng tiếc. Không phải tất cả mọi người đều có siêu cao nhãn giới. Nhìn xem đều đau. Có thể thấy rõ đại chiến không phải số ít, không có chỗ nào mà không phải là lão gia hỏa. Nguyên nhân chính là có thể thấy rõ, bọn hắn mới thổn thức chặt lưỡi, Hắc Uyên nhà thần tử,
đang bị Triệu Bân ấn xuống bạo chùy, lúc này mới mấy cái nháy mắt, lúc này mới mấy hiệp, tiểu tử kia liền đã bị chùy không gặp người hình. Cũng là bật hách, có vẻ như đại la thánh chủ treo, càng thêm thực dụng. Tiên vương một kích phá không mở tiên vương pháp khí, Hắc Uyên thần tử đã bại. Tất cả mọi người đều biết, đơn thuần chiến lực, Hắc Uyên thần tử cùng đại la thánh chủ kém xa. Lại muốn gãy một cái yêu nghiệt, Côn Luân tiên quân lẩm bẩm ngữ. Bán thần đi, hắn nhìn rõ ràng nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hắc Uyên thần tử sẽ bị diệt. Ta, tới lấy cái kia một vật. Đột nhiên, có một lời truyền vào tiên quân trong tai. Là đồi phế người tại nói, lấy nguyên thần truyền âm. Chờ thịnh hội kết thúc. Tiên quân nở nụ cười, lại nhắm mắt chợp mắt. Hắn cái này vững như Thái Sơn, một ít người an vị không được. Thí dụ như, âm ma chân tiên. Tên kia cũng là một tôn đỉnh phong tiên vương, từ cũng có thể xem thấu thiên vũ tiên lô. Lô bên trong một màn, không là bình thường huyết tinh, phần lớn là nhà hắn thánh tử đẫm máu. Đi ra đánh thôi. Khò khè em bé rụi rụi mắt, chính là nhìn không thấu Lư Đồng. Miệng của hắn là khai quang, thật là có người đi ra. Ông, đỉnh lò bị sốc lên, có một đạo huyết lâm bóng người xông ra. Là Hắc Uyên thần tử, đang lôi kéo tàn phá huyết thân thể ra bên ngoài trốn. Đi đâu? Triệu công tử khéo hiểu lòng người, lại đem hắn túm trở về. Triệu công tử cũng rất tự giác, thuận tiện còn đem đỉnh lò đậy lại. Tiếp đó, lộ bên trong lại là ầm ĩ khắp trốn oanh minh. Trong tiếng nổ vang, không thiếu Hắc Uyên thần tử nổi giận gào thét. Hắn nên bị đánh kinh, liên tiếp xóa bỏ lệnh cấm pháp, không muốn mạng tăng cầm chiến lực, thời khắc đều nghĩ đi ra, làm gì Triệu Bân cách trở, không cho hắn cơ hội, mỗi lần muốn thoát ra, đều bị Triệu Bân túm trở về. Sư tôn, cứu ta! Đồng dạng kêu cứu thanh âm, cũng là đồng dạng kêu rên. Hắc Uyên thần tử sợ, nan địch đại la thánh chủ công phạt. Chẳng biết lúc nào, tiếng oanh minh mới chôn vùi. Tùy theo chôn vùi, còn có Hắc Uyên thần tử kêu gào. Đủ một hồi lâu, cũng không thấy thiên vũ tiên lô có động tính, lớn như vậy đan lô, giống như một tòa núi cao, đứng ở trên chiến đài, có tiên vương hàm ý quanh quẩn, có đan hương chi khí rủ xuống tràn, rất là bất phàm. Kết thúc, không ít người tiếng cười hỏi. Nhìn hắn liền biết, dấu thiên lão đạo chậm chậm nói. Quá nhiều người trách mắt, nhìn về phía âm ma chân tiên, dấu thiên lão đầu đường bên trong hắn, chỉ chính là hắn, nhìn hắn cái kia đỏ tươi con mắt. Nhìn hắn diện mục dữ tợn, liền biết Hắc Uyên thần tử giữ nhiều lành ít. Ông! Vạn chúng chú mục phía dưới, đỉnh lò cuối cùng là bị vén lên. Triệu Bân tay cầm chảy máu Long Uyên, từ lô bên trong đi ra. Cũng chỉ một mình hắn, không gặp lại Hắc Uyên thần tử thân ảnh. Thật diệt! Dưới đài quần chúng, lại tụ tập xì xào bàn tán. Không có người bồi thường lời nói, trầm mặc chính là đáp án, bất diệt giữ lại ăn Tết. Triệu Bân! Âm ma chân tiên con mắt, tinh hồng muốn chảy máu. Hắn chủ tính ngàn vạn, vẫn là chôn thần tử mệnh. Triệu Bân không phản ứng đến hắn, bởi vì lại có người khiêu chiến lên đài. Cũng không biết là trùng hợp, vẫn là thương lượng xong, lần này đi lên là hai người, tất cả tiên bảng nổi danh, cũng tất cả đại la tiên tông đối địch, cẩn thận một nhìn, chính là tuyệt thiên thần tử cùng xích thiên thần tử. Hai đánh một, thế nhân nhìn nhíu mày. Nhìn hai đại thần tử phái đoàn. Rõ ràng đều không định làm tốt. Nhìn hai đại thần tử đều cười âm trầm, hiển nhiên là thương lượng xong. Đơn đả độc đấu quá vô vị, hai đối hai vừa vặn rất tốt. Tuyệt thiên thánh tử cười nói. Tại chỗ thiên tự bối, ngươi có thể tùy ý tuyển một người. Xích thiên thần tử khóe miệng hơi vểnh. Ai nha? Quỷ tinh nghịch cùng khò khè em bé tất cả gỡ tay áo, liền muốn xông lên chiến đài. Đầu chọc lão đưa tay, kéo lại hai người. Hai người đi lên còn chưa đủ thêm phiền. Ta có thể kéo lại một người, quỷ tinh nghịch nghiêm túc nói. Cái này nói đùa không buồn cười, đầu chọc lần trước vừa nói một bên nhìn bốn phía. Quỷ tinh nghịch cùng khò khè em bé không đáng chú ý, họ cuồng cái kia hàng như tại chỗ liền tốt. Hắn ý tưởng này rất tốt, chú định thất vọng. Họ cuồng như tại, sớm mẹ nó giết tới. Ta tới. Yên Vũ liền bộ nhẹ nhàng, liền muốn lên chiến đài. Nàng cũng là tiên bảng đệ tử, có tư cách tham chiến. Một mình ta liền tốt. Triệu Bân phật tay một cỗ nhu hòa lực, lại đem ngăn cản xuống dưới. Theo Tú Nhi mà nói, nam nhân đánh nhau, cô nàng một bên mát mẻ đi. Cuồng vọng. Xích thiên thần tử cười lạnh một tiếng, một bước đạp lên trời.
Tuyệt Thiên Thánh Tử thì một tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng sát khí mãnh liệt. Triệu Bân lười nhác nói nhảm, bao phủ hoàng kim khí huyết mà đến. Hai đại thần tử một trên một dưới, tất cả mở bất thế bí pháp. Cao thủ so chiêu, không có gì lòe loẹt, một lời không hợp làm là được rồi. Oanh, phanh, tàn phá chiến đài, lại là một mảnh oanh minh. Nhìn dưới đài quần chúng, con mắt là trên dưới trái phải chuyển động. Ba người tốc độ quá nhanh, thân pháp cũng quá quỷ quyệt, đặc biệt là Triệu Bân, chân đạp phong thần bộ, tốc như kinh hồng, nhanh như thiểm điện, phần lớn thời gian, tại chỗ hậu bối đều chỉ có thể bắt giữ hắn một đạo tàn ảnh. Đây cũng quá kinh khủng. Một chọi hai cũng không rơi vào thế hạ phong. Hiện trường thổn thức chặt lưỡi âm thanh, chưa bao giờ đoạn tuyệt qua. Vĩnh hằng thể đích sắc mạnh, đánh hai thần tử liên tiếp đẫm máu. Hơn phân nửa có âm mưu. Dấu Thiên lão đạo xem kịch ngoài, vẫn không quên liếc nhìn Tuyệt Thiên lão đạo cùng Xích Thiên Tiên Vương. Cái kia hai lão gia hỏa, đều thần sắc nhàn nhã, tựa như đối với hai đánh một đấu chiến, có tuyệt đối tự tin. Vì đi có tự tin, khẳng định có át chủ bài a. Hơn nữa, lá bài tẩy này cần hai thần tử cùng nhau hoàn thành. Triệu công tử không ngốc, trong lòng cũng là có đếm, hai người bên trên chiến đài, trong đó không có vấn đề mới là lạ lạc. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không để cho mưa bụi tới, tiết kiệm mưa bụi tại trong chiến có chuyện bất chắc. Đến tột cùng là gì át chủ bài, hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút. Triệu Bân, hôm nay nhất định chém ngươi. Bá khí ầm ầm kêu gào âm thanh, vô hạn vang vọng Côn Luân Thịnh Hội bên trên. Cùng Triệu Bân đấu chiến hai thần tử, liền chờ lấy lời này sách súng khí. Nhưng, mắng vang dội không có treo dùng, tự thân nội tình mới là thực sự tư bản. Hai thần tử chiến lực là không kém, nhưng cùng Triệu Bân so sánh, thiếu chút nữa ý tứ, thậm chí là, đại chiến mấy chục cái hiệp, không những không đem Triệu Bân quật ngã, còn bị Triệu Bân một người chùy huyết cốt bắn bay, gì cái bí thuật thần thông, gì cái cấm kỵ chi pháp, đều không địch lại Triệu Bân một đôi kim quyền dễ dùng. Chu Diệt, Tuyệt Thiên thần tử vừa quát âm vang, tại chỗ động sát sinh đại khí. Đó là một ngụm màu đen thùi lùi tiên kiếm, toàn thân đều lôi điện xé rách. So sánh lôi điện, trên thân kiếm rong chơi một tia giống như ngầm phát hiện màu tím khí, mới là thật đáng sợ, đó là tiên vương cấp hàm ý, cũng chính là nói, cái thanh kia màu đen thùi lùi tiên kiếm, là tiên vương cấp pháp khí, không được hoàn mỹ chính là, Tuyệt Thiên thần tử chính là thái hư cảnh, không cách nào sử dụng mạnh nhất uy lực. Lên! Triệu Bân trong lòng một quát, ngự động thiên vũ tiên lô, hướng thiên đụng tới. Tiên kiếm cùng đan lô va chạm, tiếng leng keng thanh thúy, càng có một áng lửa nổ tung. Tất cả tiên vương cấp pháp khí, mà cái này ai cũng không làm gì được ai, ngược lại là thôi động pháp khí giả bị chấn không nhẹ, Triệu Bân một cánh tay nổ diệt, Tuyệt Thiên thần tử càng thê thảm hơn, nửa cái thể phách đều vỡ nát. Chấn áp, Xích Thiên thần tử giết tới, sử dụng một tòa bảo tháp. Đó cũng là tiên vương cấp pháp khí, có đạo tắc vần quanh. Trở về, Triệu Bân một bước đứng vững, kêu thiên vũ tiên lô. Định, Tuyệt Thiên thần tử nhe răng cười. Lấy bí pháp cưỡng ép giam cầm tiên lô. Oanh! Tiên lô không thể như lúc quay về, nhưng Xích Thiên thần tử bảo tháp lại hợp thời rơi xuống. Triệu Bân không sợ, thiên vũ tiên lô triệu không trở lại, nhưng hắn còn có vật khác kiện nhi, hắn đại thủ huy động, đem thạch cầm từ tử phủ sách ra, hai tay nắm chặt, xem như một cái binh khí hướng thiên vung mạnh đi. Bao! Vẫn là kim loại va chạm tiếng leng keng, phá lệ thanh thúy. Cũng vẫn là một áng lửa. Không biết lung lay bao nhiêu người mắt. Chờ thế nhân lại nhìn lúc, tiên vương bảo tháp đã bị vung mạnh bay, còn có Xích Thiên thần tử, cũng như một cái huyết nhân, bị chấn lộn ra ngoài, cũng là nửa bên thân thể nổ diệt, gặp tiên vương pháp khí phản phệ. Trái lại Triệu Bân, lại sừng sững không động, mặc dù thể phách cũng có tổn thương, nhưng có vạn pháp trường sinh quyết chống đỡ, rất nhanh liền khôi phục, liền chảy ra sán sán vĩnh hằng huyết, cũng tại từng luồng đảo lưu nhập thể. Thật là bá đạo một cái thạch cầm. Đám người đứng ngoài xem cũng là kinh ngạc âm thanh, đối với Triệu Bân trong tay thạch cầm, phá lệ hiếu kỳ, chợt nhìn rõ ràng không có gì chỗ đặc biệt, càng là có thể nhất kích vung mạnh lật tiên vương pháp khí. Đàn kia, nhìn xem cỡ nào quen mặt. Dấu Thiên lão nói một tiếng lẩm bẩm ngữ, nhìn ánh mắt thâm thúy. Như hắn, tại chỗ rất nhiều lão bối cũng đều khẽ híp hai mắt. Phục ma đàn. Côn Luân tiên quân trong lòng nói, lại còn quỷ thần xui khiến liếc mắt nhìn đồi phế người. Đã phục ma đàn, người kia nhất định là cảm thấy hứng thú, hoặc có lẽ là, đổi phế người đối với phục ma đàn chủ nhân cảm thấy hứng thú.
Đích xác, con mắt ảm đạm đồi phế người, đang nhìn gặp Phục Ma Đàn trong nháy mắt, trong mắt chuồn tinh quang, Côn Luân Tiên Quân nhận ra thanh cầm kia, hắn từ cũng nhận ra, không nghĩ tại trong tay Đại La Thánh Chủ. Oanh, phanh, thế nhân kinh ngạc ngoài, Tuyệt Thiên Hòa Xích Thiên hai thần tử đã rơi xuống trên mặt đất. Hai người trong mắt đều hiện đầy tơ máu, thần sắc dữ tợn đáng sợ, thật đánh giá quá thấp Đại La Thánh Chủ, hai đại tiên vương pháp khí, lại đều không thể đem hắn chấn áp, còn có cái thanh kia thạch cầm, cũng rất quỷ dị. Mở lớn, hai người liếc nhau, tất cả phịch một tiếng đứng vững, tất cả bộc một tiếng chắp tay trước ngực. Chỉ dựa vào tự thân chiến lực, rõ ràng ép không được Đại La Thánh Chủ, bọn hắn phải động lá bài tẩy. Một cái chớp mắt này, đám khán giả đều ngồi ngay ngắn, mỗi ánh mắt rạng rỡ, chỉ sợ bỏ lỡ đặc sắc tên vở kịch. Chảm! Triệu Bân từ thiên xuống, vẫn là Long Uyên kiếm xung kích tại phía trước, lại vượt qua không gian. Nhưng, nó cái này có thể so với Tuyệt Sát một kiếm, bị một cổ thần bí sức mạnh đỡ được. Chờ Triệu Bân giết đến, lực lượng thần bí ẩm vang bao phủ, đem hắn chấn nghênh trời lật té ngã. Cực nói, tuyệt sinh môn. Không đợi Triệu Bân định thân, liền nghe hai thần tử hét lớn một tiếng. Dứt lời, chiến đài lại là một tiếng ông rung động, có một tòa kình thiên cửa lớn kiên quyết ngoi lên mà ra, toàn thân ngăm đen, điện mang xé rách, mang theo cuốn rộng rãi bàng bạc chi thế, đâm đến chiến đài kết giới đều ông run lên. Càng là cực đạo tuyệt sinh môn, Huyền Lôi lão tổ một tiếng kinh ngạc. Gì cái lai lịch, kiến thức thiền cận giả đều trách mắt nhìn lại. Đó là tuyệt sinh một mạch bản mệnh thần tàng, Huyền Lôi lão tổ nói. Tuyệt sinh một mạch, thế nhân nghe xong nhiều vào đầu, xong lại hai mắt tròn trịa nhìn về phía Huyền Lôi lão tổ, đã tuyệt sinh một mạch thần tàng, hai thần tử vì đi có thể sử dụng, ba mạch có ngọn nguồn. Không biết, Huyền Lôi lão tổ lắc đầu, cũng nghĩ tìm người hỏi một chút. Không có người cho đáp án, biết bí mật sợ là không có mấy cái. Oanh, Triệu Bân một bước định thân, đạp chiến đài băng liệt. Hắn ngửa ra con mắt, trên dưới quét lượng tuyệt sinh môn. Cùng hắn vĩnh hằng chi môn có chút giống, bất đồng chính là, cái cửa này đen thui, mà hắn vĩnh hằng chi môn, thì trong trong ngoài ngoài đều kim quang rực rỡ. Mở! Hai thần tử cùng kêu lên hét lớn, kết động đồng dạng ấn quyết. Nhưng ngửi oanh một tiếng, tuyệt thiên môn ầm vang mở rộng, càng thêm sức mạnh bàng bạc từ môn bên trong mãnh liệt tuôn ra, lại hướng bên trong nhìn, càng là một mảnh tinh không mênh mông, từng vì sao đều phảng phất giống như chân thực. Ngô! Triệu Bân lại kêu đau một tiếng, bị bàng bạc chi lực đụng không có đứng vững. Cũng không đợi hắn đứng vững gót chân, thì thấy tuyệt sinh môn bên trong có một cỗ đáng sợ thôn phệ chi lực đánh tới, hơn nữa mạnh đến để cho hắn không cách nào kháng cự, thậm chí không để ý, bị cuốn vào trong môn, bực này cảm giác, cùng ngày xưa bị cuốn vào vĩnh hằng chi môn lúc, cực kỳ tương tự, giống bị trói lại tay chân. Phong, gặp Triệu Bân bị cuốn đi vào, hai thần tử ấn quyết lại biến. Vẫn là tiếng ầm ầm, hai phiến cửa lớn lại chậm rãi khép kín. Công đức viên mãn. Tuyệt Thiên lão tổ cười, hắn bên cạnh thân Xích Thiên lão tổ cũng cười. Chiến không được Triệu Bân không sao, đem hắn phong vào tuyệt sinh môn liền coi như thắng. Vào tuyệt sinh môn, cũng đừng nghĩ đi ra, chờ trở về, chờ tìm nơi tốt, lại đem hắn phóng xuất, đến lúc đó, xử trí như thế nào vĩnh hằng thể, tất nhiên là bọn hắn định đoạt, hai nhà chia cắt chiến lợi phẩm. Phải. Không cứu nổi. Dấu Thiên lão đạo hít sâu một hơi, đã ở trong lòng cho Triệu Bân mặc niệm. Cực đạo tuyệt sinh môn thế nhưng là một tòa lồng giam a. Đi vào dễ dàng đi ra gian khổ, muốn nói cái kia hai cái thần tử, cũng chính xác siêu quần bạt tụy, liên thủ thi pháp, có thể gọi ra tuyệt sinh một mạch thần môn tiên tàng. Khó trách dám lên đài. Dưới đài lại nhiều thổn thức chặt lưỡi âm thanh, đều nhìn rõ rành rành. Cái này hiển nhiên là sớm đã kế hoạch tốt. Chấm dứt sinh môn vây khốn Triệu Bân, sự thật chứng minh, bọn hắn ý tưởng này, không chỉ thanh kỳ, còn mẹ nó rất nhiều thực dụng, Triệu Bân chiến lực siêu tuyệt, thuyền lật trong mương. Phong em gái ngươi, đi vào cho ta. Đang lúc thế nhân cho là hết thảy đều kết thúc lúc, môn bên trong truyền ra một tiếng mắng to. Không đợi tuyệt sinh môn khép kín, thì thấy môn bên trong có hai đạo phù văn xích sắt thoát ra, đó là Triệu Bân kiệt tác, sử dụng xích sắt, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Đem hai thần tử cho khóa, cưỡng ép quăng vào trong môn, vì thế, hắn còn tìm cái rất tốt lý do, bên trong quá tối ta sợ. Ngô! Vạn chúng chú mục phía dưới, hai thần tử bị cưỡng ép quăng vào tuyệt sinh môn. Bởi vì người thi pháp đi vào, tuyệt sinh môn tại trong khoảnh khắc ầm vang nổ diệt. Ngạch! Dưới đài quần chúng,
lại là tập thể miệng hé mở. Đây coi là cái gì, mở cửa cũng bị khóa đi vào. Xích Thiên lão tổ không cười, Tuyệt Thiên lão tổ nụ cười trên mặt, cũng tản sạch sẽ, bọn hắn cho là không có sơ hở nào, có thể cưỡng ép Phong Vĩnh Hằng thể, không nghĩ, đến càng là như thế cái kết cục. Thật lâu, cũng không thấy có người nói ngữ. Thật lâu, thế nhân ánh mắt cũng không từ chiến đài rời đi. Ta nói, cái kia ba chạy đi đâu rồi? Một hồi lâu, mới gặp có người nhỏ giọng hỏi thăm. Quỷ hiểu được, chớ nói bọn tiểu bối, liền tại chàng lão bối, cũng không nói được cái nguyên cớ. Kết quả là, thế nhân ánh mắt đều tụ ở Côn Luân Tiên Quân cái kia, tại chỗ liền hắn một tôn bán thần, tầm mắt siêu việt tiên vương, hơn phân nửa có thể nhìn ra manh mối. Nên đi ra lúc, tự sẽ đi ra, nhắm mắt dưỡng thần Côn Luân Tiên Quân, cho ham học hỏi giả tới một câu như vậy, nói thực ra, hắn cũng không biết cái kia ba chạy đi đâu rồi, nhưng nhiều người nhìn như vậy hắn, nếu nói không biết, chẳng phải là thật mất mặt. Hắn cái này mù hồ liệt liệt không sao, người ở chỗ này đều tin. Bán thần đều nói, nên đi ra lúc tự sẽ đi ra, vậy thì chờ thôi. Uống rượu. Man tộc Hùng Vũ Mãng Hán, trước tiên bưng chén rượu lên. Tứ phương khách đến thăm, cũng đều chưa thỏa mãn ngồi về tại chỗ. Thịnh hội đi, liền nên có thịnh hội dáng vẻ, nên nói chuyện phiếm, nên tán gái, chờ lấy cũng là chờ lấy, dù sao cũng phải tìm một chút sự tình làm. Nhưng, không phải tất cả mọi người đều ngồi được vững. Như Xích Thiên lão tổ, cũng như Tuyệt Thiên lão tổ, đều sắc mặt tái xanh, nhà mình thần tử sinh tử chưa biết, bọn hắn có thể ngồi được vững mới là lạ. Còn có Mặt Trời Lặn Tiên Vương, Hạc Huyền lão tổ cùng Khô Diệt Tiên Vương, thì nghiến răng nghiến lợi, nhà bọn hắn thần tử đã bị diệt, bọn hắn đang suy nghĩ thế nào giết chết Triệu Bân, này cũng tốt, tìm không ra cái kia hàng bóng người. Thịnh hội bầu không khí, biến có chút kỳ quái, ba cái yêu nghiệt lên đài hẹn đánh nhau, lại bị một tòa môn cả không còn. Thậm chí hiện trường nhiều như vậy quần chúng, kèm thêm Côn Luân Tiên Quân ở bên trong, đều bị gạt cái này. Hắn ba, sẽ không chết ở bên trong a? Có tiểu bối hỏi. Khó mà nói, lão bối nhóm đáp lại, khác thường nhất trí. Tuyệt sinh môn đáng nhìn làm một tọa lồng giam, bị khóa vào trong đó, tạm thời sẽ không chết, nhưng cũng đừng hòng đi ra, trừ phi có tuyệt đối lực lượng, có thể nhất kích đánh xuyên hư ảo, bằng không, thành thành thật thật ngồi đợi bên trong là được. Còn có một cái biện pháp. Đó chính là lại mở tuyệt sinh môn. Nhưng, con đường này có vẻ như đã tuyệt, bởi vì mở cửa cái kia hai người mới, cũng bị khóa nhập môn bên trong, như vậy lúng túng hoàn cảnh, ai có thể làm dự phán cái nào? Có cửu báo cửu, có oán báo oán. Đột nhiên, thịnh hội bên trên vang lên một câu nói. Không biết là người phương nào tại nói, nhưng lời nói bên trong có thâm ý, chờ lấy cũng là chờ lấy, tới một chút chương trình đặc biệt, thí dụ như, lại đi lên hai cái hẹn một trận. Lão bối cũng tốt tiểu bối cũng được, lão phu thích xem người khô trận chiến. Đừng nói, vẫn thật là có người lên đài. Đó là một cái to con, ân, man tộc Hùng Vũ Mãng Hán. Người này đủ biêu hán cũng rất cường thế, đứng ở trên đài, mang theo gia hỏa chỉ phía xa Thật Tuyệt lão đạo. Tự tìm cái chết, Thật Tuyệt lão đạo một bước vượt ngang, phịch một tiếng rơi vào chiến đài, hôm nay, hắn nín hỏa nhi đâu. Nhà mình thánh tử bị diệt, trong lòng đang chặn hốt hoảng. Nhu cầu cấp bách tìm người tiết tiết hỏa, hết lần này tới lần khác, cái dã man nhân này không có mắt, như thế, liền bắt hắn tế đao. Trò hay tới, đám khán giả cũng đều ngồi ngay ngắn, hai cái này cũng không phải đèn đã cạn dầu, chưa đi đến Côn Luân lúc, ngay tại nhân gia trước sơn môn đánh nhau, bây giờ bên trên chiến đài, hơn phân nửa là không đánh tới không chết coi xong. Oanh! Không đợi hai người khai kiền, liền nghe hư vô một tiếng oanh minh. Bao quát Hùng Vũ Mãng Hán cùng Thật Tuyệt lão đạo ở bên trong, tất cả mọi người đều ngửa ra con mắt, oanh âm thanh tới không có chút nào điềm báo. Oanh, phanh, bọn hắn nhìn lên, lại là mấy đạo oanh minh. Oanh âm thanh giống như ngầm hiện, lại chợt đông hốt tây, căn bản là không có cách xác định vị trí chính xác. Có người đại chiến, đây là tại chỗ người ngờ tới, vấn đề là, ai tại đại chiến, không thấy mảy may bóng người. Gặp đến lúc này. Duy nhất tại chỗ một tôn bán thần, đều biết trở thành thế nhân chú mục tiêu điểm. Bán thần tầm mắt cao a, cho một cái giải thích hợp lý. Là ba người kia, Côn Luân Tiên Quân lời nói ung dung. Nghe chi, tứ phương người tất cả nhíu mày, biết Tiên Quân nói Triệu Bân cùng hai thần tử, bọn hắn còn sống, hơn nữa tại đại chiến, bọn hắn sở dĩ không nhìn thấy, tất cả bởi vì ba người tại trong tuyệt sinh môn, làm không tốt, đó là một phương đại thế giới, cũng hoặc,
là một mảnh không gian kỳ dị. Côn Luân đạo hữu, mong rằng cho một cái vị trí. Xích Thiên cùng Tuyệt Thiên lão đạo tất cả đứng dậy. Thân ở dị không gian, lão phu bất lực, Côn Luân tiên quân chậm rãi nói. Lời này, nghe thế nhân mơ mơ hồ hồ, có ý gì, Tuyệt Thiên môn liền với dị không gian. Vẫn là câu nói kia, đã bán thần chính miệng nói tới, chưa có người nghi vấn. Khó trách không tìm thấy người. Dấu Thiên lão đạo nhéo nhéo râu ria, muốn tìm dị không gian, khó như lên trời. Hắn liếc mắt nhìn Côn Luân tiên quân, chắc chắn tên kia có thể tìm được, chỉ có điều không muốn nhúng tay thôi. Tại Côn Luân, sợ là đợi không được người, đầu chọc lần trước âm thanh nói thầm. Đối với cái này, khò khè em bé cùng quỷ tinh nghịch đều không phản bác, dị không gian không phải bình thường không gian, không phải cố định, cũng chính là nói, từ cái này đi vào, không nhất định liền từ cái này đi ra, làm không tốt, Triệu Bân lúc trở ra, đã ở Đại La Tiên Tông, dị không gian chính là tà dị như vậy. Hai thần tử, giữ nhiều lành ít, không thiếu lão gia hỏa đạp tay. Lời này không có tâm bệnh, cũng không người phản bác, lấy Triệu Bân chi chiến lực, cho dù một chọi hai, cũng có thể đem hai thần tử đánh thành cho. Sự thật xác thực như thế, hai thần tử đích xác trạng thái không tốt. Thế nhân mong không thấy dị không gian, cũng như lúc trước Tuyệt Sinh môn mở ra lúc thấy, chính là một mảnh tinh không mênh mông, mà Triệu Bân cùng hai thần tử, bây giờ ngay tại trong tinh không, đánh hừng hực khí thế. Coi là thật nếu không thì không chết thôi. Hai thần tử phẫn nộ gào thét, đã bị trùy không gặp người hình, cũng bị ép như muốn phát cuồng, bọn hắn là chủ tính ngàn vạn, một bước cuối cùng lại rơi mất dây xích, bị quăng vào Tuyệt Sinh môn không sao, không chỉ bị vây ở nơi đây, còn có một tôn sát thần nhìn bọn hắn chằm chằm đánh. Không chết không thôi. Triệu Bân tay cầm Long Uyên kiếm, trên đầu lơ lửng Thiên Vũ Tiên Lô, sát khí ngập trời. Có thể hay không ra ngoài trước tạm không nói. Hai hàng này hắn nhất thiết phải giết chết, tiết kiệm sau này lại nhạ sự đoan. Một cái chớp mắt này, hắn tóc vàng trở về nhan sắc ban đầu, tuyệt cảnh trạng thái tản đi. Hai thần tử gặp chi, tất cả con mắt chớp lóe mang, không có tuyệt cảnh vĩnh hằng thể, khí thế đã là rớt xuống ngàn trượng, hai người liên thủ, chưa hẳn không thể đem hắn đổ diệt. Nghĩ tới đây, hai thần tử một cái hiến tế bản nguyên, một cái hiến tế thọ nguyên, mở cấm kỵ chi pháp, cực điểm gia trì chiến lực. Diệt ta. Triệu Bân cười lạnh một tiếng, mi tâm lại khắc ra bí văn. Đó là thiên sát bí văn, tuyệt cảnh tản, nhưng hắn còn có thiên sát. Ngươi, thiên sát cô tinh, hai thần tử đều kinh hãi, chỉnh trở tay không kịp. Ai sẽ nghĩ đến, thế hệ này vĩnh hằng truyền thừa, lại vẫn là thiên sát cô tinh, tiên thiên mang ách nạn mệnh cách, vạn cổ khó gặp, hôm nay gặp được một cái sống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Côn Luân thịnh hội, như chết tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều tại ngửa mặt lên trời nhìn ra xa, ngay tại phía trước một cái chớp mắt, oanh âm thanh tiêu diệt. Bầu không khí vẫn như cũ lúng túng, thậm chí trên chiến đài hùng vũ mãng hán cùng thật tuyệt lão đạo, cũng bị mất muốn đánh tư thế, hẹn đánh nhau giả cũng thành trung thực quần chúng, ngẩng lên đầu nhìn chằm chằm Thương Miểu nhìn. Phanh! Ba, năm trong nháy mắt sau, mới ngửi oanh âm thanh triệt để. Không cần đi xem. Liền biết ba người kia lại đánh. Cẩn thận lắng nghe, giống như còn có thể nghe hai thần tử kêu gào. Dị không gian, tràn đầy nhuốm máu ánh lửa. Tinh không minh mông, chính là ba người chiến trường. Chết đi. Tuyệt Thiên thần tử gầm thét, thôi động Tiên Vương sát kiếm từ thiên đánh xuống. Triệu Bân thì tế Thiên Vũ Tiên Lô, từ bãi triều bên trên chính diện ngạnh cương.